Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 47. Cậu hai đúng là người thật thà lương thiện, đáng tiếc là lương thiện cả một đời rồi, nếu mà nhiều lời thì thôi cháu không nói nữa, cũng đến lúc cháu nên về rồi, bất luận thế nào thì cháu vẫn cảm thấy rất vui thì hôm nay gặp được cậu hai. Tần Lâm cười nói, tối rồi đi lại cũng nguy hiểm, hay là cháu ở lại đây, mai hẵng đi. Đường Mẫn lo lắng nói, không cần đâu gì hai. Ngày mai cháu còn có hẹn. Tần Lâm khéo léo từ chối gì hai. Ây ây, anh Tiểu Lâm có hẹn cơ à? Hẹn với ai đấy, Đại Minh Tinh hả? Lâm Nguyệt Giao trêu đùa. Không ra thể thống gì, ở đó mà ăn nói linh tinh. Đường Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao. Vốn dĩ là vậy mà. Lâm Nguyệt Giao ra vẻ ấm ức. Ngày thứ hai, Tần Lâm lái xe đến công viên Hải Sư, anh đợi ở cổng. Vốn dĩ hôm nay định gây bất ngờ cho Lâm Nguyệt Giao, trước giờ anh không nói sự thật với cô ấy không phải là cố ý muốn lừa dối mà chỉ là luôn xảy ra sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì thế đối Lâm Nguyệt Giao, thân phận của anh luôn là một ẩn số. Hơn nữa Tần Lâm thấy em họ mình ngày càng si mê Tần Đại Sư, thậm chí không còn đơn giản là thần tượng trong lòng, cô đã hoàn toàn coi Tần Đại Sư là người tình trong mộng của mình, chẳng phải quá điên rồ rồi sao? Ngộ nhớ càng để lâu cô ấy không thể dứt ra được thì phải làm sao? Đúng là đau đầu. Tần Lâm thở dài một hơi, dựa người vào xe thể thao, anh đến công viên Hải Sư từ sớm, nhìn thấy cô em họ đứng phía xa ngoái đông ngoái tây, lúc đó anh lại không nỡ nói sự thật cho cô ấy, nhớ đâu sau khi biết sự thật cô ấy nghĩ không thông rồi làm chuyện ngu xuẩn thì sao? Tần Đại Sư nhân ái thương người chắc chắn sẽ không nỡ làm tổn thương em họ mình, nếu như câu chuyện em họ u mê, say đắm anh họ lan truyền ra ngoài, vậy thì đời này cho dù Tần Lâm nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được vết nhơ. Dì hai và chú hai đối xử với Tần Lâm tốt như thế, anh thực sự không muốn tổn thương em họ mình. Mặc dù thời cổ đại cũng có trường hợp em họ yêu anh họ sau đó ở bên nhau, nhưng đó chỉ là số ít, hơn nữa người có quan hệ họ hàng kết hôn với nhau, con cái sinh ra rất có khả năng bị dị dạng, Tần Lâm suy nghĩ chu toàn, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản tùy tiện. Có phải lại nghĩ nhiều rồi không? Tần Lâm vỗ vào đầu, sau một hồi suy nghĩ anh vẫn quyết định tạm thời không nói với Lâm Nguyệt Giao, nếu không sẽ gây ra cú sốc lớn cho cô ấy. Đứng từ xa nhìn Lâm Nguyệt Giao, cô lo lắng gửi tin nhắn liên tục, truy hỏi xem anh có đến hay không, Tần Lâm lấy hết dũng khí, vẫn nên giấu thì hơn, dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc công khai thân phận của mình với Lâm Nguyệt Giao. Nếu như hình tượng Tần Đại Sư hoàn mỹ bị anh phá hủy, Lâm Nguyệt Giao chắc chắn sẽ không tha cho anh. Tần Lâm để điện thoại ở chế độ im lặng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, ảo tưởng của Lâm Nguyệt Giao đối với Tần Đại Sư đã đến mức si mê điên đại, lúc này cho dù bản thân nói thế nào đi nữa thì e rằng cũng chẳng giải quyết được vấn đề, chi bằng giữ tấm chân tình này ở trong tim. Tần Lâm lên xe, chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên có một giọng nói mừng rỡ gọi anh. Tần Lâm, là anh sao? Sao anh lại ở đây? Tần Lâm sững sờ, ngoảnh lại nhìn thì ra là Tống Song Nhi, người bạn mà trước đây Lâm Nguyệt Giao định giới thiệu cho anh. Không ngờ lại gặp cô ta ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đầu hai người không ưa nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Tống Song Nhi tỏ vẻ e thẹn, ngập ngừng, có chút gì đó mờ ám không nói rõ được. Tần Lâm xuất hiện ở đây vào lúc này chắc chắn có lý do, hơn nữa anh lại là anh họ của Lâm Nguyệt Giao, nghĩ như thế chắc chắn sẽ ra. Tống Song Nhi đinh ninh rằng Tần Lâm thích mình, thế nên anh mới quay về, hơn nữa còn lái xe xịn, rõ ràng là đến để tán gái. Nghĩ đến đây là Tống Song Nhi thấy bấn loạn, tim đập nhanh hơn. Đám đàn ông toàn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo, lúc đầu thì nói không thích người ta, ghét người ta, bây giờ xem ra tất cả đều là lừa dối. Miệng lưỡi của đàn ông đúng là quỷ lừa người. Tần Lâm cau mày lại, vẻ mặt lạnh tanh. Cô Tống Song Nhi này tham giàu khinh nghèo, hơn nữa chỉ thích ăn bám, mục đích không đơn giản, anh ghét nhất loại phụ nữ này. Có điều Tống Song Nhi không nghĩ như thế, cô ta cho rằng Tần Lâm xuất hiện ở đây chắc chắn là vì cô ta. Trước đây cô ta từng âm thầm điều tra Tần Lâm, phát hiện anh thực sự là con nhà giàu, lắm tiền, rất hào phóng với bạn bè, ăn chơi với khối tài sản hơn 100 triệu, đây chính là người nhà giàu đẳng cấp, người khác nói gì Tống Song Nhi cũng không tin. Người đàn ông tuyệt vời như thế ở ngay trước mặt mình, Tống Song Nhi hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để Tần Lâm tuột khỏi tầm tay lần thứ hai được. Thượng đế đã sắp đặt người đàn ông thế này cho bản thân, nếu như lại bỏ lỡ thì đáng bị trời đánh,
ông trời thích giúp người khác hoàn thành ước vọng như thế, điều này chứng minh Tần Lâm chắc chắn thích mình, với nhan sắc và thân hình của cô ta tuyệt đối không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào, sao Tần Lâm lại không thích chứ? Anh chắc chắn ngại không nói ra nên mới cố ý xuất hiện ở đây, giả vờ tình cờ gặp mình. Không ngờ anh lại tới thật. Tống Song Nhi nhìn Tần Lâm với ánh mắt kỳ quái. Tôi đến hay không không liên quan đến cô. Tần Lâm lạnh lùng nói. Xì, đừng giả vờ nữa, tôi biết chắc chắn anh sẽ thế này. Lạt mềm buộc chặt phải không? Rõ ràng anh thích tôi nhưng ngại không nói ra nên mới nhân cơ hội này để tạo cuộc gặp gỡ tình cờ. Tôi đoán ra rồi, ha ha ha, đàn ông các người đúng là không hiểu lãng mạn. Tống Song Nhi cười danh ma. Tần Lâm sững sờ, tôi còn chưa nói gì, chưa làm gì mà. Sao tôi lại lạt mềm buộc chặt chứ? Tôi gây thù thuốc oán gì với cô sao? Tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm rồi. Tần Lâm trầm giọng nói. Tôi hiểu lầm, cái trò mèo này của anh lừa mấy cô em trẻ còn được chứ tôi nhìn thấu rồi. Anh Tiểu Lâm, nếu như anh thích người ta thì cứ nói thẳng ra đi, sao lại dùng cách vụng về này chứ? Hi hi hi. Tống Song Nhi cười nhõng nhẽo, Tần Lâm chắc chắn là xấu hổ, nhưng mà bản thân nhất định phải nói toẹt ra. Tục ngữ nói rất hay. Nam theo đuổi nữ như trèo đèo vượt suối còn nữ theo đuổi nam thì dễ như kim đâm tờ giấy, nếu mà bản thân e dè quá thì cũng không được, rất có khả năng chính mình sẽ làm vụt mất duyên số của bản thân, đến lúc đó không biết sẽ phải hời cho con hồ ly tinh nào. Tống Song Nhi biết, hạnh phúc trong lòng bàn tay nhất định phải chủ động tấn công, nếu như chậm trễ thì sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất, bây giờ Tần Lâm đang ở trước mặt mình, anh ngại không mở miệng, vậy thì bản thân phải dũng cảm lớn tiếng nói ra. Tần Lâm sững sờ, anh ngớ người ra, nhìn bộ dạng của Tống Song Nhi, như thể anh biết cô ta sẽ đến nên đứng đợi ở đây vậy. Chị gái à, đừng có ảo tưởng sức mạnh thế được không? Tần Lâm dở khóc dở cười, đúng là ảo tưởng quá sức, tôi đứng đây để đợi cô sao? Đùa gì vậy trời, tôi còn lạt mềm buộc chặt ư, thật vớ vẩn. Tần Lâm suýt nữa bị Tống Song Nhi làm cho tức chết, người phụ nữ này cũng vô liêm sỉ quá rồi đấy nhỉ? Hơn nữa lại còn chủ động sán lấy khiến anh thấy cạn lời thực sự. Tôi không đợi cô, tôi đến để ngắm cảnh. Tần Lâm lắc đầu nói. Xí, đến nói dối anh cũng chẳng biết, ai lại lái xe đến cổng công viên để ngắm cảnh chứ? Nếu ngắm cảnh sao không vào trong, đứng ở ngoài cổng làm gì? Chẳng phải là đứng đợi tôi sao? Hô hô hô, có phải anh sợ mất thể diện khi bị tôi vạch trần không? Anh Tiểu Lâm à, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu, anh yên tâm đi. Thích một người thì phải mạnh dạn dũng cảm đi theo đuổi tình yêu, tôi biết trong lòng anh có tôi, nếu không hôm nay anh sẽ không xuất hiện ở đây. Tống Song Nhi dịu dàng nói. Anh đừng giải thích nữa, anh nói là mình không giàu có, nhưng thực chất anh chính là phú đại nhị, chỉ là anh muốn khiêm tốn, không muốn người khác đến với anh vì tiền. Hai chúng ta cũng xem như không đánh thì không biết nhau, nhờ vậy mới có duyên như thế này. Sau lần gặp mặt nhau, tôi luôn nghĩ về anh. Có một câu nói thế này, nhớ mãi không quên chắc chắn sẽ có báo đáp. Anh luôn phủ nhận không có tình cảm gì, nhưng tôi đã nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt của anh. Tống Song Nhi cúi đầu, gò má ửng hồng, vô cùng thẹn thùng. Nguyệt Giao cũng vậy, lại hợp tác với anh để lừa tôi, sau này trở thành chị dâu rồi, xem tôi xử lý cô ấy thế nào. Tống Song Nhi ngượng ngùng, Tần Lâm còn chưa nói gì thì đã bị gán tội nói không thật lòng. Anh Tiểu Lâm. Sao anh lại đến, anh ở đây làm gì vậy? Lâm Nguyệt Giao cũng tiến đến, cô cau mày lại khi thấy Tần Lâm đứng ở cổng, sao anh lại ở cùng Tống Song Nhi chứ? Anh đi ngang qua, tiện thể ngắm cảnh. Tần Lâm cười nói. Anh ấy đứng ở đây để đợi tớ. Tống Song Nhi đinh ninh dõng dạc nói. Đợi cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này đến lượt Lâm Nguyệt Giao sững sờ. Trước đây chẳng phải Tần Lâm và Tống Song Nhi mâu thuẫn với nhau sao? Sao bây giờ anh lại đứng đây đợi cô ta chứ? Trừ phi giữa hai người có điều gì mờ ám. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tống Song Nhi, chắc là thích anh Tiểu Lâm thật rồi, có điều anh ấy cũng đâu phải con nhà giàu, cô ta thật sự thích anh ấy sao? Lâm Nguyệt Giao không tài nào tin nổi. Đúng thế, cậu cũng đừng giả vờ vô tội nữa Nguyệt Giao à, cậu với anh họ răng bẫy lừa mình phải không? Chắc chắn hai người đã thông đồng trước với nhau, nếu không sao anh ấy biết địa chỉ chúng ta hẹn gặp mặt. Sao cứ phải đến đây hóng gió? Nói không phải đợi mình, ai tin chứ, ha ha ha. Tống Song Nhi thấy rất hạnh phúc, chiếc xe thể thao này,
ánh mắt chân thành này của Tần Lâm chẳng phải đặc biệt dành cho mình sao? Chắc chắn hai bọn họ đã thông đồng với nhau từ trước, đến lúc này rồi mà Lâm Nguyệt Giao còn diễn kịch, thực sự coi mình là kẻ ngốc sao? Thích là thích, có gì mà không dám nói chứ? Có điều Tống Song Nhi biết, chắc chắn Tần Lâm vì sĩ diện nên mới nhất quyết không thừa nhận, đàn ông đúng là cứng mồm cứng miệng. Lâm Nguyệt Giao đã đợi rất lâu nhưng Tần Đại Sư không đến, cô thấy rất thất vọng, nhưng biết làm sao chứ? Nguyệt Giao, trước đó cậu nói muốn đem lại bất ngờ cho mình, cuối cùng mình cũng biết rồi, cậu đặc biệt dẫn anh họ đến đây cho mình phải không? Cậu tốt thật đấy. Tống Song Nhi khoác tay Lâm Nguyệt Giao khiến cô không kịp ứng phó. Chị gái à, chị nghiêm túc thật ư, chuyện gì vậy trời? Tần Đại Sư không đến khiến Lâm Nguyệt Giao thấy rất buồn bực, bây giờ Tống Song Nhi lại ở đây chọc tức cô. Có điều nói cho cùng thì anh Tiểu Lâm cũng vô tội, dù gì cũng đến rồi, lại còn bị Tống Song Nhi hiểu lầm rằng đây là sự sắp đặt đặc biệt dành cho cô ta, ngay cả bản thân Lâm Nguyệt Giao cũng thấy khó xử. Tần Đại Sư không xuất hiện, Lâm Nguyệt Giao rất thất vọng, chẳng phải bản thân nỗ lực vì muốn Tần Đại Sư nhìn thấy sao. Buổi giao lưu y học lần này có hơn 20 người bạn đến, cô muốn được Tần Đại Sư chỉ dạy, để bọn họ biết được quan hệ của hai người, nhưng bây giờ xem ra, ý định này tan tành rồi, trong lúc quan trọng Tần Đại Sư lại chạy mất sao? Lâm Nguyệt Giao cau mày lại, có khi nào là Tần Đại Sư giả mạo không? Vừa định gặp mặt là bỏ chạy để tránh bị mình vạch trần. Chắc không phải đâu, anh ấy là Tần Đại Sư thật sự, hơn nữa trước đây hai người toàn liên hệ với nhau qua số điện thoại này. Sao tự dưng anh ấy lại phớt lờ mình chứ vậy chứ? Tần Đại Sư không thể nào là tên lừa đảo được đâu, nhất định là bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Nguyệt Giao lắc lắc đầu, chắc chắn Tần Đại Sư có chuyện gấp nên mới không tới được, nếu không sao anh ấy lại đột nhiên lỡ hẹn chứ? Anh ấy là Tần Đại Sư thật sự, mình suy đoán vớ vẩn về anh ấy là không đúng. Lâm Nguyệt Giao cứ trách bản thân, đúng là không hiểu chuyện, Tần Đại Sư trăm công nghìn việc chắc chắn có nguyên do. Chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ quan trọng của anh ấy. Bản thân không thể vì chút ham muốn cá nhân mà đòi độc chiếm Tần Đại Sư được, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên thấy bản thân mình hẹp hòi ích kỷ. Lâm Nguyệt Giao nghĩ bụng sau cuộc hẹn này nhất định phải xin lỗi Tần Đại Sư. Chuyện thực sự không phải như cô nghĩ đâu. Tần Lâm bất lực nói, lúc này sao Tống Song Nhi có thể tin anh chứ? Dẫu anh có nói thế nào đều tốn công vô ích. Dù gì thì Tống Song Nhi cũng đinh ninh rằng anh đến để tìm cô ta, không sai vào đâu được. Thật không gì qua nổi đôi mắt tinh tường của cậu, bị cậu nhìn ra rồi, vốn dĩ mình định tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ, không ngờ cậu lại phát hiện ra anh Tần Lâm nhanh như thế. Đúng là thân không có đôi cánh phượng muôn sắc cùng bay, nhưng tâm có linh cảm tương thông, ha ha ha. Đây chính món quà mình chuẩn bị cho hai người, bất ngờ không hả? Thân không có đôi cánh phượng muôn sắc cùng bay. Nhưng tâm có linh cảm tương thông là hai câu thơ trong bài Vô Để Lý Thương Ẩn, dù ở xa nhau nhưng lại có sự đồng điệu về tâm hồn. Lâm Nguyệt Giao cười nói, Tần Lâm sững sờ, sao em lại đứng về phía cô ta chứ? Anh có bao giờ bảo đến tìm Tống Song Nhi đâu, em làm thế này chẳng phải muốn đẩy anh vào hố lửa sao? Tần Lâm thực sự bất lực với cô em họ này. Hừ, anh còn không thừa nhận, mau đi thôi, Tiểu Lâm mọi người đều đang đợi chúng ta đấy. Anh không được khoe khoang đâu đấy, đi thôi nào, lần này phải xem biểu hiện của anh rồi, Nguyệt Giao, chúng ta đi thôi. Tống Song Nhi hào hứng khoác tay Lâm Nguyệt Giao, hai người nói cười vui vẻ, Tần Lâm cũng muốn xem, rốt cuộc Lâm Nguyệt Giao muốn làm trò gì. Tầm Lâm cùng Lâm Nguyệt Giao và Tống Song Nhi vào trong công viên Hải Sư, đã có hơn 20 người tới rồi, có nam có nữ, tất cả đều tầm hơn 20 tuổi, trông tinh thần rất sung sức, dồi dào, ai cũng nở nụ cười trên gương mặt. Nguyệt Giao, không phải cậu nói muốn đem đến một bất ngờ cho tụi mình sao? Đúng thế, bất ngờ đâu? Bất ngờ ở đây, ta, đây là Tần Lâm anh họ của Nguyệt Giao, anh ấy cũng học y, lần này cùng đi núi Võ Miếu với chúng mình. Tống Song Nhi cười nói, vẻ mặt hào hứng, dí sát vào người Tần Lâm. Xì, đây đâu được coi là bất ngờ chứ? Nguyệt Giao, anh họ cậu từng vào núi bao giờ chưa vậy? Lần này chúng ta mang đồ cắm trại. Dự định ở qua đêm trên núi Võ Miếu, trời băng giá lạnh, mình sợ cơ thể yếu ớt của anh họ cậu không chịu nổi đâu, đến lúc đó từng có bắt tụi mình phải chăm sóc anh ta. Ha ha ha, chẳng phải vậy sao, Nguyệt Giao à cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Lâm Nguyệt Giao còn chưa lên tiếng, Tống Song Nhi đã thấy không vui. Coi thường ai thế, đến lúc đó không cần các người,
một mình tôi có thể chăm sóc tốt cho anh Tiểu Lâm. Mọi người reo hò, mặt mày hớn hở. Zozo, thì ra sự bất ngờ này không dành cho bọn mình mà là chuẩn bị riêng cho Song Nhi, hại bọn mình mừng hụt một phen. Chẳng phải thế sao, xem ra chúng ta mừng hụt rồi, người ta là hoa đã có chủ. Mọi người cười đùa, lúc này một người thanh niên cao to vạm vỡ mặc áo sơ mi xuất hiện. Anh ta tên là Trương Thiên Trạch, dáng người vạm vỡ lực lưỡng, cao 1m9, đi trên đường trông giống như xe tăng, nhìn phát sợ. Chào anh, tôi tên là Trương Thiên Trạch, là đội trưởng dẫn đầu lần này, cũng là lớp trưởng trước đây của bọn họ. Trương Thiên Trạch lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm được Lâm Nguyệt Giao và Tống Song Nhi bao vây, anh ta thấy rất khó chịu, trước đây anh ta từng theo đuổi cả hai nhưng đều bị từ chối, vì thế thấy hai người con gái này xem trọng Tần Lâm, anh ta vô cùng tức tối. Tần Lâm khẽ gật đầu, có điều lúc bắt tay với anh, Trương Thiên Trạch dùng lực rất mạnh, muốn ra oai phủ đầu. Nhưng Trương Thiên Trạch không ngờ được rằng lực tay của Tần Lâm còn mạnh hơn anh ta luyện tập quanh năm, ngang hàng với võ sĩ, nhưng tay bị Tần Lâm nắm lấy giống như bị gọng kìm kẹp chặt, không tài nào động đậy được. Tần Lâm bình thản, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Trương Thiên Trạch ngày càng khó coi, đau đến mức răng va vào nhau, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì anh ta chủ động gây khó dễ, cuối cùng lại bị Tần Lâm dạy dỗ cho một bài học. Lòng bàn tay đau tê tái, bắt đầu hơi biến dạng, Trương Thiên Trạch thấy tuyệt vọng trong lòng, xem ra bản thân nhìn lầm người rồi. Rất vui, được làm quen với anh. Một lúc sau Tần Lâm buông tay ra, Trương Thiên Trạch mới hoàn hồn lại, vội rụt tay về, thở phào một hơi. Má nó, không ngờ thằng khốn này lại mạnh như vậy, đau chết đi được. Tiên sư bố mày. Trương Thiên Trạch thầm thề rằng, tên nhãi danh tốt nhất đừng có rơi vào tay tao. Nếu không tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày, lần cắm trại dã ngoại này mày liệu hồn với tao. Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì chúng ta lên núi Võ Miếu thôi. Trương Thiên Trạch nói, lần này đi đến núi Võ Miếu, tốt nhất mọi người nên tự chăm sóc cho bản thân đừng gây phiền phức cho bạn đi cùng. Mục đích chủ yếu của chúng ta là đi hái thuốc, tìm hiểu môi trường sinh trưởng của các loại dược liệu, tăng sự hiểu biết. Lần này tôi là đội trưởng dẫn đầu và cũng miễn cưỡng làm thầy dạy y học một lần cho mọi người. Tôi hiểu biết cũng không nhiều nhưng chắc chắn hơn những kẻ gà mờ, tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ sự yêu mến của mọi người. Trương Thiên Trạch vô cùng tự tin, ra vẻ hiểu biết nhiều, trong số những người ở đây, chỉ có anh ta là xuất thân từ gia đình hành nghề y, từ nhỏ đã học y thuật, thế nên giỏi hơn rất nhiều kẻ về sau mới học, do đó anh ta làm đội trưởng cũng là điều dễ hiểu. Anh Tiểu Lâm, em thấy anh ta có ý muốn nhằm vào anh đấy, anh phải cẩn thận vào. Lâm Nguyệt Giao khẽ nói. Tại sao? Anh ta từng theo đuổi em và Tống Song Nhi nhưng đều bị từ chối thế nên ghi hận trong lòng, tên này không tốt đẹp gì đâu, rất nhỏ mọn. Lâm Nguyệt Giao nói, con người nhỏ nhen còn gì có điểm gì tốt chứ? Hận từ trong tim, thù lâu nhớ dai, anh thấy con người này không chỉ hẹp hòi đâu mà chính là kẻ xấu. Tần Lâm không hề khách khí, anh đã sớm nhìn thấu tính cách của Trương Thiên Trạch, hơn nữa vừa gặp mặt đã định ra uy quyền với anh. Con người như thế đúng là chẳng ra gì, chỉ sợ người khác làm ảnh hưởng đến địa vị của bản thân, mà hai người đẹp Tống Song Nhi và Lâm Nguyệt Giao lại ở bên cạnh Tần Lâm, chắc chắn trong lòng anh ta đang rất ghen ghét, đố kỵ. Mọi người đi thẳng về phía ngọn núi Võ Miếu, phía tây là thành phố Đông Hải, phía đông giáp biển, phía tây giáp núi. Nghe nói núi Võ Miếu là ngôi miếu cổ mà Võ Thần Quan Công từng ở, sau đó đổi tên thành núi Võ Miếu. Núi cao 1.000 mét. Cây cổ thụ mọc thành từng cụm, rất tươi tốt, hơn nữa còn có rất nhiều loài dược liệu, vì thế từ trước tới nay nơi đây luôn là biểu tượng của thành phố Đông Hải. Có rất nhiều ngôi làng nhỏ xung quanh núi Võ Miếu, chỉ có ngôi miếu Võ được dân địa phương trùng tu lại, rất nhiều người thích du ngoạn dưới chân núi, vì địa hình núi hiểm trở nên có rất ít người leo lên trên, dù gì đây cũng là ngọn núi cao hơn 1.000 mét, không hề thấp, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm. Người dân núi Võ Miếu không khai phát nhiều. Vì thế bảo tồn được kha khá cảnh vật rừng núi nguyên sinh, lần này nhóm bọn họ vào núi Võ Miếu không chỉ để hái thuốc mà còn để học tập, giao lưu giữa những người trẻ tuổi, như vậy sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Tần Lâm đi cùng Lâm Nguyệt Giao, Tống Song Nhi cứ bám giết lấy, anh luôn giữ khoảng cách nhất định, nếu không cái cô này sẽ tưởng anh thích cô ta, vậy thì phiền phức lắm, đến lúc đó lại bám dai như đỉa, đuổi cũng không đi. Rốt cuộc em nghĩ cái gì mà lại bảo anh là món quà bất ngờ dành cho Tống Song như vậy? Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau thôi.
Đơn giản thế thôi, em đừng có bán đứng anh đấy. Tầm Lâm trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao, cô em họ danh ma này mặc dù lúc đầu không ưa anh, nhưng dần dần cũng đã chấp nhận, có điều từ đó trở đi suốt ngày gây sự bướng bỉnh. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Em vì tốt cho anh, em không thích quan hệ giữa anh với Đại Minh Tinh, tìm chị dâu phải thật thà chất phát một chút, giống như Tống Song như vậy, dù gì thì người ta cũng thật lòng với anh. Nhà Đại Minh Tinh nhiều tiền như thế, không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa, sao lại thích anh được chứ? Vì anh kiếm ít tiền hay là chưa từng học đại học? Lâm Nguyệt Giao cười híp mắt nói. Anh ở trong mắt em kém vậy sao, em còn kiếm cho anh một cô tổ tông thì em mới vui à? Tần Lâm đảo mắt. Đoàn người cùng nhau đến núi Võ Miếu, tất cả nam nữ thanh niên đều như ngựa hoang sổng chuồng, cuộc sống hối hả của thành thị quá áp lực với họ, còn ở đây có núi non xanh biếc khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Đây là trời xanh sao? Không ngờ ở núi Võ Miếu lại có thể thấy được phong cảnh như thế. Tôi tìm thấy hai cây trúc đá này. Chắc đây là rồng quỳ nhỉ, đúng không học trưởng Thiên Trạch? Có không ít người thỉnh giáo Trương Thiên Trạch, Trương Thiên Trạch ra vẻ điềm tĩnh giải thích cho mọi người, đối với bọn họ mà nói, vào rừng tìm thuốc chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, có mấy cô gái nhìn chúng Trương Thiên Trạch, vừa tài giỏi lại có gia thế tốt, thật đúng là hiếm thấy, bây giờ ở chốn phồn hoa đô thị thì có bao nhiêu người có thể bản lĩnh giống Trương Thiên Trạch được đây? Phụ nữ giỏi không bằng gả cho người giỏi. Vậy nên đã có rất nhiều người tâng bốc để có thể tiếp cận Trương Thiên Trạch. Nhưng đối với Trương Thiên Trạch mà nói, anh ta muốn có một người vợ ít nhất cũng phải giống Tống Song Nhi hoặc Lâm Nguyệt Giao. Còn những người hâm mộ bình thường này thì anh ta chẳng cần quan tâm đến làm gì. Ở bên kia, Tống Song Nhi không ngừng tiếp cận Tần Lâm, cứ một chốc lại tìm đến vài dược liệu, sau đó chạy sang hỏi anh, thật ra cô ta cũng biết khá nhiều, chỉ là đang muốn tìm cớ để nói chuyện với Tần Lâm mà thôi. Cho dù Tần Lâm không thừa nhận, nhưng chắc chắn Tống Song Nhi sẽ không bỏ qua đối phương, anh chỉ đang ngại, không muốn nói nhiều mà thôi, nhất định cô ta phải tự chủ động, bây giờ đàn ông thực sự quá kém cỏi rồi. Nhưng Tống Song Nhi biết rằng, một khi cô ta gả cho nhà giàu thì chắc chắn sẽ thành bà chủ nhỏ, phú nhị đại như Tần Lâm không thể nào so với người ngoài được, cô ta nhất định phải tranh thủ thời cơ để ra tay, nếu không thì sẽ có người hớt tay trên mất. Tần Lâm đang muốn cho cô ta một cơ hội. Nên cô ta phải ráng nắm lấy nó, nếu không thì sao Tần Lâm lại đến đây chứ? Dựa vào gì mà Lâm Nguyệt Giao lại tạo cơ hội cho cô ta, thiên thời địa lợi nhân hòa, Tống Song Nhi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được. Anh Tiểu Lâm, anh xem đây là dược liệu gì? Em chưa từng thấy bao giờ. Lâm Nguyệt Giao hỏi Tần Lâm, dù gì anh cũng là bác sĩ đông y, mà đa số bọn họ đều là bác sĩ tây y, vậy nên căn bản không am hiểu về dược liệu, hoặc không quen với chúng. Và đây cũng chính là lý do. Đây là cây thùa sao? Nguyệt Giao, em may mắn thật đấy, cây thùa này không rẻ đâu, cây to như vậy chắc cũng bán được hơn 10.000 đấy. Tác dụng quan trọng nhất của cây thùa này chính là khiến tinh thần sảng khoái, thanh nhiệt và giải độc, hơn nữa còn giúp người ta giải tỏa mệt mỏi, có thể coi đây là một trong những dược liệu quý, căn bản không thể dễ dàng tìm thấy được. Lời của Tần Lâm làm cho Trương Thiên Trạch chủ động chạy qua, anh ta vẫn luôn nhắm vào Lâm Nguyệt Giao. Chỉ cần Lâm Nguyệt Giao có động tĩnh gì thì tuyệt đối anh ta sẽ không bỏ qua. Cơ hội tốt như vậy, sao lại không thể hiện một chút chứ? Cây thùa sao? Tôi đã nghe nói qua, đó là sự thật. Cây thùa này được nhắc đến trong Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, nó được sử dụng để nấu canh, hơn nữa còn rất có lợi cho sức khỏe, nó có thể giúp phục hồi tinh thần và bồi bổ cơ thể. Hay là chúng ta nấu canh uống nhé? Có người đề nghị lấy cây thùa ra để nấu canh. Vậy nấu đi. Dù gì thì mọi người cũng cùng nhau tìm được, tớ cũng không thể độc chiếm. Lâm Nguyệt Giao cười nói, cho dù có thể bán với giá 10.000, nhưng cô cũng chẳng hề để tâm chút nào. Để tôi nấu canh bối mẫu cây thùa cho mọi người, để lấy lại tinh thần và khôi phục sức lực. Trương Thiên Trạch vỗ ngực, tự tin nói. Tốt quá, bây giờ mọi người đều đã mệt cả rồi, mau lên nhé, ha ha ha. Đúng vậy, đi cả ngày trời, chân cũng tê hết rồi. Anh cũng biết nấu canh bối mẫu cây thùa sao? Tôi nghe nói đây là một phương thuốc cổ đấy, bác sĩ đông y bình thường cũng không biết đâu. Trương Thiên Trạch mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Cũng thường thôi, mấy chuyện này từ hồi 7-8 tuổi tôi đã biết rồi, dù gì tôi cũng là con nhà y, mấy thứ này đối với tôi mà nói thì cũng chỉ là còn con mà thôi. Lợi hại, thật đúng là xuất thân con nhà y, sau này có cơ hội anh nhớ dạy tôi nhé.
Đúng vậy đấy, không thể coi trọng bên này nhẹ bên kia được, tôi cũng muốn anh ấy dạy cho, sau này không biết ai có phúc lắm mới gả được cho anh ấy nhỉ, cũng là con nhà y hay sao? Anh xem em có vừa ý không? Hi hi hi. Một nhóm các cô gái cùng nhau nói đùa, nhưng Trương Thiên Trạch vẫn không hề lay động, chỉ luôn nhìn Lâm Nguyệt Giao với vẻ tự hào. Căn bản anh ta không thèm để ý đến Tần Lâm, bây giờ đang là lúc thể hiện của bản thân, tuyệt đối không thể để anh chiếm thế thượng phong được. Anh biết nấu không, hay là anh nấu đi? Tần Lâm, bên kia còn rất nhiều người muốn hỏi chuyện tôi, nếu như đã học đông y rồi thì chuyện này chắc không khó đâu nhỉ? Trương Thiên Trạch cố ý nói. Tần Lâm liền lắc đầu. Thật đáng tiếc, vậy chỉ có thể để mình tôi tự làm rồi, mấy người cứ đứng xem là được, sẵn tiện học hỏi luôn, đây cũng chẳng phải phương thuốc bí truyền gì, nếu cứ giữ lấy cho riêng mình thì đó là điều cấm kỵ của đông y, tôi sẽ không làm vậy. Muốn đông y được phát triển và kế thừa thì đương nhiên phải dựa vào thế hệ chúng ta, vậy nên mọi người phải học hỏi một cách cẩn thận mới được, hơn nữa còn cần phải biết tiếp thu ý kiến, điều tệ hại nhất trong đông y chính là luôn luôn bảo thủ, không muốn công khai kinh nghiệm và phương thuốc của mình. Cái quan có thể định luận sao nhưng Trương Thiên Trạch tôi lại tuyệt đối không hay, nhà họ Trương chúng tôi cũng được coi như là gia đình theo y học ở Đông Hải, ngay khi tôi nấu canh bối mẫu cây thùa này thì mọi người có thể xem để học hỏi. Sao cái quan có thể định luận, khi chết rồi mới có thể luận định đúng sai? Trương Thiên Trạch nói một cách nghiêm túc, hơi có thái độ của một kẻ điều quân. Cậu xem, đây chính là giác ngộ, tiền bối thật tuyệt, rất xứng đáng để chúng ta học hỏi. Đúng vậy, anh ấy không chỉ học hành chăm chỉ mà còn muốn truyền dạy lại cho mọi người, đây mới thực sự là một người ưu tú, là thiên tài. Đúng thế, mấy thứ cổ đó sao có thể so sánh với tiền bối được? Từ nhỏ anh ấy đã nhìn đến quen cả mắt rồi, bây giờ mắt nhìn nhất định cũng không thua kém mấy vị bác sĩ đông y đắc đạo. Sau này cứ theo tiền bối mà học hỏi, nhất định không thể sai được, còn việc kế thừa đông y thì phải dựa vào tiền bối rồi. Nghe thấy xung quanh toàn những lời khen ngợi, khuôn mặt Trương Thiên Trạch tỏ ra đầy vẻ tự hào, anh ta đã trở thành thần tượng của mọi người, lúc này cũng là lúc anh ta nên ra tay để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Làm cho mọi người thấy được canh bối mẫu cây thùa của mình chỉ là một món canh thuốc thông thường trong gia đình anh ta mà thôi, để cho những người chưa từng được nhìn thấy mở mang tầm mắt. Trong lòng Trương Thiên Trạch thầm nghĩ, đến lúc đó Lâm Nguyệt Giao sẽ không cầm lòng được mà nhìn mình đắm đuối, bây giờ anh ta chính là ngôi sao sáng nhất ở đây. Thứ này nấu chung với bối mẫu, có uống được không? Tần Lâm cau mày nói. Tại sao lại không uống được? Anh không uống được không có nghĩa là người khác cũng không uống được. Thật nông cạn, lại còn bày ra vẻ muốn dạy cho người khác, đông y bác đại tinh thâm thế, anh hiểu được bao nhiêu chứ? Ai cũng biết các phương thuốc trong, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, anh còn ở đây giả vờ giả vịt cái gì, không biết thì cứ đứng sang một bên, mọi người cả ngày đều mệt hết rồi, để tôi nấu canh cho bọn họ cùng uống, anh còn ở đây nói lằng nhằng gì thế? Trương Thiên Trạch thờ ơ nói. Đúng vậy, anh đừng lên tiếng nữa, học trưởng cũng chỉ vì muốn tốt cho bọn tôi thôi. Anh giả vờ hiểu biết làm gì, đừng nghĩ mình là anh của Nguyệt Giao, nhưng anh phải nhớ kỹ, trước sau không quan trọng, ai uyên thâm hơn ắt sẽ là thầy. Còn phải nói, anh không học thì đứng sang một bên đi, chúng tôi còn muốn học hỏi thêm chút gì đó từ tiền bối, anh đừng làm mọi người mất thời gian nữa. Học trưởng, đừng quan tâm đến anh ta, chúng tôi đều rất muốn học, làm sao để nấu món canh bối mẫu cây thùa này thế. Loại người này tôi thấy nhiều rồi. Chính là không thấy được người khác giỏi, cứ mặc kệ anh ta đi, chúng tôi đều đau lưng hết cả rồi, học trường, đều dựa vào cậu cả đấy. He he he. Sự tâng bốc của đám đông càng khiến cho Trương Thiên Trạch trở nên vui vẻ, sau đó lãnh đạm nhìn Tần Lâm. Loại người như vậy đáng để người khác xem thường, trình độ mình đến đâu còn không biết sao. Biết thì ít mà nói thì nhiều. Ngay lập tức, Trương Thiên Trạch liền tranh thủ nấu canh, đây là một món canh thuốc rất bổ. Vừa hay có thể giúp cho bọn họ giải tỏa mệt mỏi và lấy lại tinh thần. Lúc này, tất cả mọi người đều vây quanh lại, muốn học hỏi thêm từ Trương Thiên Trạch. Duy chỉ có mỗi Tần Lâm là không đến, lúc này Trương Thiên Trạch càng thêm hưng phấn. Khiêm tốn làm cho con người tiến bộ, kiêu ngạo lại khiến cho người ta tụt hậu, xem ra có người không hề khiêm tốn chút nào, không biết lại còn không chịu học hỏi. Người xưa có câu, nếu như không chịu học hỏi thì sẽ không thành tài được đâu. Học đến nơi đến chốn mới là kiến thức, còn người không chịu cầu tiến thì cho dù có cố gắng cách mấy cũng vô dụng thôi. Trương Thiên Trạch nói một cách mập mờ, vậy nên tất cả mọi người đều hiểu là đang châm chọc Tần Lâm.
sau khi nấu xong, anh ta liền cho vài viên đường phèn vào, căn bản không hề có chút vị đắng nào cả, mọi người đều uống vô cùng vui vẻ. Lúc đến chỗ Tần Lâm thì cũng đã là bát cuối cùng rồi. Thật xin lỗi, đây là bát cuối cùng rồi, không có phần của anh đâu, xin lỗi anh của Nguyệt Giao nhé. Trương Thiên Trạch nhún vai, sau đó cười nói. Tần Lâm căn bản cũng chẳng thèm uống, chỉ cười trừ lắc đầu. Vậy tôi uống nhé. Trương Thiên Trạch một hơi uống cạn, tất cả mọi người đều gật đầu thán phục. Đúng là anh Thiên Trạch của tôi, món canh này không hề có chút vị đắng nào, hơn nữa lại còn có mùi thơm, uống vào lại vô cùng sảng khoái, thật là thích quá đi. Còn phải nói, tôi uống xong bát canh này đúng là cảm thấy sảng khoái hơn hẳn, món canh bối mẫu cây thùa này thật đúng là thuốc quý mà. Chẳng trách nó lại được truyền lại từ xưa đến nay. Canh bối mẫu cây thùa có rất ít người biết, lần này tiền bối không ngại công bố để chúng ta cùng nhau học tập nghiên cứu, thật đúng là người có đức độ mà. Sau này tôi cũng sẽ theo tiền bối học tập, không phải ai cũng có được tinh thần như thế. Trương Thiên Trạch ra vẻ kiêu ngạo, lúc này đến cả Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy bất lực, Tần Lâm giận dỗi Trương Thiên Trạch nên không thèm đi học cách nấu canh bối mẫu cây thùa. Sao anh lại không đi, Tiểu Lâm, chẳng phải anh học đông y sao, cơ hội tốt như vậy mà, tiếc quá đi mất. Tống Song Nhi cảm thán. Tần Lâm, sao anh lại không biết cầu tiến thế, phòng khám của anh chắc sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa đấy. Lâm Nguyệt Giao có chút bực tức. Lâm Nguyệt Giao vốn cho rằng dù gì Tần Lâm cũng đã đến rồi, vừa hay cũng có lợi cho anh, lại còn có thể mở mang kiến thức để học hỏi thêm một chút, nhưng không ngờ Tần Lâm lại không biết cầu tiến đến thế, anh đã bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Mặc dù con người Trương Thiên Trạch vốn hẹp hòi, nhưng dù gì người ta cũng xuất thân từ gia đình y học, lại còn hiểu biết sâu rộng, món canh bối mẫu cây thùa này giống như của quý trong mắt người khác, nhưng Tần Lâm lại không hề có ý định muốn học hỏi, ai nấy đều tranh nhau để học, duy chỉ có mỗi anh đứng trốn tránh ở xa. Không phải em nói anh đâu, Tần Lâm, cơ hội để cho anh học tập lần này là vô cùng quan trọng, anh đừng có phúc mà không biết hưởng, mọi người đều là bạn tốt của nhau. Hơn nữa Trương Thiên Trạch còn là con nhà y, anh không thể vì thành kiến của mình mà không chịu học hỏi đâu. Đây là anh đang tự lừa mình dối người đấy. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi nói. Anh giúp em đỡ tức một chút có được không? Anh có biết mọi người nghĩ gì về em không? Anh cũng nhỏ nhen quá rồi gió. Lâm Nguyệt Giao không thể ngờ Tần Lâm lại không để cho cô chút mặt mũi nào như vậy. Anh hoàn toàn không thèm đi học hỏi, mọi người tụ họp lại là vì cái gì chứ? Chẳng phải là để mở mang kiến thức sao, giao lưu học hỏi kinh nghiệm mà. Bây giờ thành thầy rồi lại không cần học hỏi nữa à, đây rõ ràng là có thành kiến với Trương Thiên Trạch. Đúng vậy Tiểu Lâm, Nguyệt Giao nói rất đúng, đây chẳng phải là anh đang tự hại chính mình sao. Không học thì cũng chỉ mỗi mình anh thiệt thôi. Tống Song Nhi và Lâm Nguyệt Giao cùng đứng về một phía để chất vấn Tần Lâm. Anh ta làm không đúng, sao anh lại phải cần học hỏi chứ? Mọi người muốn học thì cứ học, anh không học. Tần Lâm nhún vai nói, bày ra vẻ mặt thờ ơ. Anh xem anh đi, chẳng phải là đang bày ra thái độ nhỏ nhen đấy sao, không chịu cầu tiến đúng không? Em thật sự hối hận khi dẫn anh đến đây đó. Lâm Nguyệt Giao tức giận, cũng không muốn quan tâm đến anh nữa. Mọi người cùng nhau đi dạo trong rừng vào buổi chiều, vô cùng vui vẻ, vừa được học hỏi vừa được vui chơi. Nháy mắt một cái trời đã xế chiều. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ như máu, đứng từ trên núi Võ Miếu nhìn xuống cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Bởi vì núi Võ Miếu rất dốc, vậy nên bọn họ chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó trong rừng, còn muốn ở trên núi Võ Miếu là gần như không thể được. Những ngọn núi nhỏ vô cùng nhọn càng giống hệt như Ả Rập về đêm, cây cối tùm, vậy nên nếu muốn ở lại đây thì phải kiếm chỗ ở trong rừng. Mệt mỏi cả ngày trời rồi, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Tôi cũng mệt lắm rồi. Học trưởng, chúng ta tìm một chỗ để cắm trại đi, đêm nay sẽ ngủ lại đây. Được, để tớ dắt mọi người đi tìm. Trương Thiên Trạch giống hệt như một người dẫn đầu, dẫn dắt mọi người đi tìm nơi trú ẩn trong rừng núi, hoặc hang đá, nhưng cuối cùng lại tìm thấy một nơi không thể lý tưởng hơn được nữa, kiểu hang động ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Đừng nên ở đây thì hơn, mặc dù nơi này rất rộng, lại là một chỗ ở tốt. Nhưng lại không thích hợp để ngủ. Tần Lâm cau mày nói, nơi này vô cùng kỳ quái, mặc dù trông giống như một con dốc bằng phẳng với những phiến đá to và cây cối rậm rạp, nhưng Tần Lâm vẫn cảm thấy có gì đó không được tốt,
giống hệt như sườn núi Táng Tiên mà sư phụ đã từng nói với anh, ba mặt được bao bọc bởi sông núi, phía trước lại là sông Mã Bình, theo như phong thủy mà nói thì đó là nơi chôn cất người chết, hoàn toàn không phải chỗ mà người thường có thể ở được. Chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không có nơi nào tốt hơn chỗ này, một nơi rộng lớn như vậy rất thích hợp để cắm trại, anh lại nghĩ ra chuyện điên rồ gì nữa. Trương Thiên Trạch lạnh lùng nói. Ở đây có gió dữ, không ngủ được, không lành chút nào, nơi này là một nghĩa trang rất đẹp, nhưng không thích hợp để cho người ở. Tần Lâm nói. Anh còn biết phong thủy à? Ha ha ha, đừng có tấu hài nữa, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, còn ở đây mà mê hoặc người khác nữa sao? Thuật phong thủy đều là lừa người cả, chuyện quỷ thần cũng chỉ là lừa bịp mà thôi, tuổi cũng còn trẻ mà sao lại mê tín đến thế được chứ? Nguyệt Giao, cậu em anh của cậu đi kìa. Trương Thiên Trạch cười khẩy nói. Đúng vậy, anh Nguyệt Giao này, hay là anh xem thử tôi có phải là sao Thái Bạch chuyển thế không? Ha ha ha. Tôi nữa, kiếp trước của tôi có phải là Hằng Nga không? Ha ha ha, mấy người đừng làm loạn nữa. Đúng vậy, gan tôi bé lắm, mấy người đừng nói lung tung nữa. Lâm Nguyệt Giao giật mình, không ngờ anh họ lại nói năng bậy bạ như thế, đêm tối rồi đấy, chẳng phải là đang muốn dọa người khác hay sao? Tần Lâm, em cầu xin anh đấy, anh bớt nói mấy câu đi, chẳng phải anh học y hay sao? Tại sao lại tin mấy thứ tào lao đó được? Người học y đều vô thần cả, anh đừng có lo bỏ trắng răng nữa có được không hả? Anh ngủ yên một giấc đi, đừng làm em mất mặt nữa được không? Lâm Nguyệt Giao hung hăng nhìn Tần Lâm, thật tức quá đi mà, vừa nãy đã không chịu học hỏi, bây giờ lại còn ăn nói lung tung, toàn là mấy thứ thuyết vô thần, bọn họ đều là người học y cả. Tần Lâm làm vậy há chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao, anh còn không hề biết VKVKS bọn họ đang bấn cợt mình nữa cơ. Thôi được rồi. Coi như anh chưa nói gì. Tần Lâm giang hai tay ra, có vẻ như anh nên nói ít thì hơn, để tránh bị đám người thiếu hiểu biết này đả kích. Cái gì mà xem chưa từng nói, anh mà còn như vậy nữa thì em sẽ mách mẹ đó, nói anh không chịu học, nếu cứ tiên y tục như thế thì anh sẽ toi đó, đừng tự lừa dối chính mình nữa có được không? Em xin anh đấy. Lâm Nguyệt Giao tỏ ra bất lực, hận không thể xách tai anh xuống dặn đi dặn lại nhiều lần. Nếu như mọi người đã không có ý kiến khác thì chúng ta cứ ở đây đi, chúng ta không giống một số người nào đó, lại ở đây nói năng mê hoặc người khác, chúng ta có nhiều người như vậy thì sợ gì chứ? Cho dù có gặp thú hoang thì vẫn có thể người đánh người hỗ trợ được, bọn chúng cũng sợ con người mà. Trương Thiên Trạch cười chế nhạo nói, anh họ này của Nguyệt Giao thật đúng là một trò đùa, căn bản không hề có chút kiến thức nào, đúng là chỉ đến để cho có mặt, nói là đến phòng khám nhưng lại tự cho mình là giỏi giang. Không chịu học tập, người như vậy thì cả đời cũng chỉ được chừng đó mà thôi. Mọi người cứ cắm trại tại đây đi, tớ ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn. Trương Thiên Trạch nói, tiền bối giỏi quá đi. Ha ha ha, chúc tiền bối đắc thắng quay về. Đồ ăn tối nay đều phải trông cậy vào học trưởng rồi. Chúng tôi đi cùng anh. Trương Thiên Trạch xua tay. Ở đây nguy hiểm, hơn nữa lại còn là buổi tối, nói không chừng trên núi lại có thú dữ. Hoặc là mấy thứ không sạch sẽ, một mình tớ đi là được rồi, mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mệt cả ngày trời rồi còn gì. Trương Thiên Trạch xách đồ lên, sau đó một mình đi vào sâu trong rừng. Học trưởng ngầu quá đi, khi nào thì tôi mới kiếm được một người bạn trai vừa đẹp lại vừa giỏi giang như anh ấy đây. Đừng có mà trồng cây si nữa, trong lòng anh ấy không có cậu đâu, vừa nãy anh ấy còn nhìn tớ mấy cái kia kìa. Mặt dày ghê đấy, anh ấy nhìn tôi mà. Mấy người đừng có ở đây ăn nói lung tung nữa. Cả đám con gái xúm lại tủm tỉm cười, tuy bọn họ đều mang theo đồ ăn, nhưng nếu vẫn kiếm được thứ gì đó để ăn trên núi thì chắc chắn sẽ có hương vị hơn, đương nhiên ăn được nhiều thứ ngon vẫn hơn, lại càng có thể khơi dậy sự hứng thú của bọn họ. Hơn nửa tiếng sau, trời càng lúc càng tối dần, bỗng có hai ngọn lửa bốc lên, lúc này Trương Thiên Trạch cũng đã trở lại, mang theo hai con chim chỉ, ai nấy nhìn thấy đều tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Ôi trời, học trưởng, cậu lợi hại quá đi, lại bắt được tận hai con chim chỉ ư. Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa được ăn thịt thú rừng, thật mong chờ quá đi, hi hi hi. Học trưởng, có cậu ở đây thật là hạnh phúc quá đi. Còn không phải sao, tiền bối là bùa hộ mệnh của chúng ta mà, có anh ấy ở đây thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Học trưởng cực khổ rồi, đưa tôi làm cho. Trương Thiên Trạch quay lại cùng với hai con chim chỉ.
làm cho mọi người đều trở nên thèm thuồng, sau đó anh ta đưa ngón tay cái lên, đây mới thực sự là cao thủ, hơn nữa lại là người toàn năng, không chỉ có y thuật giỏi mà còn biết săn bắn, bắp thịt lại cuồn cuộn, khiến cho không ít cô gái nhỏ dãi thèm muốn. Tần Lâm không khỏi chế nhạo, hừm, một tiếng, cũng lời vạch trần anh ta, tên này đã mang theo hai con chim chỉ từ lúc trước rồi, coi như cũng vất vả, xem ra bây giờ ba ép chỉ là đang giả vờ mà thôi, cố gắng tỏ ra bản thân có bản lĩnh. Tần Lâm rất nhạy bén, đặc biệt là sau khi khai thông được ba đường kinh mạch thì khứu giác và thính giác đều trải qua sự biến đổi về thể chất, tam phong luyện khí thiên đã khiến cho thực lực của anh được nâng cao đến mức bậc thầy. Tên này đi khỏi khoảng 500 mét. Sau đó tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi, căn bản không hề tốn chút sức lực nào, rồi lấy ít bùn bôi lên mặt để lừa gạt mấy cô gái không biết gì. Vừa nãy mọi người không thấy đâu, nếu như không gặp phải hai con sói thì tớ đã không nhếch nhác như vậy rồi, hai con chim chỉ này trong phút chốc đã bị tớ tóm lại, nhưng lúc đó lại có hai con sói xuất hiện, tớ phải đấu với chúng cả buổi mới thoát được để chạy về đây. Trương Thiên Trạch nói với vẻ ngạo nghễ. Cái gì, học trưởng, cậu gặp sói sao? Không ít người tỏ ra nghiêm trọng, trên núi này có sói ư. Chẳng phải bây giờ bọn họ đang gặp nguy hiểm hay sao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chúng tập kích. Có gì đâu chứ, chẳng qua chỉ là sói thôi mà. Một mình tớ đã dọa cho bọn chúng sợ chạy rồi, nếu không thì sao tớ lại về đây nhanh như thế được. Trương Thiên Trạch xua tay, nói với vẻ phản đối. Con sói đó tuy đáng sợ, nhưng phải xem là nó đang đối mặt với ai, may là có hai con. Chứ là một con thì tối nay chúng ta đã được ngon miệng rồi. Nghĩ đến liền cảm thấy sợ hãi, học trưởng cũng ngầu quá rồi đấy, đến sói cũng bị đánh chạy ư. Có người thầm phản đối, nhưng khi nhìn thấy Trương Thiên Trạch bắt được hai con chim chỉ thì lập tức tin tưởng trở lại. Xem ra chúng ta nên cẩn thận thì hơn, nếu không thì sẽ có khả năng gặp sói đấy, học trưởng không sợ nhưng chúng ta vẫn phải nên cẩn trọng một chút. Mọi người đều im lặng gật đầu, bỏ đi sự khinh miệt trước đó. Nhưng thú rừng đang ở trước mặt, bọn họ cũng không thèm suy nghĩ nhiều làm gì nữa, tất cả đều háo hức để chuẩn bị bữa ăn. Mọi người mau ăn đi, tối nay tôi bắt được hai con chim chỉ, cứ thoải mái đi nhé. Trương Thiên Trạch cười nói với vẻ kiêu ngạo, mọi người đều nhìn thấy, nhưng người thật sự có bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Anh họ Nguyệt Giao này, anh cũng mau đến đây đi, uống chút canh gà cho ấm này. Đúng vậy, vẫn là học trưởng của chúng ta phóng khoáng. Còn người như anh ta vừa nhìn là biết kiểu tham sống sợ chết rồi, tính tình lại quái gở lầm lì. Đừng hẹp hòi nữa, mau đến đây đi, đợi lát nữa sẽ chẳng còn canh để mà uống đâu đấy. Thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó lắm à. Ha ha ha, đúng là người trẻ tuổi ngày nay. Cả đám người cùng châm chọc Tần Lâm, tính cách ngang bướng của anh khiến cho bọn họ thấy được không biết gì lại còn giả vờ, duy chỉ có Tống Song Nhi là, không rời bỏ, anh mà thôi. Bởi vì cô ta biết Tần Lâm là một phú nhị đại, cái đám gà này, đợi đến lúc cô ta được gả vào nhà giàu rồi thì các người sẽ phải ghen tị đến chết mất. Tiểu Lâm, bát của anh này. Tống Song Nhi ở cạnh Tần Lâm cười nói. Không cần đâu, tôi không thích uống canh. Tần Lâm lắc đầu. Lại còn giả vờ dè dặt, loại người này hay thật đấy, Tống Song Nhi, vậy mà cậu lại thích anh ta à? Đàn anh hơn anh ta rất nhiều đấy, nếu như tớ là cậu Tống Song Nhi ấy. Chắc chắn tớ đã chọn đàn anh rồi, còn anh ta lại là một tên ích kỷ, có gì không phục chứ, người ta giỏi hơn anh kia mà. Tống Song Nhi giả câm điếc, đám người tầm thường này làm sao biết được Tần Lâm lợi hại cỡ nào chứ? Tần Lâm là phú nhị đại hàng thật giá thật, anh có thể chi cả trăm triệu tặng quà cho bạn học kia mà. Đây gọi là dựa vào tiền mà thân thiện. Chúng tôi còn lâu mới thèm để ý đến anh ta, đàn anh này, anh nói xem, làm sao anh có thể đấu với sói được thế? Để cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Đúng vậy, tôi còn chưa được nhìn thấy sói thật bao giờ, anh mau nói đi. Vừa hay mọi người cũng không có chuyện gì để làm, anh mau kể chuyện anh dũng của mình đi. Đám đông ngồi quanh đống lửa trại, nhìn Trương Thiên Trạch đầy mong đợi. Trương Thiên Trạch ngồi bên đống lửa, mặt đỏ bừng, anh ta đã trở thành đại anh hùng trong suy nghĩ của mọi người, có thể đối đầu với sói thì đích thị là một dũng sĩ. Hơn nữa khi thấy Trương Thiên Trạch nâng cục đá lớn, lúc đó con sói đã nhìn thấy nên mới bị dọa chạy đi như vậy. Vậy thì, kể. Trương Thiên Trạch cười nói. Tôi thật sự rất muốn kể, nếu như để ai đó nghe được thì lại còn nghĩ tôi đang khoe khoang đấy. Không sao đâu, anh cứ nói đi, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác,
anh ở trong mắt chúng tôi là giỏi nhất. Đúng thế, đó là do một số người nào đó không có bản lĩnh, chỉ là đang đố kỵ người khác mà thôi. Nhanh đi nào, tôi háo hức lắm rồi. Dưới sự nhiệt tình của mọi người, cuối cùng Trương Thiên Trạch vẫn không thể chối từ nổi, chỉ đành hắng giọng nói, con sói hoang này hoàn toàn khác xa so với những con sói trong sở thú, nó rất to lớn và hung dữ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một con sói lớn như thế, lúc đó tôi thầm nghĩ nhất định mình sẽ xử nó để làm bữa tối cho mọi người. Tôi dùng sẻng quơ ngang, không nói lời nào lập tức xông đến, bước chân nhanh như sấm, hung hăng đập mạnh xuống. Trời đã muộn nên phải nhanh, tốc độ của con sói cũng không hề chậm, cũng coi như là ngang tầm với tôi, phát đầu tiên không trúng nhưng tôi lập tức nằm lăn ra ngoài, lúc này nó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi muốn biến nó trở thành bữa tối thì sao? Nhưng tôi nghĩ rằng mình không thể chùn bước được, con sói hoang này có gì đáng sợ đâu chứ. Một quyền của tôi nếu như giáng xuống thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi đâu. Vì vậy tôi mới bắt đầu một cuộc chiến sống còn với nó. Con sói đó hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi, nhìn thấy sắp thành công rồi, tôi dùng sẻng giáng xuống một cú đấm nặng nề, nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một con sói nữa, lập tức ngăn tôi lại, tôi đã không hề vui chút nào. Trương Thiên Trạch tỏ ra nghiêm túc. Sau đó cố ý trầm giọng nói. Đoán xem nào, tôi dùng sẻng đánh nó, con sói hoang đã bị tôi đánh cho tơi tả. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hai bọn chúng ở đây rồi, tôi cũng không sợ, không thể đánh chết chúng được. Nhưng tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, một con sói là quá đủ để tôi đối phó với nó, còn hai con thì tôi chỉ đành cố gắng hết sức mà thôi. Hai con sói này khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành một cặp, lại vô cùng hung dữ, hết sức đáng sợ. Nhưng tôi vẫn không hề nao núng, mà vẫn một mực nghĩ rằng sẽ có thể cho mọi người thử cảm giác thịt sói là như thế nào. Sau một hồi giao tranh thì cuối cùng tôi cũng phải bỏ cuộc, hai bên giằng co khá lâu, mặc dù đang ở trên đỉnh núi, nhưng lấy một chọi hai thì cũng không dễ đến vậy. Hơn nữa khi nhìn hai con sói, tôi vẫn cảm thấy khá hụt hẫng, cứ trơ mắt nhìn miếng thịt béo mất đi cũng tức thật đấy. Hai bọn chúng cũng biết tôi lợi hại, sau cùng lại vừa đánh vừa lui, quay đầu bỏ chạy. Có câu không nên đuổi theo địch, hơn nữa đây cũng là địa bàn của chúng, vậy nên tôi mới tha cho chúng, không phải bây giờ tôi đã đem hai con chim chỉ này về rồi sao? Trương Thiên Trạch nói đến sùi bọt mép, nói cái gì cũng đầy cảm xúc, Tần Lâm bèn bật cười, tên này mà không đi tấu nói thì thật đáng tiếc quá, bài diễn thuyết này cũng đạt đến trình độ sách giáo khoa được rồi đấy, quan trọng là anh ta còn chưa được nhìn thấy sói thật. Ngầu thật đấy, Tần Lâm cũng không nhịn được mà giơ ngón cái khen anh ta. Lợi hại, không hổ danh là đàn anh, chuyện này thật đúng là hiếm có mà, nếu như là tôi thì chắc đã sớm bỏ chạy rồi, làm gì có đủ dũng khí mà đấu chứ. Đúng đó, sói hoang thì chính là sói hoang, nếu không phải đàn anh dũng mãnh như vậy thì cậu nghĩ chúng ta SX được sao? Chắc chắn bị ăn ngay từ đầu luôn rồi. Nghe những gì đàn anh nói thật khiến cho nhiệt huyết dâng trào. Mọi người đều thích thú lắng nghe, Lâm Nguyệt Giao và Tống Song Nhi cũng không ngoại lệ. Dù sao thì cũng không có nhiều cơ hội sinh tồn trong tự nhiên, hơn nữa Trương Thiên Trạch lại còn chiến đấu với sói hoang, nghe thấy thì vô cùng nhiệt huyết, sau đó còn mang về hai con chim chỉ, đây đã là chuyện vô cùng ngầu rồi, có thể sống sót khỏi miệng của một con sói hoang thì đã là chuyện mà người bình thường không thể làm được rồi, chỉ có thể nói rằng Trương Thiên Trạch vô cùng lợi hại, anh dũng can đảm. Đi theo đàn anh quả thật rất an toàn, hi hi hi. Anh kể tiếp đi. Cuối cùng thì con sói hoang đó như thế nào? Thật đáng tiếc, nếu có thể lấy được thịt sói thì tốt biết bao. Bây giờ Trương Thiên Trạch dường như đã trở thành anh hùng trong mắt của mọi người, tùy tiện đem hai con chim chỉ đến càng khiến cho câu chuyện Trương Thiên Trạch đối đầu với sói thêm phần thuyết phục hơn. Hú hú, ai, nửa đêm nửa hôm lại đi dọa người vậy? Đúng thế, tôi đang nghe đàn anh kể chuyện đấy, đừng có phá. Ai đấy, có muốn ngủ ngon không đây? Tiếng sói rú khiến ai nấy đều ớn lạnh, ngay lúc đang nghe kể chuyện chó sói sao lại có người giả giọng kêu như vậy chứ? Hú hú, hú hú, lại một lần nữa tiếng sói tru vang lên, lúc này sắc mặt mọi người mới thay đổi. Rốt cuộc là ai, đừng giỡn nữa. Hình như là tiếng sói thật. Không phải chứ, núi Võ Miếu thật sự có sói sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe qua. Không thể nào, chắc chúng ta không xui đến vậy chứ. Cắm trại ở đây còn đụng phải sói sao? Mọi người đừng có nói mấy chuyện như vậy ở đây nữa. Hú hú, hú hú,
Ngay sau đó là tiếng sói liên hồi khiến cho ai nấy đều kinh hãi, tiếng sói này không phải đùa mà là thật. Sói, chúng thật sự đến ư? Sói đến rồi. Ba chữ này vang vọng trong đầu mỗi người, chẳng nhẽ sói thực sự đến rồi sao? Vừa này Trương Thiên Trạch còn thề thốt, bây giờ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi, tiếng sói tru cách chỗ bọn họ vô cùng gần, chẳng nhẽ trên núi Võ Miếu thực sự có sói sao? Học trưởng, tớ sợ. Tớ cũng sợ, học trưởng, làm thế nào bây giờ? Có phải vào lúc chiều tối, cậu đuổi hai con sói kia đi không vậy? Học trưởng, cứu tớ, học trưởng. Tất cả mọi người dường như đều trốn sau lưng Trương Thiên Trạch, sắc mặt Trương Thiên Trạch tái mét, mẹ kiếp, mấy người trốn sau lưng tôi làm gì, mấy người sợ, ông đây thì không chắc. Mẹ kiếp, vừa nãy là tôi chém gió thôi, thế mà mấy người cũng tin à. Nếu đã chém gió rồi, Trương Thiên Trạch biết bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Không sao, yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Trương Thiên Trạch trầm giọng nói, nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu thực sự có sói thì bọn họ sẽ bị sói ăn thịt sao? Tần Lâm trầm giọng nói. Đến rồi. Trương Thiên Trạch mặt mày tái mét hỏi. Cái gì đến cơ? Tần Lâm lạnh lùng nhìn Trương Thiên Trạch. Sói đến rồi. Tần Lâm cười nói. Anh hùng đánh sói của chúng ta, lần này phải nhờ vào anh rồi. Đã là lúc nào rồi mà anh còn cười được thế? Tần Lâm, anh mau trốn sau lưng học trưởng đi. Lâm Nguyệt Giao sốt ruột nói, mặc dù lúc trước Tần Lâm khiến cho cô ấy vô cùng tức giận, hơn nữa còn đắc tội rất nhiều người, nhưng thời khắc quan trọng, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy Tần Lâm bị sói ăn thịt. Trương Thiên Trạch mắng thầm trong lòng, mẹ kiếp, bọn họ ai ai cũng trốn sau lưng mình, tôi không muốn làm lá chắn của các người đâu. Không sao, mọi người đừng lo lắng, có học trưởng ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cho dù có sói hoang thì học trưởng cũng sẽ đối phó được. Có người nói, đúng vậy, học trưởng, bọn tớ đều nhờ cậu cả đấy. Hơn 20 người núp sau lưng anh ta, run rẩy, điều này cũng dễ thấy thôi. Trương Thiên Trạch nghiến răng, bây giờ sói còn chưa đến, bản thân còn chịu được, tí nữa sói đến rồi, mấy người đừng có đẩy tôi ra. Đã là lúc để anh biểu diễn kỹ thuật thực sự của mình đấy, anh hùng đánh sói, nhờ cả vào anh đó. Tần Lâm nhìn Trương Thiên Trạch hung ác trừng mắt nhìn anh. Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói bóng nói gió như vậy, đây không phải chỉ là một con sói đâu, nhất định có rất nhiều con, khéo là cả một bầy sói lận, có bản lĩnh thì anh đánh đi. Anh đánh chết sói thì tôi sẽ quỳ dập đầu trước mặt anh. Sắc mặt Trương Thiên Trạch toát mồ hôi, anh ta bị dọa sợ rồi, tiếng sói tru càng ngày càng gần, hơn nữa chắc chắn không phải chỉ một hai con, bây giờ hai chân anh ta bắt đầu nhũn ra như bún rồi. Lâm Nguyệt Giao sốt ruột không chịu được. Tên này điên rồi à? Chẳng nhẽ anh muốn chết sao? Tần Lâm, anh muốn chết à? Tiếng sói tru đến từ hướng từ sau lưng anh mau qua đây đi. Đúng lúc này, từ trong rừng sâu, có bốn con sói xuất hiện từ trong bóng tối, lộ ra cái đầu sói và cặp mắt màu ngọc bích, khiến người ta nổi hết da gà, sởn hết tóc gáy. Sói đến rồi, sói thực sự đến rồi. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, họ gào thét. Sói đến rồi. Mau chạy đi. Học trưởng, cậu mau lên đi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Hu 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 hu. Lúc này Trương Thiên Trạch là người đầu tiên chạy, anh ta chẳng cần gì nữa, mạng mình mới quan trọng, núi Thanh Sơn còn đây thì đâu lo không có củi đốt. Sững sờ. Tất cả mọi người đều sững sờ, người mà bọn họ vẫn cho rằng là anh hùng đánh sói Trương Thiên Trạch, bây giờ lại là người đầu tiên chạy, hơn nữa còn phản ứng trước cả bọn họ, đúng là điên mà. Vừa nãy còn chém gió, ba hoa chích chòe, bây giờ căn bản không còn có chuyện ấy, anh ta còn chạy nhanh hơn người khác. Trương Thiên Trạch khiến mọi người cảm nhận được cái gọi là tốc độ hoa hạ. Trương Thiên Trạch chạy rồi, bọn họ phải làm thế nào đây? Nhất định phải chạy nhanh hết mức có thể, nhỡ may mà gặp phải bầy sói, thì đúng là đường cùng. Học trưởng, cậu đừng chạy. Học trưởng, chẳng phải cậu đánh được sói sao? Học trưởng cứu bọn tớ với. Có mà điên mới cứu mấy người. Ông đây còn không biết có sống mà rời khỏi chỗ này được không đây. Trương Thiên Trạch lao qua trái lao qua phải, mặc dù hai chân không ngừng run rẩy nhưng vẫn chạy nhanh như thỏ, không chạy thì chỉ có thể ở đây chờ chết. Nhưng nhiều người cũng không biết chạy đằng nào, thậm chí có mấy cô gái, đã sợ đến mức hai chân tê dại, không dám nhúc nhích.
Trương Thiên Trạch tự cho rằng đã chạy ra khỏi phạm vi của đàn sói rồi, nhưng sau khi anh ta cắm đầu chạy thì anh ta mới phát hiện, đằng sau anh ta có tận 7-8 con sói, mấy con sói này đang dần dần vây anh ta lại. Nhìn bốn phương tám hướng, tất cả cộng lại chắc không dưới 20 con. Sắc mặt Trương Thiên Trạch tái xanh lại, không chỉ anh ta, mà ai cũng tràn đầy tuyệt vọng, hơn 20 con sói lận, cho dù là một con sư tử, một con hổ, trước mặt bọn chúng thì cũng chẳng là cái thá gì. Tục ngữ nói cấm có sai, hổ dữ đánh không lại một bầy sói, trong đám dã thú, bầy sói là thứ hung ác nhất, cho dù một con sói thôi cũng đã đáng sợ lắm rồi, chứ đừng nói đến một bầy sói. Trong mắt Lâm Nguyệt Giao co rút lại, mắt nhìn thấy bốn con sói đang xông vào Tần Lâm. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lâm Nguyệt Giao biết lần này Tần Lâm chết chắc rồi, nhiều sói như vậy, anh chỉ có thể chết thôi. Cảnh tượng thê thảm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, bốn con sói xông về phía Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao nhắm mắt lại, cô ấy biết mình chắc cũng không sống được bao lâu nữa, nhưng lần này Tần Lâm xuất hiện ở đây là do cô. Xin lỗi, anh họ. Lâm Nguyệt Giao giãy giụa, nếu như không vì mình thì anh cũng sẽ không ở đây, cũng sẽ không chết ở đây. Bốp, 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 bốp. Mấy tiếng bốp bốp vang lên, chỉ thấy trước mặt Tần Lâm có thêm bốn con sói. Đều đang sủi bọt mép, nằm trên đất không ngừng co quắp. Cái này, sao có thể? Lâm Nguyệt Giao hít sâu một hơi lạnh, không chỉ cô ấy mà mọi người đều như vậy. Tần Lâm ra từng quyền một, vô cùng kinh khủng, đánh vào đầu bốn con sói. Hai con sói chết tươi tại chỗ, chỉ còn hai con sói toàn thân co giật, bất tỉnh nhân sự. Ác quá đi! Quyền này mạnh quá! Hình như lúc nãy tôi nghe thấy tiếng xương gãy, anh họ Nguyệt Giao đánh vỡ đầu sói sao? Kinh khủng quá, lợi hại quá. Lâm Nguyệt Giao không thấy được, bởi vì cô ấy sợ nhìn thấy anh họ mình bị bốn con sói phân thây, nhưng có người nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy Tần Lâm đánh gục từng con một, trong nháy mắt, xung quanh yên lặng như tờ. Không chỉ bọn Lâm Nguyệt Giao, ngay cả bọn sói dường như cũng ý thức được sự nguy hiểm, bọn chúng nhe răng, hung ác nhìn Tần Lâm, mười mấy con sói còn lại đều hướng về phía Tần Lâm, bọn chúng biết Tần Lâm là người đánh đồng bọn của bọn nó. Từng quyền một, đơn giản mà thô bạo, căn bản không cần đến quyền thứ hai, mấy con sói kia đã bị đánh bại. Tần Lâm mới là anh hùng đánh sói. Trương Thiên Trạch trốn sau cây, hai mắt sợ sệt, run lẩy bẩy, vừa nãy kiêu ngạo như thế. Lúc này nhiều người cũng nhận ra Trương Thiên Trạch lúc trước chắc cũng chỉ ba hoa thôi, vào thời khắc quan trọng, Tần Lâm một người đánh cả vạn người, khiến cho bọn sói cho rằng anh là kẻ địch số một. Trong lòng bọn họ kích động không thôi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy hy vọng, anh hùng đánh sói Trương Thiên Trạch đã biến thành một thằng nhát gan, còn Tần Lâm thì khiến bọn họ nhìn anh bằng con mắt khác, người đàn ông hiền lành mà bọn họ luôn coi thường đã khiến bọn họ phải thay đổi suy nghĩ. À hú! Au 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 u! Đám sói hoang gầm thét mãi không dứt, tựa hồ đang nói gì đó, từng bước ép sát Tần Lâm lại, tim của mọi người dâng lên tận họng. Tần Lâm có thể đuổi được đám sói kia đi sao? Không biết nữa. Chúng ta sẽ không chết ở đây và bị sói ăn mất chứ. Ngậm cái miệng quả đen của cậu lại, tớ không muốn chết ở đây. Cậu nghĩ tớ muốn chết à, đồ đáng chết. Học trưởng lên đi, giúp anh họ Nguyệt Giao đi, như thế chúng ta còn có cơ hội sống tiếp, không thì chỉ còn có đường chết thôi. Tất cả mọi người đều trông mong, chỉ có Tần Lâm mà đối mặt với 17-18 con sói thì chắc chẳng làm được gì cả. Sức lực con người dù sao cũng có hạn, ai có thể bảo đảm được. Tần Lâm có thể đánh bại được nhiều sói như thế, thế thì chẳng phải muốn chết à? Nếu là người bình thường thì đã chạy lâu rồi, ai lại ở lại đây chứ? Nguyệt Giao, anh họ cậu lợi hại thế, cậu có biết không? Tớ! Lâm Nguyệt Giao cũng sững sờ, cô ấy không biết Tần Lâm lại lợi hại như thế, nháy mắt đã đánh gục bốn con sói, nhưng muốn đối mặt với vòng vây của nhiều con sói như vậy, e rằng không đơn giản đến thế. Kiến đông cắn chết voi. Huống hồ đây không phải kiến, mà là sói hàng thật giá thật, con nào con nấy đều hung ác, ánh mắt ngang ngược, chỉ muốn giết người. Tần Lâm đã đánh chết bốn con, càng khiến bọn nó điên máu và tấn công hung bạo hơn, đám dã thú máu lạnh này, lúc này càng nóng nảy hơn, nhe răng múa vuốt. Trương Thiên Trạch lúc này đã hoàn mất đi phong thái ban đầu, ánh mắt đầy sự sợ hãi, anh ta chẳng khác gì người bình thường, không hề có bản lĩnh hay cốt khí, vậy nên hoàn toàn không dám ra tay. Cho dù phải tỏ ra sợ sệt trước mặt mọi người thì anh ta cũng lựa chọn đứng đằng sau. Xấu hổ, thảm thương, đáng giận.
ai cũng khịt mũi coi thường, lúc nãy còn khoa môi múa mép, lúc này đã hoàn toàn biến thành một tên hèn nhát, ỉu xìu, rụt rè e sợ. Anh ta núp đằng sau tất cả mọi người, trong lòng sợ hãi vô cùng, dù mấy người này có nói gì thì anh ta cũng không quan tâm. Vừa nãy còn cho rằng anh ta là anh hùng đánh sói, bây giờ đã trở thành tên hèn nhát rồi. Đúng vậy, tớ cứ tưởng anh ta thế nào, hóa ra có vẻ như cũng chỉ là một tên hèn. Cậu đừng có nói người ta như vậy, cậu thì khác chắc, cũng đâu dám xông lên. Ai mà chẳng sợ chết. Nhưng tớ đâu có chém gió đâu, chém gió xong không thực hiện được, loại người này đúng là mất não. Cho dù mấy câu này rất khó nghe, nhưng Trương Thiên Trạch biết, bây giờ không có thứ gì quan trọng bằng mạng sống, anh ta không muốn chết ở đây, phơi thây nơi rừng rậm, bị dã thú ăn thịt, ngũ mã phân thây. Mẹ nó chứ mặt mũi lúc này là cái gì, mẹ kiếp chém gió làm gì, ông đây không làm, mấy người làm gì được tôi. Trương Thiên Trạch đã không còn đếm xỉa với cái bản mặt này rồi, thể diện so với tính mạng, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Lâm Nguyệt Giao tim đập thình thình, lo lắng cho tình hình của anh họ, dù mình không thích Tần Lâm, nhưng lần này đã khiến cô ấy mất hết thể diện, nhưng giữa trận chiến với sói, thì cô ấy cũng không ngờ Tần Lâm lại mạnh như vậy, lại có thể đối đầu với bọn sói kia, hơn nữa có thể đánh bại được 4 con, ngầu quá đi mất. Hình tượng chán đời lúc trước của Tần Lâm trong lòng Lâm Nguyệt Giao không còn nữa, không chỉ cô mà tất cả mọi người đều như vây. Tần Lâm lúc trước là một tên bụng dạ hẹp hòi, lôi thôi lếch thếch, khiến cho mọi người khinh miệt, nhưng trong thời khắc mấu chốt, Tần Lâm lại đứng ra, chiến đấu với sói, nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, hình tượng anh hùng khiến cho ai cũng kính nể. Chó sói xông đến, Tần Lâm tay không nghênh chiến, 17 con sói hung ác lúc này chen nhau xông lên, bởi vì bọn nó biết phải giải quyết Tần Lâm, nếu như mỗi con lên một thì chắc chắn không ổn, nếu muốn Tần Lâm trọng thương, nhất định phải liên hợp lại, xông lên mới có thể có thêm sức mạnh, giết chết kẻ nguy hiểm này. Mắt Tần Lâm lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Đám này thông minh thật, chẳng kém cạnh gì con người, hơn nữa năng lực hợp tác của bầy sói vô cùng mạnh, một khi cùng xông lên thì sẽ vô cùng lợi hại, không thể chống đỡ. Tần Lâm phi thân lao qua, tốc độ cực nhanh, cứ như lăng ba vi bộ, nháy mắt vượt qua sự công kích của đám sói, 5 con sói vồ hụt, va vào nhau, Tần Lâm bay vọt qua, đánh một quyền vào ngực con sói, lục phủ ngũ tạng của nó đều bị Tần Lâm đánh nát. Sức mạnh kinh khủng ấy khiến cho bất kỳ ai cũng không thể chống đỡ nổi, cho dù có là một con trâu đực cũng sẽ bị đánh chết. Hơn nữa một quyền này của Tần Lâm có thể đánh chết trâu, tất cả mọi người đều không ngờ, anh có thể đánh lui 3 con sói, tất cả đòn đánh đều trúng ngay giữa ngực, ngã lăn xuống đất, không dậy nổi. Sức mạnh kinh khủng khiến Tần Lâm cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không ngờ quyền này lại mạnh thế, lại kinh khủng đến thế. Sức mạnh hội tụ cả người. Sau khi đả thông kinh mạch, trong đan điền càng thêm dồi dào, khí lực trùng điệp không dứt, chuyển động trong khí hải đan điền, cảm giác luyện khí hội tụ sức mạnh đó mới thực sự là người đắc đạo thực sự. Bây giờ Tần Lâm cảm thấy sức mạnh cú đấm của mình tương đương với ít nhất 2-3 nghìn cân, thậm chí nếu thực sự có thể đả thông được kỳ kinh bát mạch thì ít nhất cũng có sức mạnh cả chục nghìn cân, ngay cả bản thân anh cũng không dám tưởng tượng. Tần Lâm bây giờ vô cùng nhạy bén, còn có tốc độ cũng lên mấy tầng cao mới. Vậy nên khi đối mặt với đám sói này cũng khá ung dung, thành thạo điêu luyện. Một quyền đánh lui 3 con, bọn nó lập tức mất đi sức chiến đấu, lúc này đám sói khác cũng nhanh chóng tiến lên, trông đông vô cùng, Tần Lâm híp mắt, không hề chớp mắt, song tốc độ của anh không hề chậm lại, hai tay tung quyền, hai chân ra đòn, tấn công cùng lúc. Nắm đấm ác liệt của Tần Lâm liên tục đánh ra, tốc độ nhanh như gió bão, cảm giác phóng khoáng tự nhiên khiến Tần Lâm càng nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, trâu bò thế, chẳng cần vũ khí gì cả. Mẹ ơi, còn là người không vậy? Hung ác quá. Khèo còn mạnh hơn mấy bậc thầy võ thuật trên phim mà tôi xem. Bình tĩnh, lúc này chúng ta được cứu rồi, ha 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 ha. Tôi dám cược, Tần Lâm sẽ thắng được bầy sói này. Tần Lâm, Tần Lâm, Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao sững sờ, không ngờ đám bạn đứng sau mình đều đang cổ vũ cho Tần Lâm, không ngừng họ hét. Họ kính trọng bái phục anh từ tận đáy lòng, trong ánh mắt của họ đầy khát vọng sống, đầy hy vọng thắng. Lâm Nguyệt Giao cũng kích động vô cùng, anh Tiểu Lâm, anh phải đem lại thể diện cho em đấy. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm không ngừng lao vùn vụt, tốc độ kinh người, khiến bọn họ nhìn mà hoa cả mắt, thậm chí nhiều khi còn không đoán được, đâu mới là Tần Lâm, tàn ảnh liên miên, đám ác lang ngã xuống, liên tiếp từng con một.
Tống Song Nhi kích động đến mức đỏ mặt, mặt mày hưng phấn, sự ái mộ có thể thấy rõ trong lời nói của cô ta. Đây mới là người anh hùng trong trái tim cô ta, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng sao, mạnh mẽ như rồng, không ai địch nổi. Sao công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, không gì không đánh được, đánh trận nào cũng thắng. Từng con sói gục ngã, Tốn Song Nhi trong mắt đầy sự yêu thích mà nhìn về Tần Lâm, đây mới là người tình trong mộng của cô ta, trẻ tuổi nhiều tiền, cường tráng, đây mới là bạch mã hoàng tử mà ông trời thiết kế riêng cho cô ta. Tống Song Nhi say mê, kích động vô cùng. Anh Tiểu Lâm, anh thực sự man quá, cả đời này em phải gả cho anh. Không chỉ cô ta mà bao nhiêu cô gái khác cũng đang nhìn Tần Lâm, anh mạnh mẽ, tài giỏi, võ thuật vô song, khiến cho trái tim của biết bao cô gái run rẩy, thầm yêu. Lúc này, mọi người bắt đầu hình thành một sự so sánh mãnh liệt với Trương Thiên Trạch, tên này rõ ràng là chỉ được cái mã, chứ ngoài ra chẳng làm được gì. So với Tần Lâm á, tôi nhổ, anh ta không xứng. Tất cả mọi người đều cổ vũ cho Tần Lâm, la hét khản cổ, Tần Lâm như được trợ giúp, đánh từng quyền một, mạnh mẽ vô song, bá đạo kinh người, quyền nào quyền nấy đều mang sức lực cả nghìn cân, không thể chống đỡ nổi. Sói tuy nhiều, nhưng Tần Lâm cũng không phải dạng vừa, trông anh vô cùng thoải mái, phong lưu. Từng bước chân đều ung dung không vội vã, từng bước như cắm rễ trong bùn đất, vững như Thái Sơn, dù ngươi có làm gì ta thì ta cũng sừng sững bất động. Bóng người Tần Lâm nhanh như gió, nhanh như điện, chẳng gì có thể ngăn anh lại, từng quyền đánh vào con sói, người xem ai cũng kinh tâm động phách, trong lòng Lâm Nguyệt Giao, cô càng ngày càng sùng bái anh Tiểu Lâm, người mạnh vĩnh viễn luôn nhận được sự tôn kính, dù có ở đâu, dù là lúc nào đi chăng nữa. Lâm Nguyệt Giao lúc này hơi hoảng hốt, cô ấy tưởng tượng Tần Lâm thành Tần Đại Sư, bóng người mãnh mẽ kia, sức mạnh bá đạo kia giống như tượng chiến thần vậy, bước xuống từ trên trời để bảo vệ bọn họ. Để bọn họ không bị sói gây tổn thương. Tần Lâm tiến lui có thứ tự, khí thế kinh người, nhìn từng con sói một ngã xuống đất, trong lòng anh mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đám sói này rất hung hăng, nhưng đòn đánh của anh lại vô cùng đáng sợ, thậm chí có mấy con sói còn bị anh bẻ gãy răng, máu tươi văng khắp nơi. Nhiều con sói dường như bị đánh đến mức lục phủ ngũ tạng nát vụn, ngã xuống dưới chân Tần Lâm. 10 bước giết một con sói, nghìn dặm không lưu tình. Bá đạo không cần nói, tự do nở nụ cười. Phong thái của Tần Lâm khiến cho vô số cô gái trẻ say mê, cảm giác được người ta bảo vệ này càng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bọn họ từ khi được sinh ra đều hy vọng được người khác bảo vệ, được người khác ôm vào lòng vào thời khắc sinh tử. Tần Lâm dẫn đầu, bảo vệ cho bọn họ, cảm giác ấm áp này khiến bọn họ không thể kháng cự được. Chiến thần trong mắt đàn ông, bạch mã hoàng tử trong mắt phụ nữ. Đấy chính là Tần Lâm trong lúc này đứng cạnh đống lửa, Tần Lâm ra đòn giết chết con sói cuối cùng, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu kia, cuối cùng mới tản bớt đi, trong ngọn lửa, bóng dáng của anh kéo dài, trông như thần thánh, mang lại cho Lâm Nguyệt Giao và mọi người cảm giác được bảo vệ. Khóe miệng Tần Lâm nhếch lên, anh mỉm cười, cuối cùng cũng giải quyết được đám sói này, anh nhìn chúng nó nằm trên đất, Lâm Nguyệt Giao, Tống Song Nhi và những người khác đều cảm thấy xúc động, như đang mơ vậy. Vừa nãy nguy hiểm còn rình rập, giờ đây Tần Lâm đã cho bọn họ cảm nhận được sự mạnh mẽ, cảm giác bảo vệ đó là thứ mà mọi người chưa từng tưởng tượng. Sống sót sau tai nạn, bọn họ đều nhìn về phía Tần Lâm. Anh đứng sau ngọn lửa, tràn đầy hào quang, lấp lánh rực rỡ. Tần Lâm chưa hoàn hồn đã thấy Tống Song Nhi lao vào tới, treo cả người lên người anh. Anh Tiểu Lâm, anh giỏi quá. Tiện nhân. Không biết xấu hổ. Không ít cô gái đang chửi thầm Tống Song Nhi, có điều lúc này, bọn họ đều có chung suy nghĩ muốn xông lên, lao vào lòng Tần Lâm, nhưng không ai dám làm cả, Tống Song Nhi đã phá vỡ ảo tưởng trong lòng bọn họ, bởi vì da mặt cô ta dày quá, chuyện không ai dám làm thì cô ta đã làm rồi. Đi xuống đi, cô làm gì vậy, còn nhiều người đang ở đây lắm. Tần Lâm lôi Tống Song Nhi từ trên người bình xuống, cô gái này như bạch tuộc vậy, bám mãi trên người anh. Anh Tiểu Lâm. Em biết anh ngại, không sao, chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Tống Song Nhi cười hi hi, bị Tần Lâm kéo xuống, có điều cô ta không hề không vui, người đàn ông này chắc chắn sẽ không thoát khỏi móng vuốt của mình. Tần Lâm thành công giết chết đám sói, thành công trở thành tiêu điểm dưới ánh mắt của bao người, giải trừ hiểm nguy, đây đều là công lao của Tần Lâm, anh dùng sức của mình để giải quyết bầy sói, đây là điều không ai tưởng tượng nổi, cũng là điều bọn họ cầu mong tha thiết.
Tần Lâm cứu tính mạng của tất cả mọi người, chỗ ân tình này không ai có thể quên được. Nếu như không có Tần Lâm, kết quả của bọn họ vô cùng thảm thương, ngay cả Trương Thiên Trạch nhát chết chắc cũng bị gặm đến mức không còn xương. Anh Tiểu Lâm, anh lợi hại quá. Lâm Nguyệt Giao vô cùng tự hào, trong mắt cô chỉ còn Tần Lâm, thậm chí còn lưu lại hình tượng anh hùng hiên ngang lúc nãy, thậm chí trong giây phút kia, cô ấy còn tưởng Tần Lâm là Tần Đại Sư nhất định không kém cạnh gì anh. Anh họ Nguyệt Giao lợi hại quá, anh ép Zalo của em đi. Anh Tiểu Lâm, xin lỗi, lúc trước bọn em trách sai anh rồi, hóa ra anh mới là anh hùng thật sự. Anh Tần, vừa nãy đòn đánh của anh thật lợi hại, một quyền đánh mãnh hổ, chân đá giao lòng, ngầu qua đi, anh dạy em đi. Anh Tiểu Lâm, anh có phải là cao thủ võ thuật trong truyền thuyết không? Mỗi người một câu, anh như được thần linh trợ giúp, giết chết bầy sói, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ. Phong thái mê người kia, tư thái anh hùng kia đã in sâu trong não bọn họ. Anh Tần Lâm đúng là mạnh, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đúng vậy, đây mới xứng với cái danh đại hiệp. Từ nay về sau, tôi sẽ lấy anh Tiểu Lâm làm gương, không bao giờ coi thường người khác nữa. Tống Song Nhi cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng mà nói. Nếu như không có bầy sói này, mấy người chắc vẫn chê bai anh Tiểu Lâm, mấy người sao biết anh Tiểu Lâm lợi hại đến đâu chứ? Nói cho mấy người biết, đừng có mắt chó khinh người, bất kỳ ai cũng có thể là anh hùng, từ từ bùng nổ trong trầm lặng, biến mất trong trầm lặng, sự lợi hại của anh Tiểu Lâm không phải cái loại chém gió có thể sánh được. Bây giờ biết mình bị vả mặt rồi đấy, bây giờ biết mình không bằng ai rồi đấy, đúng là chỉ được cái mã, còn lại thì vô dụng, trước mặt anh Tiểu Lâm mấy người chỉ là cặn bã. Tống Song Nhi hưng phấn bừng bừng, cô ta phải mắng đám mắt chó khinh người này một trận. Đám người này im lặng không nói gì, ngượng ngùng vô cùng, khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội cả, trước khi bầy sói xuất hiện, ai mà chẳng chửi mắng Tần Lâm. Trương Thiên Trạch không nói được gì, lúc này chỉ biết trốn ở đằng sau, cảnh vừa nãy khiến anh ta sợ ngẩn người rồi, may mà Tần Lâm một mình thay đổi cục diện, mới ngăn chặn được thảm kịch xảy ra. Tần Lâm nói, mọi người thu dọn đi, bầy sói đã bị giết sạch rồi, có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi. Lúc này mấy cậu trai mới lấy lại dũng khí, bắt đầu dọn dọn đống xác sói, mấy cô gái thì nơm nớp lo sợ sắp xếp lều, chuẩn bị hạ trại, mặc dù lúc này cảnh tượng xung quanh trông vô cùng kinh khủng, nhưng trễ thế này rồi, không thể tìm chỗ khác để hạ trại nữa. Tống Song Nhi đáng thương nói. Anh Tiểu Lâm, em sợ, lều của anh chắc đủ lớn nhỉ? Hôm nay em ngủ chung lều với anh nhé. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Tối hôm nay tớ ngủ cùng anh Tiểu Lâm. Tớ mang lều đôi. Tống Song Nhi lắc tay Lâm Nguyệt Giao làm nũng. Thôi cậu nhường tớ đi, cho tớ ngủ cạnh anh Tiểu Lâm, tớ sợ lắm. Không được, tớ cũng sợ. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói, cậu sợ tớ không sợ chắc. Cậu muốn ngủ cùng anh Tiểu Lâm, tớ lại không muốn ngủ cùng anh Tiểu Lâm chắc. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được mà đỏ mặt, vốn định ở cùng Tần Đại Sư, không ngờ lại ngủ cùng với anh họ. Có điều trong lều có rèm, nếu không thì ngại chết mất. Sắc mặt Tống Song Nhi thay đổi, hung ác lườm Lâm Nguyệt Giao, trong lòng nghĩ, sao cậu không biết điều vậy? Anh họ cậu thích tớ, cậu không thấy sao? Tớ với anh họ cậu tình chàng ý thiếp, sao cậu cứ muốn chia rẽ bọn tớ vậy? Tần Lâm không nói gì, Lâm Nguyệt Giao vẫn lạnh lùng, Tống Song Nhi biết mình không thể một phen củi khô bén lửa với Tần Lâm rồi. Cơ hội tốt thế này mà bị vuột mất, thực sự không đáng. Nếu như có thể ra tay trước để chiếm lợi thế, gạo nấu thành cơm thì Tần Lâm đâu thể thoát khỏi được lòng bàn tay cô ta. Không chỉ Lâm Nguyệt Giao và Tống Song Nhi, lúc này dường như tất cả các cô gái đều xúm lại bên Tần Lâm, vây quanh anh, mười mấy cô gái đều dựng lều mình quanh Tần Lâm, bao bọc lấy anh. Mọi người đều ngưỡng mộ không thôi, nhưng cũng hết cách, đây là thực lực của người ta. Nếu như bọn họ có thực lực để tiêu diệt đàn sói, nhất định cũng được đám con gái vây lại. Đây rõ ràng là tề nhân chi phúc sao? Sao tề nhân chi phúc, là hưởng phước một chồng lắm vợ? Dù sao ở gần Tần Lâm cũng an toàn hơn một chút. Đây là điều mà các cô gái đều nghĩ đến, ai cũng muốn được anh chàng mạnh mẽ bảo vệ, muốn ở bên Tần Lâm, nhưng dù sao Tần Lâm chỉ có một, làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, mấy cô gái này hầu như đều độc thân, ai mà chẳng muốn trở thành người yêu của Tần Lâm. Nhưng bọn họ cũng tự biết. Tống Song Nhi ưu tú hơn bọn họ mà Tần Lâm còn chưa chắc đã thích, bây giờ bọn họ cuối cùng cũng biết năng lực của Tần Lâm rồi,
người đàn ông lợi hại như vậy, có người phụ nữ nào không thèm chứ? Tống Song Nhi mặt mày âm trầm, tức giận rời khỏi chỗ này, xoay người dựng trại, mấy cậu con trai chủ động giúp đỡ cô ta, căn bản không khiến cô ta phải động tay, gan của Tống Song Nhi vô cùng to, đi đến bên đống lửa, nhìn thấy một chiếc điện thoại. Tống Song Nhi cầm lên nhìn, hóa ra là của Tần Lâm. Tống Song Nhi nhạy bén, vội vàng thêm số của Tần Lâm. Nhưng trong vô tình, Tống Song Nhi nhìn thấy Tần Lâm nói chuyện với Lâm Nguyệt Giao. Tần Đại Sư, chẳng nhẽ Tần Lâm là Tần Đại Sư, còn mập mờ với Lâm Nguyệt Giao. Anh hay lắm Tần Lâm, dám chơi cả Lâm Nguyệt Giao. Anh không biết xấu hổ hả, cô ấy là em họ anh đấy. Tống Song Nhi híp mắt, nở nụ cười sâu xa. Tần Lâm mạo danh Tần Đại Sư, nhắn tin qua lại với Lâm Nguyệt Giao, đây là điểm yếu của anh, Tần Lâm là quân tử, trong lòng Tống Song Nhi vừa yêu vừa hận anh. Yêu anh trẻ tuổi nhiều tiền, cơ thể cường tráng, hận anh hoa tâm, còn chẳng bỏ qua cho em họ mình, anh nghĩ anh họ Tần thì anh là Tần Đại Sư chắc. Cha Nam, đồ cha Nam đáng ghét. Tống Song Nhi không ngừng thở phì phò. Có câu này hay lắm, trai không hư gái không thích, Tống Song Nhi biết Tần Lâm là cha Nam. Còn muốn ở bên Tần Lâm, bởi vì cô ta muốn câu được con rùa vàng này, cô ta muốn trở thành thiếu phu nhân nhà giàu, cô ta muốn làm người của tầng lớp trên, vậy nên cô ta nhất định phải ở bên Tần Lâm, cho dù Tần Lâm có là cha Nam đi chăng nữa cũng không sao cả, chỉ cần anh có tiền là được. Người có tiền đều là cha Nam hết, hơn nữa Tần Lâm có nhiều bí mật như vậy, lừa cả em họ mình, nhưng cân nhắc thiệt hơn, Tống Song Nhi vẫn kiên quyết lựa chọn Tần Lâm, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Cô ta tin Tần Lâm chỉ là nhất thời yêu thích thôi, đợi đến khi cô ta có được anh, nhất định sẽ không cho anh có cơ hội làm vậy. Trước tiên không được nói với anh ấy, đợi ngày mai thổ lộ với anh sau, nếu như anh không đồng ý, mình liền dùng cái này uy hiếp. Xem anh ấy có vào khuôn khổ hay không. Tống Song Nhi cầm lấy điện thoại của Tần Lâm, chụp ảnh lại làm chứng cứ, lần này cô ta thắng chắc rồi. Đêm khuya vắng người, dựng xong lều bạt. Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao vào trong lều nghỉ ngơi, có điều lúc này, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên giật mạnh tấm rèm trong lều, tấm rèm bị cô ấy kéo đứt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nguyệt Giao mặc áo ngủ hình mèo, trông vô cùng dễ thương, cơ thể vô cùng nóng bỏng, quan trọng nhất là bên trong trống không, Tần Lâm bất giác nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao không mặc nội y. Á! Lâm Nguyệt Giao kinh ngạc hét lên, mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Rèm hỏng rồi! Lâm Nguyệt Giao hoảng loạn. Vội vàng sửa rèm, nhưng tấm rèm giữa hai người sao có thể sửa được, sửa mãi, Lâm Nguyệt Giao toát hết mồ hôi, lồng ngực phập phồng, Tần Lâm nhìn thấy mà hết hồn, cảnh Lâm Nguyệt Giao mặc đồ ngủ khiến anh vô cùng sốt ruột, bầu không khí trong lều cũng càng ngày càng ngượng ngùng hơn. Không sửa được thì thôi, đừng sửa nữa, mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi. Tần Lâm cởi áo khoác ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc, mặc dù trông không to, nhưng cơ thể của Tần Lâm vẫn khiến người ta muốn bùng nổ. Đặc biệt là khi liên tưởng đến cảnh lúc nãy Tần Lâm đánh bại bầy sói, bờ vai vững chãi hữu lực, bóng lưng oai hùng, khiến Lâm Nguyệt Giao tim đập thình thịch. Á! Lâm Nguyệt Giao biết mình không sửa được, nên không sửa nữa, nằm xuống, đắp chăn, mặc dù là anh họ mình nhưng dù sao cũng là nam nữ trẻ tuổi, ở cùng một lều khiến Lâm Nguyệt Giao vô cùng sốt ruột. Nếu như người bên cạnh là Tần Đại Sư thì tốt biết bao. Nghĩ một lúc. Đột nhiên lều bên cạnh truyền ra âm thanh khiến Lâm Nguyệt Giao mặt đỏ tai hồng. Anh Tiểu Vũ, anh nhanh lên chút. Hết sức rồi, không chịu được nữa, mệt quá. Mới được mấy phút đã không được, vớ vẩn. Không khí trong lều trở nên vô cùng kỳ quái, Lâm Nguyệt Giao cảm giác mặt mình muốn bùng cháy, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cái búa này khó dùng quá, đinh không lọt vào, chất lượng của cái lều này kém quá. Mẹ kiếp! Lâm Nguyệt Giao cảm thấy bực mình, đúng là cô nghĩ nhiều rồi. Không ổn rồi. Mau đến đây đi. Có người rơi vào hố bẫy rồi. Tần Lâm nhíu mày, mở to hai mắt, anh nghe thấy âm thanh cầu cứu. Lúc trước có tiếng ai đó rơi vào bẫy, anh cũng nghe thấy, có điều cho dù có nhanh đến mấy thì cũng không cứu được. Xảy ra chuyện gì thế? Không biết, khi tớ tỉnh dậy thì nhìn thấy bọn họ rơi xuống. Có phải vì tối qua chơi đùa quá không? Cái hố bẫy này sao lại sâu như thế? Bên ngoài lều vô cùng huyên náo, khiến cho Tần Lâm không buồn ngủ nổi, tháo lều ra mới phát hiện một cái hố cực sâu xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa cái hố này nghiêng thoai thoải, nhìn không thấy đáy,
hơn nữa dù có người rơi xuống thì cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh cầu cứu nào. Anh Tiểu Lâm, làm thế nào bây giờ? Anh mau đi xem. Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh Tần Lâm, lo lắng nói, cái hố sâu và lớn như vậy, chiều rộng khoảng 4-5 mét, mặt ai cũng đầy sợ hãi và lo lắng. Chẳng nhẽ thực sự có quỷ à? Hôm qua anh Tần nói, ở đây không thích hợp hạ trại, sáng hôm nay đã có người rơi vào hố rồi, kỳ quá đi. Đúng vậy, tối qua còn ổn, sao hôm nay lại có cái hố này? Tớ nghe nói quỷ thích nhất là dọa người, chẳng nhẽ có thứ gì không lành muốn tính toán với chúng ta sao? Đừng nói vớ vẩn, Thanh Thiên Bạch Nhật, làm nhảm cái gì vậy, có con quỷ nào trời sáng đi ra dọa người à, thần hồn nát thần tính. Đúng vậy, anh Tiểu Lâm, anh xem, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người nhìn về phía Tần Lâm, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Đây không phải hố bẫy, đây là huyệt mộ. Tần Lâm nói vô cùng nghiêm túc, anh trầm giọng nói, hơn nữa huyệt mộ này trông có vẻ vô cùng sâu, chắc chắn không phải huyệt mộ bình thường. Tần Lâm vừa nói ra câu này, chỗ này liền loạn thành nồi cám, mặt ai cũng kinh ngạc, huyệt mộ sao? Sao có thể, bọn họ rơi vào huyệt mộ sao? Sợ thế? Có người mặt mày kinh sợ, run rẩy nói. Cũng có thể nói, hôm qua chúng ta nằm trên phần mộ của người khác. Không sai, có vẻ như anh Tiểu Lâm nói không sai đâu, chỗ này thích hợp người chết ở, chứ không phải người sống ở. Tống Song Nhi kinh hoàng, trong lòng không khỏi rợn tóc gáy. Ngủ trên mộ người khác một đêm, nếu là ai thì cũng cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn phạm phải điều kiêng kỵ. Mặc dù bọn họ đều học y, đều là người theo thuyết vô thần, nhưng dù sao cũng kính sợ người chết, hơn người chẳng ai muốn làm mấy loại chuyện xui xẻo này. Trời ơi, mình lại ngủ một đêm ở đây. Xui quá đi. Làm thế nào bây giờ, phải mau cứu Lý Lạc Lạc và Vương Miễn, bọn họ bị rơi xuống đấy một lúc rồi mà không thấy có tiếng động gì hết. Đúng. Mau cứu người thôi. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, nhưng chẳng có ai dám tiến lên một bước. Học trưởng, cậu tài cao gan to, cậu với anh Tần xuống đó xem đi. Đúng vậy học trưởng, cậu là trưởng đoàn của chúng ta, Lý Lạc Lạc và Vương Miễn bị rơi xuống đó, cậu cũng không thể không quản được. Trương Trạch Thiên mặt mày khó coi, tối hôm qua anh ta đã mất hết thể diện, hôm nay nhất định phải cứu vãn lại, mặc dù là huyệt mộ nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Cũng đâu phải là nước lũ hay mãnh thú, đi xuống cũng chẳng thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao đề nghị. Hay là chúng ta cùng đi xuống đi, còn giúp đỡ lẫn nhau, một mình anh Tiểu Lâm và Trương Thiên Trạch xuống, nhỡ may gặp nguy hiểm thì làm sao? Dù sao nhiều người nhiều sức cũng yên tâm hơn. Tống Song Nhi tiếp lời. Đúng, không thể để hai người bọn họ đơn độc đi xuống, chúng ta phải đoàn kết, chẳng phải chỉ là một ngôi mộ thôi sao? Có gì đáng sợ chứ, cứu Lý Lạc Lạc và Vương Miễn trước đã. Tống Song Nhi và Lâm Nguyệt Giao cùng đứng trên một chiến tuyến, dù sao quan trọng là Tần Lâm, cô ta không thể để Tần Lâm gặp nguy hiểm, nhỡ may Tần Lâm gặp chuyện không may thì cô ta phải thủ tiết cả đời à. Mọi người đều gật đầu, dù sao tối qua Tần Lâm cũng cứu mọi người, nếu như lúc này mà rút lui thì mất mặt lắm. Mọi người lấy hết can đảm, người đông thế mạnh, có gì đáng sợ chứ. Mọi người tìm được sợi dây xong cột vào trên cây to, Tần Lâm và Trương Thiên Trạch đi đầu, dần dần trèo xuống huyệt mộ. Đi khoảng 20 mét, bọn họ mới đi đến đáy, lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ huyệt mộ này lại lớn như vậy, hơn nữa lại sâu như vậy, khi đi đến đáy huyệt mộ, không phát hiện ra Lý Lạc Lạc và Vương Miễn. Hai người này đi đâu rồi? Liệu có gặp nguy hiểm gì không? Trương Thiên Trạch run lên, sắc mặt hết sức khó coi. Hai người bọn họ rõ ràng rơi vào đây, sao lại không có chút dấu vết gì thế này? Ở đây có một cánh cửa. Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Tần Lâm, chỉ thấy một cánh cửa bằng đồng thau, cao khoảng 3 mét, hơn nữa hai bên còn có hai con sư tử đồng đứng gác, niên đại có vẻ rất cổ xưa, tất cả đều phủ đầy bụi băm, nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng được khuôn mặt dữ tợn của nó. Xung quanh đều là gạch xanh, quét sơn màu đỏ, trông có vẻ vô cùng kinh dị. Giống như căn nhà ma u ám thời cổ đại vậy. Hai cánh cửa đồng thau lớn càng khiến Tần Lâm kinh ngạc, đây rõ ràng không phải ngôi mộ bình thường, nhìn là biết bản thân mình đoán không sai, đây rõ ràng là phong thủy bảo địa, thế phong thủy của Táng Tiên Pha, chính là địa điểm mà quý tộc thích nhất, lại ở trên đỉnh núi, có các dãy núi bảo vệ, cỏ cây xanh mướt, non nước liên miên, nơi như thế này chắc chắn là địa điểm tốt. Nhưng đó chỉ đối với người chết mà thôi,
bọn họ rơi vào đây thì ngay cả Tần Lâm cũng không biết thế nào, vẫn nên đi tiếp thôi. Sư phụ từng nói với mình, ngôi mộ lớn nhất định do cao nhân tiền bối xây nên, hơn nữa cơ quan trùng điệp, rất có thể là di thiên đại cục, hoặc là hố bẫy kinh người, nơi như này tốt nhất không nên đi. Người đời trước xây một nơi có phong thủy như vậy là vì không muốn người đời sau đến phá hoại, nhất định sẽ khó có thể đi vào, sao có thể dễ bị phát hiện như vậy. Cho dù có bị phát hiện thì cũng không thể nào dễ dàng đi vào, nhất định có nguy hiểm chết người, trộm mộ ở Hoa Hạ là điều cấm kỵ, ai muốn tổ mộ của mình bị đào lên ba tấc chứ. Tần Lâm nghĩ, cánh cửa đồng thau lớn này, nhất định sẽ khiến bọn họ kinh sợ, cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cũng chưa thấy ai làm một cánh cửa to như vậy, cửa cao nhà rộng, có điều như vậy nhưng cánh cửa đồng thau dày nặng thế này, khiến trái tim Tần Lâm hơi trầm xuống, bước một bước vào có thể sẽ là vực sâu vạn trượng. Nhưng lùi một bước thì cùng nghĩa với việc đã phán cho Lý Lạc Lạc và Vương Miễn cái chết. Hai người bị mất tích, bọn họ đều có trách nhiệm, bọn họ cũng không thể cứ vứt bỏ Lý Lạc Lạc và Vương Miễn rồi cứ vậy mà rời đi. Hay là chúng ta đi thôi, sao tôi cảm thấy chỗ này kinh dị vậy? Đúng vậy, tớ cũng hơi sợ, cảm giác khá khó thở, hít thở không thông được. Đây là nơi quỷ quái gì vậy, Lý Lạc Lạc và Vương Miễn rốt cuộc đi đâu rồi? Nhiều người đều đang do dự, dù sao cũng không phải chuyện của mình, cũng không nhúng tay vào, nếu như lúc này xảy ra chuyện thì Lý Lạc Lạc và Vương Miễn đã gặp nguy hiểm rồi, nhưng hai người đang sống sờ sờ như thế sao lại biến mất không dấu vết được. Không được đi, Lý Lạc Lạc và Vương Miễn chưa chắc ở đây, nếu như chúng ta đi, nhất định hai người bọn họ sẽ không sống tiếp được. Tần Lâm nhíu mày, mặt mày nghiêm trọng, hai mạng sống không duyên không cớ biến mất, cho dù bây giờ có cùng đi ra. Bọn họ mà xảy ra chuyện, nếu như đi như vậy thì nhất định không xử lý được. Trương Thiên Trạch mắt sáng quắc nhìn Tần Lâm, hai người đối chọi tương đối gay gắt. Nhưng nếu như chúng tôi đi vào gặp nguy hiểm thì làm sao? Tôi khuyên mọi người vẫn nên đi ra đi, mau rời khỏi chỗ này. Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh Tần Lâm, mà bản thân làm bác sĩ, cứu người là thiên chức của họ, là trách nhiệm của cô ấy. Rời đi, Lý Lạc Lạc và Vương Miễn thì phải làm thế nào? Bọn họ đều là bạn đồng hành của chúng ta, cứ vậy mà bỏ bọn họ lại à? Tôi không làm được, trước khi chưa tìm được người, chúng ta không được rời đi, chúng ta phải cùng đi, không được tách đoàn. Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ Lý Lạc Lạc và Vương Miễn lại được, làm thế thì đúng không bằng cầm thú. Đúng, đây đâu phải chuyện con người làm, đi nào, chúng ta đông người thế, có gì đáng sợ chứ, ma quỷ gì chứ, đều là mình tự dọa mình thôi, chúng ta là bác sĩ. Là người người theo thuyết vô thần. Anh Tần, chúng tôi đi theo anh, chúng ta nhất định phải tìm được Lý Lạc Lạc và Vương Miễn. Mọi người giơ cao ngọn đuốc, mặc dù Trương Thiên Trạch muốn bỏ mặc giữa đường, nhưng nhiều người như vậy đang kiên quyết đi cùng Tần Lâm, anh ta cũng không thể sống chết mặc bay được. Tần Lâm gật đầu, nếu như rời đi, anh nhất định sẽ không cam lòng, đâu thể dễ dàng bỏ mặc hai mạng sống như vậy được. Mọi người đều thấp thỏm lo âu. Thẳm sâu trong lòng vẫn hy vọng tìm được Lý Lạc Lạc và Vương Miễn, còn với mấy thứ thần bí khó lường, con người vẫn luôn cảm thấy không khỏi hiếu kỳ, mặc dù ở đây rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng muốn xem, huyệt mộ này rốt cuộc là của ai, huyệt mộ sâu thế này sẽ có thứ gì ở bên trong? Liệu có bảo vật gì hay không? Đằng sau cánh cửa bằng đồng thau này chắc chắn là nguy hiểm, Tần Lâm cũng biết điều đó. Từ cổ chí kim, người xây dựng mộ cổ luôn nghiên cứu cẩn thận vấn đề này. Hơn nữa đều là thợ tay nghề giỏi, có năng lực thì mới có thể xây dựng được một huyệt mộ rộng lớn đến thế, cho dù không lại là hoàng đế mất cách đây ngàn năm thì cũng phải là vương hầu quý tộc, hai cánh cửa bằng đồng thau lớn này đem lại cảm giác hào khí ngất trời. Tần Lâm cẩn thận, cho dù là anh cũng phải vô cùng thận trọng, một mình anh không thể bảo vệ tất cả mọi người được, sau khi đi vào huyệt mộ rất có thể sẽ có một trận chiến không khói. Tần Lâm quan sát xung quanh. Muốn đẩy cánh cửa bằng đồng thau ra nhưng lại phát hiện ra không thể nào mở được, chắc chắn là có cơ quan. Tìm hiểu hồi lâu, Tần Lâm cuối cùng cũng tìm được cơ quan trên cửa, trên cánh cửa cao 3 mét có một cái nút ấn to bằng nắm đấm, người bình thường không thể nào với tới được, nhưng với Tần Lâm mà nói thì là chuyện dễ như trở bàn tay, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, hai cánh cửa bằng đồng thau lớn mở ra. Anh Tần lợi hại quá! Mọi người mau đi vào! Sau khi hai cánh cửa mở ra, có một hành lang sâu thẳm xuất hiện, cao khoảng 2 mét, rộng khoảng 3 mét, trên vách đá xung quanh đều là những bức bích họa nhiều màu sắc, vô cùng tươi sáng,
không biết nó đã phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng lịch sử, nhưng vẫn rực rỡ khiến người ta say mê. Bức bích họa này đẹp quá, chắc nó đáng tiền lắm nhỉ. Lúc trước tớ từng thấy trên hội đấu giá, một bức bích họa dài nửa mét, cũng chẳng đẹp đẽ gì cả, mà được đấu giá tận mấy chục triệu tệ. Thật không vậy, bức bích họa này đáng giá vậy à? Đương nhiên rồi, bức bích họa này còn là đồ cổ thực sự, hơn nữa nó còn truyền thừa và thể hiện nét văn hóa lịch sử. Hay là chúng ta gỡ nó xuống mang đi đi? Tần Lâm cạn lời, đúng là lòng tham vô bờ bến của con người chính là khởi nguồn của tội ác, những bức bích họa này đúng thật rất có giá trị, nhưng mấy người có thể mang nó ra ngoài được sao? Bức bích họa này chắc chắn là bảo vật, còn là đồ trong huyệt mộ, nhất định khiến người ta thèm muốn. Tần Lâm quan sát khắp nơi, lắng nghe tứ phía, nhỡ may nếu có nguy hiểm thì còn chạy, có điều mấy người cạnh anh lại vô cùng hưng phấn, nhìn thấy mấy bức bích họa có giá trị liên thành, bọn họ dường như đã quên mất nguy hiểm, tiền ở trước mặt, ngay cả sống chết cũng không màng nữa, đúng là điển hình của bỏ mạng lấy tiền. Có điều đây cũng là chuyện bình thường, trước khi không gặp phải điều gì nguy hiểm, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy đây là huyệt mộ mà thôi chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm, mặc dù nhà bọn họ cũng giàu nhưng thứ này đáng giá cả chục triệu, đương nhiên cô ấy cũng sẽ động lòng. Anh Tiểu Lâm, bức bích họa này rất đáng giá sao? Tần Lâm nói, đáng giá thì đáng giá, nhưng mấy người phải chuẩn bị sẵn tinh thần gặp khổ đấy. Lâm Nguyệt Giao sững sờ, liếc nhìn Tần Lâm, bức bích họa này là văn vật thuộc cấp quốc gia, sau khi khai quật được, nhất định sẽ thuộc về quốc gia, nếu thực sự mang bức bích họa cấp quốc gia này đi, thì còn phải chịu khổ cực. Chẳng trách bọn trộm mộ cứ liều mạng trộm mộ, đúng là quá mê hoặc mà, một đêm thành đại gia, cho dù chúng sổ số cũng không có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng cho là vậy, vội vàng xóa bỏ lòng tham của bản thân, đi theo Tần Lâm, cô ấy luôn cảm thấy chỗ này âm u kỳ lạ, không phải nơi an toàn gì. Đừng nhìn nữa, mau đi đi. Tần Lâm đi đằng trước, đi được khoảng 30 mét mới đi đến một ngôi mộ ở trước mặt, bức bích họa cũng dài hơn 30 mét, sống động như thật. Giống y như đúc, Tần Lâm vô cùng kinh ngạc, đây đúng là bảo vật trong số bảo vật quốc gia mà. Vừa đi vào trong ngôi mộ, đập vào mắt là một ngôi mộ lớn, trong ngôi mộ có hai hàng binh sĩ, đều mặc áo giáp, đứng ở hai bên, trông giống thần binh, đã hoen gì từ lâu, có điều vẫn khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cho dù những binh sĩ này chỉ còn lại bộ xương trắng, nhưng cơ thể vẫn đứng nghiêm ở hai bên, bảo vệ chủ nhân. Ngôi mộ lớn quá. Chủ nhân của ngôi mộ này chắc giàu có lắm, chắc cũng phải là quan lớn ấy chỉ. Khinh khủng quá, trước giờ tớ chưa từng thấy một ngôi mộ nào lớn đến vậy, chắc cũng phải vài nghìn mét vuông ấy nhỉ. Cho dù là trên phim cũng không kinh khủng thế này. Chuyện gì vậy, sao điện thoại của tớ không sáng nữa? Đèn pin ở điện thoại của tớ cũng hỏng rồi. Chết rồi, đèn pin điện thoại của chúng ta đều không sáng nữa. Mặt tất cả mọi người đều biến sắc. Ánh sáng đèn pin điện thoại đều tắt, tiếp nối nhau mà tắt phụt đi, ánh sáng vốn đủ chiếu sáng mười mấy 20 mét bây giờ không còn, xung quanh tối đen như mực. Sắc mặt Tần Lâm thay đổi, anh có thể cảm thấy được một dòng khí lạnh xông thẳng lên đầu. Tần Lâm cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, điện thoại của tất cả mọi người đều hỏng rồi, đèn pin thì nhấp nháy vài phát rồi thì tắt luôn. À, cứu với! Sao lại thế này, tớ cũng không nhìn thấy gì cả. Anh Tần! Rốt cuộc là sao vậy? Có khi nào chúng ta gặp phải thứ gì đó đáng sợ không? Sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi, nhưng lại không nhìn rõ mặt nhau, tất cả run lẩy bẩy, trong màn đêm đen tối chỉ có hơi thở là vô cùng gấp gáp. Đối với tất cả mọi người mà nói màn đêm vô vàn những điều kinh khủng, trong đêm đen không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hay có nguy hiểm nào ập tới, hơn nữa bọn họ còn đang ở trong một không gian kín mít như này, nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng mỗi người. Lúc đầu thì hào hứng, về sau thì tuyệt vọng, khiến bọn họ cảm thấy rằng dường như sinh mệnh của mình sắp bị cướp đi vậy. Ở trong bóng tối họ không ngừng nói chuyện, liên tục nhìn bốn xung quanh, muốn ở gần người bạn đồng hành của mình, chỉ khi này họ mới cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Anh Tiểu Lâm, chúng ta đi nhanh thôi, chỗ này đáng sợ quá. Lâm Nguyệt Giao và Tống Song Nhi một trái một phải ôm chặt lấy cánh tay của Tần Lâm, nói gì cũng không buông, nhưng anh có thể hiểu được nỗi sợ hãi của họ. Dù gì đây cũng là nơi sâu thẳm trong huyệt mộ dưới lòng đất, tim của họ như sắp nhảy ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt, âm thanh va chạm vang vọng bên tai mọi người, họ tụm lại rồi kéo tay nhau,
chỉ như thế mới xua tan được nỗi sợ hãi. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, bây giờ xung quanh chẳng nhìn thấy gì cả, chúng ta nên quay về đường cũ. Nói không chừng Lý Lạc Lạc với Vương Miễn đã lên trên rồi. Trương Thiên Trạch giật giật khóe miệng nói, nỗi sợ hãi trong lòng đã lấy đi lý tính của anh ta, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này thôi. Tiếng gì đấy, anh Tần, tiếng gì đấy? Ai ai cũng nín thở tập trung, không dám nói gì nữa, âm thanh sột soạt ngày càng gần và rõ, cảm giác bước đi khó khăn trong bóng tối đang bao phủ lấy họ, cứ thế này bọn họ sẽ sợ hãi đến phát điên mất. Doạt! Trong chốc lát, hơn trăm ngọn đèn bỗng được thắp sáng, ngôi mộ trở nên rực rỡ sáng như ban ngày, khiến mọi người lóa mắt. A, cứu mạng! Tiếng thét chói tai không ngừng vang lên trong ngôi mộ, nhưng việc có ánh sáng trở lại càng khiến họ thấy sợ hãi. Chuyện gì vậy? Ai thắp đèn vậy? Có ma, chỗ này chắc chắn có ma. Sao lại thế này, sao lại thế này? Ai ai cũng sợ hãi, sự việc bất ngờ khiến họ không kịp trở tay, ánh sáng xung quanh phản chiếu bóng của từng người, mặc dù ngày càng sáng rực nhưng rốt cuộc ai là người đốt đèn chứ? Tại sao tự dưng điện thoại và đèn pin của họ đều không dùng được? Những câu hỏi khó hiểu đó khiến họ thấp thỏm, lo lắng không yên. A, có ma! Tiếng kêu thảm thương khiến Tần Lâm thấy sững sờ, anh quay ngắt đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô gái hét lớn lên, xô đổ một bộ xương binh sĩ mặc giáp trụ. Bình tĩnh nào, không có ma, chỉ là một bộ xương thôi. Tần Lâm nắm lấy tay cô gái nói rồi trầm giọng nói. Cô ấy định thần lại, ánh mắt đầy sự sợ hãi, vừa rồi lúc hoảng loạn ở trong bóng tối đã chụp lấy tay của binh sĩ, đến khi đèn trong mộ được thắp sáng mới phát hiện ra cầm nhầm tay, cô ấy sợ đến mức ngã xuống đất. Hồn bay phách lạc, mọi người xung quanh đều hú vía một phen. Đúng là người dọa chết người, tiếng hét của cô ấy khiến tất cả thấy hoảng loạn. Dương Ngọc, cậu kêu cái gì vậy, làm tớ giật nảy mình. Đúng thế, chỉ là một bộ xương thôi mà, có gì đáng sợ chứ. Đừng có sợ hãi vớ vẩn nữa, cậu suýt chút nữa khiến tớ tè ra quần rồi đây này. Mọi người trách móc cô gái kia, Tần Lâm có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong lòng họ. Tất cả đều đang trong trạng thái căng thẳng lo lắng, một chút hoảng sợ cũng sẽ khiến họ cảm thấy như thể trời sập vậy. Không việc gì phải lo lắng, chẳng có quỷ thần gì đâu, đèn pin của chúng ta bị tắt có thể là do từ trường ở núi Võ Miếu gây ra, đừng tự hù dọa bản thân. Tần Lâm nhíu mày, đám người này đang rất sợ hãi, sự hăm hở hào hứng lúc đầu đã biến mất hoàn toàn, cứ thế này thể nào cũng có chuyện xảy ra. Anh Tần, thực sự là vậy sao? Anh không lừa tụi em chứ? Đúng vậy anh Tần, bọn em chỉ tin anh thôi. Anh Tần, hay là chúng ta ra ngoài đi, chỗ này đáng sợ quá. Cho dù điện thoại hỏng là do từ trường gây ra, nhưng những ngọn đèn kia giải thích thế nào? Có một người sợ sệt hỏi, tất cả đều nhìn về phía Tần Lâm, nơi đây thực sự quá kỳ lạ. Bởi vì nhiên liệu hóa học tiếp xúc với không khí sẽ tự động cháy, chắc vì thế nên những ngọn đèn kia mới thắp sáng, không có gì đáng sợ. Tần Lâm nói. Thận trọng nhìn xung quanh. Thì ra là vậy, lúc học đại học tớ từng nghiên cứu qua vật lý, đúng là có loại nguyên liệu hóa học như thế, nhưng mà tớ quên mất. Một người con trai gãi gãi đầu, thở dài nói. Anh Tần đúng là học rộng tài cao, yêu yêu. Tống Song Nhi dí sát vào người Tần Lâm, ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cô buông tôi ra được không? Tần Lâm nhìn Tống Song Nhi với vẻ mặt ghét bỏ. Đúng vậy, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Lâm Nguyệt Giao trầm gọng nói. Thế sao cậu còn khoác tay anh ấy? Tống Song Nhi không can tâm nói. Anh ấy là anh họ mình. Tớ mặc kệ, tớ sợ. Tống Song Nhi và Lâm Nguyệt Giao không ai nhường ai, cả hai giữ lấy Tần Lâm, có chết cũng không chịu buông tay. Lâm Nguyệt Giao, cậu xem, kia chẳng phải là Lý Lạc Lạc sao? Có người chạm vào Lâm Nguyệt Giao rồi khẽ nói. Lúc này ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía xa trước đài bát quái ở trung tâm ngôi mộ, một cô gái tóc tai bù xù, quay lưng về phía bọn họ, quỳ trước đài bát quái. Là cô ấy, là Lý Lạc Lạc. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt, toàn thân sởn gai ốc, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Chuyện gì vậy, sao Lý Lạc Lạc lại quỳ ở đó chứ? Cậu chắc đấy là Lý Lạc Lạc chứ? Vậy Vương Miễn đi đâu rồi? Sự nơm nớp lo sợ trong lòng mọi người lại ùa đến, Lý Lạc Lạc ở đây, vậy Vương Miễn đâu? Hai người rốt cuộc vào bằng cách nào? Bịch, bịch, bịch,
Động tác của Lý Lạc Lạc rất chậm rãi, nhưng lại vô cùng thận trọng, quỳ trước đài bát quái, không ngừng dập đầu, một cái hai cái ba cái. Dập đến mức chảy cả máu, tất cả mọi người đều lùi về sau theo bản năng, lúc này bọn họ lại cảm nhận được sự run rẩy từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Tại sao Lý Lạc Lạc lại quỳ dập đầu trước đài bát quái chứ? Tại sao cô ấy lại như vậy? Chắc chắn Lý Lạc Lạc bị ma nhập rồi. Ma, có ma, tớ không ở đây nữa thêm một giây nào nữa. Tớ muốn rời khỏi đây, tớ mặc kệ, tớ muốn rời khỏi đây. Chạy, mau chạy thôi, có ma. Mọi người la thét thất thanh, ngay lúc này sự tuyệt vọng của họ đã bộc phát, cho dù có sự bảo vệ của Tần Lâm nhưng vẫn không thể nào xua tan được nỗi sợ hãi trong, ai mà không khiếp cái bộ dạng đầu xù tóc rối của Lý Lạc Lạc chứ. Nhưng điều khiến tất cả tuyệt vọng đó là họ phát hiện ra chân bị tê, không đi được dù chỉ một bước, đứng bất lực ở đó, nỗi sợ hãi trong lòng đã lấy đi chút lý trí cuối cùng, dù thế nào họ cũng phải rời khỏi chỗ này. Chân của tớ bị tê rồi, tớ không đi được nữa. Tớ cũng vậy, làm sao đây, tớ muốn về nhà, hu hu hu. Anh Tần cứu em với, em không muốn chết, em còn chưa lấy chồng, hu hu hu. Anh Tần, em không đi được, cứu em với. Tần Lâm nghe tiếng kêu gào, khóc lóc của mọi người, bao trùm khắp ngôi mộ là hơi thở nguy nghiêm đáng sợ. Anh Tiểu Lâm, em cũng không đi được, chân của em. Vành mắt Lâm Nguyệt Giao ngấn lệ, nắm chặt lấy tay Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm, em cũng không muốn chết. Yên tâm, có anh ở đây. Tần Lâm động viên Lâm Nguyệt Giao bằng ánh mắt, ý muốn nói rằng cô không cần lo lắng sợ hãi. Nhưng mà với cảnh tượng trước mắt ngay cả Tần Lâm cũng không biết phải làm gì. Sao tất cả bọn họ lại bị tê chân, không cử động được chứ? Đúng thật là kỳ lạ. Tần Lâm tiến lên một bước, chỉ có mình anh là vẫn tự do đi lại được. Anh đừng đi, em cầu xin anh đấy, đừng đi, cứu bọn em với. Nhìn dáng vẻ khóc lóc, ánh mắt tuyệt vọng của những người đó, Tần Lâm thấy có chút không nỡ, nhưng anh cũng mơ hồ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trực giác mách bảo anh rằng chỗ này không hề đơn giản. Đây chắc chắn là nơi vô cùng nguy hiểm. Lý Lạc Lạc vẫn dập đầu trước đài bát quái, máu từ trên trán chảy xuống, đỏ ngầu một vùng trông rất đáng sợ. Hành động kỳ lạ của Lý Lạc Lạc càng khiến Tần Lâm muốn thám thính tìm hiểu. Tôi muốn xem rốt cuộc là yêu ma quỷ thần nào. Ánh mắt Tần Lâm lạnh lùng, không cảm xúc, chỉ cần thẳng thắn vô tư thì không sợ bất cứ điều gì. Tại sao anh lại không bị gì chứ? Anh Tần, anh không được bỏ chúng em đâu đấy, hu hu hu. Nhìn Tần Lâm từng bước tiến lên phía trước, bọn họ càng lo lắng, bởi vì lúc này muốn chạy cũng không được, họ hoàn toàn không biết phải làm gì, nhưng Tần Lâm lại không bị sao, nếu như anh bỏ đi, tất cả sẽ chết ở đây. Anh Tiểu Lâm, cẩn thận. Lâm Nguyệt Giao lo lắng nói với Tần Lâm. Tần Lâm nhìn chằm chằm về phía Lý Lạc Lạc, cô ấy vẫn liên tục dập đầu, âm thanh đó giống như tiếng chuông gõ vào lồng ngực của từng người khiến họ nghẹt thở và tuyệt vọng. Máu đỏ tươi là nỗi ám ảnh đối với họ, Lý Lạc Lạc giống như ma nữ đáng sợ khiến tất cả không thể cử động, chỉ có thể đối diện với sự tuyệt vọng, chờ đợi cái chết. Tần Lâm là tia hy vọng cuối cùng của họ. Anh cuộn chặt nắm đấm, cẩn thận đi từng bước về phía đài bát quái. Mỗi bước đi Tần Lâm đều vô cùng thận trọng, bây giờ bản thân là nhân vật then chốt, nhớ anh ngã xuống thì sợ rằng bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đây. Mặc dù hành động này hơi mạo hiểm nhưng nếu như rời khỏi nơi đây, không màng sự sống chết của Lý Lạc Lạc và Vương Miễn, có thể Tần Lâm sẽ áy náy suốt cuộc đời. Sư phụ từng dạy bảo anh rằng tính mạng cao hơn tất cả. Tần Lâm lấy hết dũng khí, anh cũng không biết trên đời này có ma quỷ hay không, nhưng từ trong bí thuật phong thủy mà sư phụ đưa cho, trong thế giới rộng lớn này vô số điều kỳ lạ và khó hiểu, bến bờ của khoa học là thần học, không ai lý giải rõ được. Ánh mắt của Tần Lâm rực cháy, khoảng cách hơn 20 mét, anh đi mấy phút mới đến nơi, bởi vì anh tiến thêm một bước thì Lý Lạc Lạc càng dập đầu mạnh hơn. Lúc Tần Lâm đặt tay lên vai của Lý Lạc Lạc, cô ấy đột nhiên quay đầu lại khiến tất cả mọi người hú hồn. A! À, ma! Cứu với! Tiếng hét chói tai không ngừng vang lên, sự đấu tranh và nỗi sợ hãi trong lòng khiến họ luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lý Lạc Lạc chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không tài nào cử động được đành điên cuồng gào thét, thể hiện nỗi lo lắng bất an do sự rùng rợn ở nơi đây gây ra. Tần Lâm u ám mặt mày, chỉ nhìn thấy một màu máu đỏ tươi trong đôi mắt của Lý Lạc Lạc, trên gò má vẫn còn hai vệt máu, đầu tóc rối bời,
sắc mặt trắng bệch, khóe miệng hé ra nụ cười kỳ dị vô cùng đáng sợ. Mọi người kinh hoàng, vội dí sát vào nhau, nắm chặt lấy tay người bên cạnh, họ sợ Lý Lạc Lạc sẽ biến thành ác quỷ đến bắt mình. Không làm chuyện xấu hổ với lương tâm thì không sợ ma quỷ đến, không sao đâu. Đúng đấy, chúng ta đều là bác sĩ chữa bệnh cứu người, lương y như từ mẫu, cho dù là có ma thì cũng sẽ không bắt chúng ta đâu. Các cậu đừng nói nữa được không, tớ sợ. Người này lẽ nào bị ma nhập thật sao? Tần Lâm cũng thấy lo lắng bất an khi ở trong ngôi mộ kỳ quái này, nếu như chỉ có một mình anh thì còn đỡ, nhưng phía sau còn cả một đám người, cho dù muốn chạy cũng không được, em gái Lâm Nguyệt Giao của anh cũng ở trong số đó. Khừ! Lý Lạc Lạc phẫn nộ nhìn Tần Lâm, xoay cái đầu, miệng phát ra âm thanh gầm gừ rồi lao thẳng về phía anh. Anh Tiểu Lâm, cẩn thận! Chỉ có Lâm Nguyệt Giao vẫn dám nhìn về phía Tần Lâm, những người khác đều bịt mắt lại hoặc híp mắt, có thể nhận ra sự đấu tranh nội tâm của họ. Dù sao thì bất luận là ai gặp chuyện này đều không thể bình thản, ung dung được. Tần Lâm cũng vậy, anh chưa gặp chuyện này bao giờ. Có điều người tài cao thì dũng cảm, Tần Lâm không hề sợ Lý Lạc Lạc, anh lùi về sau một bước, tung cú đấm chúng vào ngực đối phương, nhưng Lý Lạc Lạc chỉ lùi về sau hai bước chứ không hề ngã xuống. Tần Lâm vô cùng kinh ngạc, cho dù là thanh niên cường tráng vạm vỡ cũng sẽ bị choáng bởi cú đấm của mình, nhưng Lý Lạc Lạc trông yếu ớt lại chẳng bị sao, cô ấy gầm gừ, sâu trong cổ họng như thể mắc thứ gì đó, âm thanh khiến người ta thấy sởn da gà, toàn thân run rẩy. Lý Lạc Lạc nhe nanh múa vuốt, mặc dù không biết võ thuật nhưng lực rất mạnh, giống như bị kiểm soát vậy, Tần Lâm tung cú đấm liên tục nhưng chẳng thấm vào đâu, ngược lại còn bị cô ấy vồ xé toạc áo, móng vuốt sắc nhọn hơn vũ khí, để lại một vệt máu sâu. Má ơi, tôi không thể hiện bản thân nên cô tỏ ra khinh thường sao? Cơn giận trong lòng Tần Lâm bùng cháy, giao đấu với nhau một hồi anh cũng đã nhận ra Lý Lạc Lạc thực sự đang bị khống chế, còn về việc bị ai hay thứ gì khống chế thì chưa nói rõ được, nhưng có một điều anh chắc chắn đó là huyệt thái dương của cô ấy lồi ra ba phân, chứng minh trong người có vật thể lạ, ánh mắt dữ tợn, hung ác nhưng lại rất vô hồn. Xem ra phải tung ra chiêu sở trường của mình. Tần Lâm lẩm bẩm nói, ngôi mộ cổ này thực sự rất kỳ lạ, hơn nữa rất có khả năng bị ma quỷ tác quái, không thể ở lại lâu được. Một mình Tần Lâm đi lại tự do, nhưng anh không thể rời khỏi đây, đám người kia đang sợ chết khiếp, hai chân tê không thể nào cử động được. Bực thật đấy. Nhưng Tần Lâm làm người tốt thì phải làm đến cùng, chắc chắn anh sẽ sát cánh cùng họ. Máu tươi chảy ra từ miệng Lý Lạc Lạc. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ khiến đám người Lâm Nguyệt Giao tuyệt vọng tràn trề nhưng lại không tài nào đi được, chỉ có thể trông chờ vào Tần Lâm, hy vọng anh có thể khống chế được cô ấy, người này chắc chắn bị ma nhập rồi. Tôi không muốn chết, tôi muốn đi, tôi muốn rời khỏi nơi này, hu hu hu. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang vẳng bên tai, đừng nói là con gái, ngay cả con trai cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc, mặc dù ngôi mộ được thắp đèn sáng trưng nhưng họ vẫn cảm thấy cái chết đang cận kề. Tần Lâm và Lý Lạc Lạc rằng qua một hồi lâu, một người vốn dĩ yếu đuối tới mức trói gà không chặt lại biến thành một kẻ mạnh như hổ. Kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Khoa học không thể nào giải thích được, lúc này ngay cả những người làm nghề y theo chủ nghĩa vô thần cũng đều sững sờ, cả đời này họ cũng không thể nào quên được cảnh này. Tần Lâm cũng nhận ra sức mạnh của Lý Lạc Lạc rất đáng sợ, đây không thể nào là sức của một cô gái bình thường được. Năm đó sư phụ từng dạy anh một phương pháp châm cứu nhưng lại dặn dò rằng tuyệt đối không được sử dụng, bởi vì người thường không thể nào chịu được lực dồn ép của nó, có thể phương pháp châm cứu này còn chưa thực hiện xong thì người đã chết rồi, châm pháp cứu người lại trở thành thuật giết người. Chiêu thức châm cứu này hay dùng cho những ai bị ma quỷ nhập, người bình thường không thể nào kháng cự được. Phương pháp này vốn dĩ không phải chữa cho người. Quỷ môn thập tam châm. Tương truyền là do quỷ cốc tử kế thừa vào thời chiến quốc, từ trước tới nay sư phụ không cho phép bất kỳ ai nhắc đến, quỷ môn thập tam châm, từng cây kim đều phải có trình độ cực cao, khí lực của người bây giờ kém hơn rất nhiều so với người xưa, thế nên không thể nào chịu được được lực của quỷ môn thập tam châm. Hơn nữa kế thừa quỷ cốc tử đa phần là cao nhân phi phàm chân chính, nghe nói sống đến mấy trăm tuổi, đệ tử giải rác khắp thế gian, mọi người đều rất tò mò về truyền kỳ quỷ cốc tử. Sống không để lại bất cứ dấu tích gì, nhưng lại không ai nghi ngờ về truyền nhân của ông ấy. Đặc biệt là lúc Tần Lâm hỏi còn bị sư phụ quở trách, nghi ngờ tổ tiên đó là nghi ngờ bản thân, lúc mới bắt đầu học quỷ môn thập tam châm anh cảm thấy phương pháp châm cứu này rất kỳ dị,
hơn nữa lực quá lớn, mỗi lần châm đều là huyệt chết trên cơ thể, đối diện với tình trạng cận kề cái chết mấy ai có thể chịu đựng được chứ. Bởi vậy mà Tần Lâm chưa từng thực hiện phương pháp này, quỷ môn thập tam châm chuyên để trị yêu ma tác quái, là thứ mà sư phụ anh để dưới hộp, đây cũng chính là sự công nhận mà Diệp Hiên Viên dành cho anh, bởi vì đây là y bát quan trọng nhất của anh. Sống hơn trăm tuổi Diệp Hiên Viên mới tìm ra được Tần Lâm là người có thể kế thừa y thuật của mình, nhờ vậy quỷ môn thập tam châm mới được truyền lại. Lần này vừa hay là cơ hội để thể hiện kỹ thuật của bản thân, vẻ mặt Tần Lâm vô cùng nghiêm trọng, thành hay bại là ở hành động này, quỷ môn thập tam châm có thể đánh bại Lý Lạc Lạc hay không liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người. Update sau. Ngay lúc đó, ngoài tiếng thét thất thanh của Lý Lạc Lạc ra thì mọi người đều đang căng thẳng. Tất cả xúm lại với nhau run bần bật. Không biết vì lý do gì mà cỗ quan tài kêu ken két, âm thanh rất chói tai, khiến cho người ta kinh hãi, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt cổ, không sao thở nổi. Ở đó là ở đâu? Không phải là trong cỗ quan tài đó đấy chứ? Đừng nói bậy bạ. Vương Miễn, chẳng lẽ bị giết rồi sao? Cậu im đi được không? Rắc, két, két. Âm thanh sắc bén như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Lại vô cùng quỷ dị, giống như đang cọ vào tai bọn họ vậy, lúc to lúc nhỏ, chiếc quan tài bằng ngọc đã trở thành một cơn ác mộng đối với tất cả mọi người, vừa muốn xem lại không dám xem. Vương Miễn, thật sự ở trong đó sao? Tần Lâm không biết, nhưng anh biết rằng nhất định mình phải đi xem thử, chỉ có cứu được Vương Miễn thì anh mới có thể an tâm rời khỏi đây, cho dù là sống hay chết thì anh cũng phải biết được người ta có ở trong đó hay không. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tần Lâm nhất định phải có trách nhiệm với mọi người, đây chính là thiên chức bác sĩ của anh, là sai lầm mà anh không cho phép mình mắc phải, dù kết quả cuối cùng có ra sao thì anh cũng phải có lương tâm trong sáng. Mọi người luôn phải theo một điều gì đó khi họ còn sống, còn Tần Lâm lại theo đuổi bốn chữ trị bệnh cứu người. Nếu ngay cả ý định làm người ban đầu cũng mất đi thì lương tâm của Tần Lâm nhất định sẽ lên án, người khác bất nhân nhưng anh không thể bất nghĩa, nếu như vậy sư phụ cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh không sinh ra để vì người khác, nhưng anh sống vì người khác, đây mới là nguyên tắc của một người bác sĩ. Cho dù nguy hiểm ập đến thì anh vẫn không hề dao động. Tần Lâm tĩnh lặng như nước, toàn thân toát lên khí chất người người, hơn nữa còn có quỷ môn thập tam châm có thể chống lại các thể loại tà ma. Tần Lâm bèn nhìn sang Lý Lạc Lạc, nhưng lúc này cô lại bị kích động đến mức co giật, đang sợ chết khiếp, cảnh tượng như vậy dường như đã xuất hiện trong đầu cô không ít. Lý Lạc Lạc tuyệt vọng nắm lấy tóc, gào thét một cách tuyệt vọng, âm thanh trong quan tài càng lớn thì cô càng vùng vẫy dữ dội. Lý Lạc Lạc đã tự cào chính mình đến mức bị thương, tóc bị ép xuống và móng tay đầy máu, Lâm Nguyệt Giao và những người khác nhìn thấy đều không khỏi kinh hãi. Cậu ấy sao lại nổi điên nữa rồi? Không phải bị nhập nữa rồi chứ? Anh Tần, anh mau giúp cô ấy đi, chúng ta mau rời khỏi đây đi mà, hu hu hu. Đối với đám người Lâm Nguyệt Giao mà nói, bây giờ Lý Lạc Lạc vẫn còn khá nguy hiểm với bọn họ, mỗi lần vùng vẫy tuyệt vọng giống như đang cấu xé với nội tâm của mình vậy, như thể cô đang muốn thoát ra khỏi chiếc lòng tuyệt vọng, thật khiến cho người ta phải xót xa. Trông chừng cô ấy, Tần Lâm cầm dao cứa vào gáy Lý Lạc Lạc, cô liền lập tức ngất đi, không hề phát ra thêm âm thanh nào nữa, lúc này thì huyệt mộ cũng đã yên tĩnh trở lại, vẫn là một mùi chết chóc ban đầu. Két két. Két két két, tiếng cào xé đến chói cả tai, đến cả Tần Lâm cũng cảm thấy bất an, sau đó anh liền quay đầu tiến về phía trước, lúc này, đột nhiên có một cánh tay đẫm máu chậm rãi duỗi ra từ trong quan tài. Cánh tay kìa, sao lại như thế được, cánh tay đang chuyển động. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về, tôi nhớ mẹ, hu hu hu. Im mồm, Lâm Nguyệt Giao hét lên một tiếng, trong lòng cô cũng vô cùng sợ hãi, nín thở để giữ bình tĩnh. Từng sợi tóc đều dựng đứng lên, nhưng cô biết có sợ thì cũng vô dụng mà thôi, nếu như anh Tiểu Lâm không thể giúp bọn họ ra ngoài được thì sợ hãi còn tác dụng gì nữa đây? Ai mà không sợ chứ? Nhưng sợ hãi có thể giải quyết được vấn đề ư? Bàn tay đẫm máu kia khá gầy gò, cứ như da bọc xương vậy, từ từ nắm lấy cỗ quan tài bằng ngọc, bỗng một vệt máu hiện ra, tiếng móng tay cào lên mặt ngọc kêu ken két. Tần Lâm thoáng dùng mình, từ từ bước lên phía trước. Không khí xung quanh ngày một trở nên căng thẳng, nhưng anh là hy vọng duy nhất, vậy nên không thể nào chùn bước được. Vương Miễn, là anh ư? Tần Lâm trầm giọng hỏi. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến kỳ lạ, yên tĩnh đến đáng sợ, không có một âm thanh hồi đáp nào.
Vương Miễn. Tần Lâm lại gọi thêm một lần nữa. Vương Miễn. Tần Lâm nhíu mày, khi anh đến trước quan tài, đột nhiên nắp quan tài bay lên đập vào mọi thứ xung quanh, khiến cho một hàng chân đèn rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Bụi bay tứ tung, Tần Lâm còn chưa kịp nhìn xem bên trong cỗ quan tài là gì thì bàn tay đẫm máu kia đã nắm về phía anh. Anh Tiểu Lâm. Anh Tần. Ánh mắt của mọi người đều trở nên thẳng thốt, chỉ nhìn thấy Tần Lâm bị giữ chặt lại trong quan tài, lúc này bọn họ đều cảm giác như đang rơi xuống đáy vực. Đây chẳng phải là toi đời rồi sao? Một khi Tần Lâm chết thì bọn họ căn bản sẽ không còn cơ hội sống sót nữa. Tần Lâm đánh một phát lên cánh tay đẫm máu kia, nhưng cánh tay đó vẫn không hề có chút nới lỏng nào, lúc này nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là một người đàn ông chạc 20 tuổi, mắt trắng dã, khuôn mặt gớm ghiếc, hai bàn tay đều dính đầy máu. Vương Miễn. Tần Lâm hít sâu một hơi, mặc dù anh không biết Vương Miễn nhưng anh biết người này cũng ở trong đám bạn học của Lâm Nguyệt Giao, người duy nhất đi lạc chính là anh ta. Nhưng Vương Miễn không hề đáp lại, hơn nữa còn bắt đầu dùng tay tóm ngay ngực của Tần Lâm. Mặt Tần Lâm đanh lại, nhảy phát ra khỏi quan tài, Vương Miễn cũng thuận thế lao về phía Tần Lâm như một viên đại bác. Tần Lâm dùng hai tay chặn lại, hơi ngồi xổm xuống lấy đà, chỉ gây chấn động một chút mà Vương Miễn lại bắt đầu vẹo cổ phát ra mấy tiếng rắc rắc kinh hãi. Vương Miễn, thật sự là Vương Miễn, cậu ấy bị quỷ nhập rồi sao? Tôi sợ, tôi muốn về nhà. Đám đông đang rất hoảng loạn, sự xuất hiện của Vương Miễn lại một lần nữa làm cho bọn họ thót tim. Tần Lâm phát hiện ra Vương Miễn này còn mạnh hơn cả Lý Lạc Lạc, bởi vì ánh mắt của anh ta có ý thức, tuy hơi mơ hồ nhưng Tần Lâm cũng không thể hiểu được, nhưng trong ánh mắt lại vừa có sự tức giận vừa có tuyệt vọng, không khỏi khiến cho anh cảm thấy ớn lạnh. Bịch bịch bịch. Sau va chạm của mấy nắm đấm thì Tần Lâm cũng không thể ngờ được tên này còn mạnh hơn anh tưởng, chắc hẳn đây phải là một oan hồn rất đáng sợ. Vương Miễn bị nhập rồi. Ánh mắt Tần Lâm vô cùng nóng ran, siết chặt nắm đấm lại. Hai bên đánh nhau hơn 10 chiêu vẫn chưa phân được thắng bại, lúc này Tần Lâm liền biết được mình đã gặp phải đối thủ rồi, mà người này lại không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, tên này còn không phải là người. Đây mới là điều đáng sợ nhất, Tần Lâm căn bản không biết được điểm yếu của nó, Vương Miễn giống hệt như có thần giúp sức vậy, đánh đấm điên cuồng, không hề biết đau đớn gì, cũng không thấy mệt mỏi. Trả mạng cho vợ tôi. Vương Miễn, gầm lên, giọng khàn đặc. Nhưng vẫn có thể phân biệt được là anh ta đang muốn đòi nợ từ Tần Lâm. Tần Lâm đã giết vợ anh ta, cũng chính là quỷ hồn lúc nãy, vậy nên anh ta mới điên cuồng như vậy, muốn đuổi cùng giết tận Tần Lâm. Còn là một đôi nữa sao, xem ra Vương Miễn và Lý Lạc Lạc đều rơi xuống huyệt mộ này, tuyệt đối không phải tự nhiên. Tần Lâm vừa đánh vừa lùi, Vương Miễn, này thực sự quá mạnh, anh ta căn bản không hề cảm thấy đau chút nào, luôn liều mạng để đấu với Tần Lâm. Anh ta dùng trăm phương nghìn cách chỉ để làm cho Tần Lâm cảm thấy đau đớn mà thôi. Hai người đánh nhau hồi lâu, toàn tung ra những nắm đấm chí mạng đủ để tiễn người ta xuống hoàng tuyền, dù sao Tần Lâm cũng là người bằng xương bằng thịt. Còn, Vương Miễn, này cứ điên cuồng lao về phía anh, hai người lại tiếp tục đánh không ngừng nghỉ. Lúc ra quyền, Tần Lâm lại tỏ ra thái độ xem thường cái chết, mỗi cú đấm đều đánh lên người, Vương Miễn, nhưng Vương Miễn vẫn không ngừng lao về phía trước. Không hề có dấu hiệu dừng lại nghỉ ngơi. Xem ra là phải dùng quỷ môn thập tam châm rồi. Tần Lâm thầm nghĩ nếu không có quỷ môn thập tam châm thì tuyệt đối không thể nào khống chế thứ tà ma này được. Những đòn công kích của anh chỉ có thể làm cho anh ta lùi lại mà thôi. Bất phân thắng bại, đương nhiên Tần Lâm sẽ là người ở thế bất lợi. Chỉ cần bên kia tiếp tục làm anh tiêu hao sức lực thì coi như không còn cơ hội nữa. Trận quyết chiến này, người thắng sẽ là anh hùng. Tần Lâm không chỉ chiến đấu cho mỗi mình anh, mà còn gánh trên vai hơn 20 mạng người, anh không thể thua được, bởi vì anh thua không nổi. Tần Lâm bắt đầu tăng tốc, ánh mắt không ngừng nóng lên, vô cùng chuẩn xác, vừa đánh vừa dùng châm đâm vào người, Vương Miễn. Mỗi một châm đều vô cùng chính xác, không chệch một ly, quỷ môn thập tam châm nhất định phải phong tỏa ở cả 13 huyệt đạo sinh tử thì mới có thể tiêu diệt được tà ma trong cơ thể. 13 huyệt đạo mới phong tử được oan hồn, cũng như có thể tiêu diệt được một cách triệt để. Sinh tử có 13 huyệt đạo lớn, mỗi một huyệt đạo đều có thể trở thành nơi để bọn chúng thoát ra, nếu như để hồn rời khỏi cơ thể thì Tần Lâm cũng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Quỷ môn thập tam châm là bí mật bất truyền của thầy tướng số, đương nhiên sẽ có sự thần bí của riêng nó. Từ xưa đến nay,
bảo vật đã từng bị cho là thất lạc lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian, Tần Lâm sẽ tuyệt đối không để quỷ môn thập tam châm biến mất trong tay mình. Một châm lên, một châm xuống, một châm cứu người, một châm trừ yêu. Ánh mắt Tần Lâm trở nên sắc bén, mỗi động tác đều là chí mạng, khí lực của anh thật sự đáng sợ, đặc biệt sau khi khai thông mấy kinh mạch thì anh đã không còn là tay mơ nữa, lúc này đã có thể so được với tu vi trăm năm của sư phụ, nếu như không có thực lực như thế thì chắc sư phụ cũng đã không nhận anh làm đệ tử chân truyền rồi. Hình bóng của Tần Lâm ngày càng nhanh, anh chỉ có một mục đích duy nhất, đó là phong ấn 13 huyệt sinh tử của Vương Miễn, lúc đó mới có thể tiêu diệt được linh hồn trong cơ thể anh ta. Phương pháp dùng kim bạc phong ấn huyệt như thế này thật sự khiến cho oan hồn không sao tránh được. Tần Lâm liền tiếp cận, sát khí đằng đằng, mỗi một châm đều vô cùng chuẩn xác, cuối cùng vẫn là hai cây kim bạc trên huyệt thái dương, đó là điều quan trọng nhất. Tần Lâm bước cao trên không trung, hai tay cầm kim bạc đâm thẳng vào huyệt thái dương của Vương Miễn. Ngay lúc đó bỗng có một tiếng hét vang lên liên hồi, như xé toạc không khí, vùng vẫy đến mức đẩy Tần Lâm bay phát ra ngoài, khiến anh té nhào trên mặt đất, phải mất một lúc mới định hình lại được. Tiếng thét kinh khủng khiến cho người ta nghẹt thở, vong hồn cũng bắt đầu bốc khói, ánh mắt của Tần Lâm vẫn không hề tỏ ra cảm xúc gì, cuối cùng anh ngã nhào xuống đất. Vương Miễn cũng té xuống, mọi người liền bắt đầu trở nên kích động, Tần Lâm đúng là không phụ lòng mong đợi của bọn họ. Ngay khi tiếng thét kinh khủng biến mất, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, huyệt mộ quỷ dị này luôn khiến cho người khác bất an, căn bản không dám làm gì sơ suất. Tần Lâm há hốc mồm, sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng ông trời thật không phụ lòng người, cuối cùng cũng tiêu diệt được hai thứ tà yêu kia, cứu sống được Lý Lạc Lạc và Vương Miễn, coi như cũng hạnh phúc rồi. Không một ai biết rằng Tần Lâm đã tiêu hao biết bao sức lực cho trận chiến vừa rồi. Nếu như là Tần Lâm lúc trước thì dường như đã không còn hy vọng gì, chắc chắn đều sẽ bị chôn sống. Tần Lâm không khỏi cảm kích, xem ra người mà anh mang ơn cả đời chính là sư phụ của mình. Nếu như không có lời kêu gọi của sư phụ thì anh đã không thể đả thông ba đường kinh mạch được, và không chừng mọi người cũng đã chết trong oán giận ở nơi đây. Anh Tiểu Lâm thắng rồi, chúng ta được cứu rồi, ha ha ha. Tống Song Nhi kích động nhảy cẫng lên, la hét om sòm. Cảm thấy như mình là người sống sót vậy, bây giờ đối với bọn họ mà nói thì đây lại là một trải nghiệm đau khổ, suýt chút nữa đã chết cả lũ rồi, cũng may là Tần Lâm dũng cảm, ai lại không thích có bạn trai như vậy chứ. Không chỉ có mỗi Tống Song Nhi, mà bây giờ ánh mắt của các cô gái khi nhìn Tần Lâm cũng bắt đầu phát sáng, đúng là cực phẩm, là hình mẫu lý tưởng của anh hùng. Anh Tần lợi hại ghê, đây mới là cực phẩm thật sự. Đúng vậy. Sau này tôi nhất định sẽ gả cho người đàn ông giống anh Tần. Anh Tần đúng là hình tượng idol trong lòng tôi, là người tình trong mộng, mấy người đừng giành với tôi, he he he. Hứ, các người thật không biết xấu hổ, anh Tần là của tôi. Không còn phải rằng co sống chết nữa nên đám người này lại bắt đầu bu vào Tần Lâm, bị nhiều phụ nữ vây quanh như vậy khiến cho anh không khỏi nổi da gà. Phong thái anh hùng của Tần Lâm trong mắt mọi người đều trông rất hào hoa. Ai lại không muốn xả vào lòng một người đàn ông như thế chứ? Ai cũng muốn ôm gái đẹp vào lòng, còn nhìn thấy trai đẹp, phụ nữ cũng trở thành kẻ lưu manh. Nhìn thấy ánh mắt, xâm lăng của những cô gái xung quanh, Lâm Nguyệt Giao không khỏi nhíu mày, có hơi ghen, Tần Lâm là anh họ của cô kia mà, tại sao đám người này lại không biết xấu hổ như thế? Cô hận không thể đoán được lòng của Tần Lâm, đám người này thật không biết thân biết phận, đặc biệt là Tống Song Nhi, cô ta vẫn luôn mặt dày như vậy. Anh Tiểu Lâm, mau xem Vương Miễn đi. Lâm Nguyệt Giao lo lắng nói. Tần Lâm nhìn thấy vết thương của Vương Miễn nặng hơn Lý Lạc Lạc rất nhiều, lại còn có vết thương trước đây, cộng thêm việc tổn hại về tinh thần, vậy nên anh ta đã rơi vào trạng thái sốc nửa người. Không sao, tạm thời không chết được, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tần Lâm trầm giọng nói với vẻ nghiêm túc. Được, chúng em đều nghe anh cả, anh Tiểu Lâm. Anh nói thế nào tụi em sẽ làm theo như vậy. Tống Song Nhi liền nắm lấy cánh tay Tần Lâm, vẻ mặt hí hửng nói, cứ như thể Tần Lâm đã là vật sở hữu của cô ta vậy. Tống Song Nhi, cậu tránh xa anh Tiểu Lâm một chút, đừng có ở đây làm người khác mất mặt có được không? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Đúng vậy, Tống Song Nhi, cậu có thể đừng ích kỷ như vậy được không? Anh Tiểu Lâm đều là của mọi người mà, đâu phải của mỗi mình cậu. Có người lại nói. Các cậu có gì để tranh với tớ chứ? Anh Tiểu Lâm là người của tớ, tớ nguyện vào sinh ra tử với anh ấy, các cậu có dám không?
Tống Song Nhi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vẻ mặt tỏ ra đầy kiêu ngạo. Tống Song Nhi, cậu. Cậu cái gì mà cậu? Ngưỡng mộ, ghen tị, hay hận, đều không có tác dụng đâu, anh Tiểu Lâm nhất định phải là của tớ. Cậu, đằng sau có người. Sau lưng có người. Cơ thể Tống Song Nhi đột nhiên trở nên cứng nhắc, đồng tử co rụt lại, toàn thân căng thẳng. Thật hay giả vậy, mấy người đừng lừa tôi. Tống Song Nhi cảm thấy sống lưng ớn lạnh, một cảm giác chấn động từ sâu trong tâm hồn, không phải là chuyện đùa. A, cứu tôi với. Sau một tiếng hét thảm thiết, Tống Song Nhi co giò chạy, không thèm nhìn Tần Lâm bên cạnh, lúc này, ai ngu mà ở lại đây chứ? Tống Song Nhi thấy đau khổ cùng tuyệt vọng vô cùng, cô ta vừa quay lại nhìn thì bị dọa sợ chết khiếp, một xác ướp gầy guộc đang đặt tay lên vai Tần Lâm. Tống Song Nhi càng thêm sợ hãi, liều mình chạy ra ngoài. Lúc này, binh lính bộ xương xung quanh cũng bắt đầu di chuyển, dọa Trương Thiên Trạch và những người khác hết hồn hết vía, bỏ chạy tán loạn. Mau chạy đi. Không biết ai hét lên, tất cả mọi người đều lao ra khỏi lăng mộ, mấy binh lính bộ xương cũng bị lao vào vỡ tan tành. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài, ánh mắt ai nấy đều đờ đẫn, trống rỗng run rẩy, sợ hãi vô cùng. Cả tay và chân đều run rẩy, thở hổn hển không ngừng, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Khụ, khụ, khụ. Làm tôi sợ chết khiếp, đó là xác chết à? Khóe mắt Tống Song Nhi ngấn lệ, hổn hển không thở nổi, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn trong lòng. Giây phút tuyệt vọng nhất, cô ta cuối cùng đã có thể chạy ra ngoài. Đúng rồi, tất cả mọi người đều ổn cả chứ. Chúng ta đã chạy được ra ngoài rồi. Ha ha ha, thật tốt quá. Đúng vậy, thật tốt quá, chúng ta ổn cả rồi. Vừa rồi ở trong đó chắc chắn là bị ma mê hoặc, thế nên mới không chạy ra ngoài được. Thế giới bên ngoài thật tốt đẹp, cho dù bất ngờ và không nguy hiểm, nhưng tôi sẽ không bao giờ vào nơi đó nữa đâu. Chúng ta là người theo chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần cái gì? Vừa rồi anh không thấy Lý Lạc Lạc và Vương Miễn đều biến thành cái dạng gì à? Hai người đó đều biến thành lệ quỷ hết rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, không ngừng vỗ ngực, vuốt ve tay của những người bạn đồng hành, cho dù đã chạy ra rồi, nhưng huyệt mộ dưới đất kia thật sự quá đáng sợ. Cũng đúng, xem ra sau này không thể đến những nơi như này nữa, nói dãy núi này đầy dãy yêu ma, quả thật không phải không có căn cứ. Chẳng thế à, đúng rồi. Mọi người có thấy Tần Lâm không? Anh Tần, anh ấy không ở phía sau à? Không có, anh Tần vẫn chưa ra sao? Không phải chứ, anh Tiểu Lâm, .ans Tiểu Lâm. Sắc mặt mọi người đều chấn động, không ngờ Tần Lâm lại chưa ra ngoài. Sao có thể, tất cả mọi người đều chạy thoát ra ngoài trừ Tần Lâm. Chuyện này khiến mọi người buồn phiền quá đi. Nếu không có Tần Lâm, bọn họ cũng không thể thoát ra khỏi huyệt mộ. Hiện giờ bọn họ đã chạy ra rồi, sao Tần Lâm vẫn chưa thoát ra chứ? Anh Tiểu Lâm, anh Tiểu Lâm. Sắc mặt Lâm Nguyệt Giao khẽ tái mét lại, đột nhiên quay đầu lại thì phát hiện ngôi mộ đã bắt đầu sụp đổ, trái tim cô ấy bỗng co thắt lại. Anh Tiểu Lâm, anh ra đi. Lâm Nguyệt Giao hổn hển hét lớn, định xông vào huyệt mộ, lúc này cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, nhưng những bạn học bên cạnh lại túm chặt lấy cô. Lối đi vào huyệt mộ đã sắp sụp đổ rồi, giờ cô quay lại chỉ có một con đường chết. Đôi lông mày của Tần Lâm nhíu chặt lại, tung ra một trường, lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào chiếc xác ướp kia, vô số binh lính xung quanh bắt đầu tụ tập về phía nó. Xung quanh huyệt mộ cũng bắt đầu rung lắc, Tần Lâm biết e là không bao lâu nữa huyệt mộ này sẽ sập. Tráng sĩ không cần hoảng sợ, ta cũng muốn làm khó ngài, ngài không cần kinh động, ta vẫn còn chút tàn niệm và sự sống. Nếu không có tráng sĩ tương cứu, giết chết hai người thì phần mộ của ta sẽ bị lấy cắp. Trong giấc ngủ dài, linh hồn vốn dĩ đã tàn lại bị kẻ gian đánh thức, phá hoại lăng mộ của ta, nay kẻ gian cuối cùng đã bị tiêu diệt, cũng nhờ ơn tráng sĩ. Rắc, rắc, xác ướp quỳ xuống đất, hai tay nắm quyền, những binh lính bộ xương phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống. Tần Lâm cũng rất mông lung, anh chưa từng gặp phải chuyện như này trước đây. Nhưng anh đại khái cũng hiểu nguyên do chuyện này, hai linh hồn bị oan kia có lẽ là kẻ trộm mộ, bị chủ nhân lăng mộ ép chết ở đây, định mượn thân trả hồn, nhưng cuối cùng bị chính anh ta giết chết, còn cái xác ướp này chắc là chủ nhân lăng mộ. Không sao. Tần Lâm cười khổ, cỗ xác ướp trước mặt này khiến anh cũng hơi khó tin, nhưng anh luôn tin tưởng một câu nói, mọi sự tồn tại đều hợp lý,
sự tồn tại của yêu ma quỷ thần cũng chứng minh điều này. Những thứ tồn tại phải có giá trị tồn tại của nó, phải có nguyên nhân tồn tại, vì vậy Tần Lâm gặp điều kỳ quái cũng không hoang mang. Năm đó sư phụ từng kể cho anh rất nhiều câu chuyện cùng những tồn tại cực kỳ truyền kỳ, thuyết ma quỷ thần tiên, thế giới vô biên, luôn có số mệnh của nó. Từ khi quỷ cốc tử kế thừa quỷ môn thập tam châm đến nay, tự nhiên có lý do của nó, thuyết ma thần vẫn luôn được mọi người bàn tán, suy cho cùng, nó cũng là tồn tại tất yếu. Lăng mộ sụp đổ, giấc ngủ vĩnh viễn của ta bắt đầu từ đây, để cảm ơn đại ân của tráng sĩ, ta tặng ngài thanh kiếm này, bảo kiếm tặng anh hùng, mong ngài nhận lấy. Giọng của Xác Ước vô cùng khàn, như thể phát ra từ sâu trong cổ họng, nhưng từng chữ lại tràn đầy cảm kích. Người xưa trọng chữ tình, đặc biệt là ân tình, ăn một quả trả một cục vàng, chết cũng không hối hận. Xác Ướp quay người, tung một chưởng vào chính giữa bệ bát quái, lộ ra một thanh kiếm dài cắm trên bệ đá. Thân kiếm toát ra ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, Tần Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn thanh kiếm kia không chớp mắt. Mặc dù hiện giờ không còn là thời đại của vũ khí lạnh nữa, nhưng tình yêu và u mê của một người đàn ông dành cho kiếm là điều không mấy ai hiểu được. Thanh kiếm này vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của Tần Lâm. Xác Ước rút thanh kiếm dài ra, bỗng nhiên một tiếng chói tai như rồng cuộn hổ gầm đập thẳng lồng ngực mọi người. Nhiệt huyết sôi sục cùng bá khí như sao băng khiến Tần Lâm không nỡ chớp mắt. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, lưỡi kiếm sắc bét, khí thế bức người. Tên của thanh kiếm này là Thất Tinh Long Uyên, là thần khí ta chinh chiến cả đời trên chiến trường, thần kiếm sắc bén, chém sắt như bùn, khí thế như rồng cuộn hổ gầm. Ta đã về với cội nguồn, nhưng thanh kiếm này không nên phủ bụi, nay tặng ngài để tỏ lòng cảm ơn. Mỗi câu nói của Xác Ước, mặc dù nghe rất khàn, nhưng lại vô cùng thanh thúy, uy lực, bộc lộ rõ sự cảm kích đối với Tần Lâm. Tần Lâm nhìn chằm chằm vào thanh thần kiếm, trong lòng chấn động không thôi. Lúc đầu sư phụ cũng từng dạy anh về kiếm pháp, nhưng do đang ở trong thành phố hiện đại nên không dùng đến kiếm, vì thế anh chưa từng thể hiện kiếm pháp. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự yêu thích của anh đối với kiếm. Trong trái tim người đàn ông, có ai chưa từng mơ ước được tung hoành thiên hạ với thanh kiếm trên lưng chứ? Quả là bảo kiếm tuyệt thế Thất Tinh Long Uyên. Tần Lâm cực kỳ ngạc nhiên cùng phấn khích, thanh kiếm Thất Tinh Long Uyển này sắc bén, lóe sáng bốn phía, như có một loại bá khí dung chuyển trời đất, một nhát phung lên khí thế như rồng. Cảm ơn! Tần Lâm vô cùng hưng phấn, nhận Thất Tinh Long Uyển từ trên tay Xác Ướp, lòng kích động, tim run run, có lẽ cho dù là sư phụ, khi nhìn thấy thanh kiếm này chắc chắn cũng kinh ngạc không nói nên lời. Vung thanh kiếm lên, khí thế kinh hồn, binh linh bộ xương xung quanh đều vô thức lui về phía sau, dẹp sang hai bên. Khí thế thanh kiếm thật đỉnh cao, đây chính là cái gọi là chém sắt như bùn sao. Tần Lâm không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra kỹ thuật rèn cổ xưa thật sự không phải là thứ người hiện đại có thể so sánh. Đã truyền lại mấy nghìn năm mà vẫn sắc bén như vậy, có lẽ với kỹ thuật rèn bây giờ cũng không thể rèn ra, Tần Lâm yêu thích thần khí này không nỡ buông tay. Đáng tiếc, tôi lại không thể luôn luôn mang theo bên mình, chỉ có thể giấu nó ở một chỗ. Tần Lâm cảm thán nói, anh thật sự vô cùng ghen tị với cuộc sống mang kiếm tung hoành giang hồ vô lo vô nghĩ ở cổ đại, thế nhưng đã sống ở hiện tại thì anh phải trở thành người của hiện tại. Ngài không cần nuối tiếc, ta truyền cho ngài một thuật giấu kiếm, có thể giấu giữa trời đất, khi đọc thần chú, kiếm lập tức xuất hiện. Xác Ước nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên, Thập Tinh Long Uyên liền lập tức bị ông ấy giấu đi. Thuật giấu kiếm quả thật là thâm thúy phi phàm, đất Hoa Hạ 5.000 năm lịch sử không thiếu những điều thần kỳ. Thuật giấu kiếm này là bí mật gia tộc, ngài hãy nhớ kỹ, ta sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, tạm biệt. Xác Ước từng bước lui xuống, cuối cùng trở lại quan tài, niêm phong quan tài và đậy ngọc, hoàn tất lời hứa cuối cùng. Sinh mệnh không biết ngày về, mãi mãi yên giấc nơi đây. Tần Lâm khẽ gật đầu, cúi người lạy ba vái về phía quan tài, người chết là lớn nhất, hơn nữa chủ nhân ngôi mộ này còn là một tiền bối cao thủ chân chính, có cơ hội được truyền dạy đã là một ân huệ lớn. Cũng giống như thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên mà ông ấy đã tặng cho anh, là một thanh kiếm chính trực và cao quý, người như kiếm, kiếm như tên gọi. Rầm rầm rầm, rầm. Một tiếng động chói tai không ngừng vang vọng bên tai Tần Lâm, anh biết nơi này sắp sập rồi, vì thế anh phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thực hiện sao vậy, rời khỏi đây thôi. Tần Lâm khiêng Vương Miễn đang nằm dưới đất lên, vừa
Vừa rồi khi vội vã chạy trốn, chỉ Lâm Nguyệt Giao cõng Lý Lạc Lạc đang hôn mê, tất cả những người còn lại đều chỉ biết thân mình chạy trốn, không một ai quan tâm đến Vương Nguyễn. Cái gọi là tình bạn cùng lớp cũng chỉ bạc bẽo thế thôi, khiến Tần Lâm cảm thấy vô cùng chua xót. Anh Tiểu Lâm, anh Tiểu Lâm, anh mau ra đây. Lâm Nguyệt Giao lo lắng đến mức nước mắt chảy đầm đìa, nhưng lúc này không ai có thể giúp cô ấy. Nguyệt Giao, cậu đừng đau lòng quá, người chết không thể sống lại, chúng ta đã cố hết sức rồi. Đúng thế Lâm Nguyệt Giao, mọi việc đã kết thúc, chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ đến anh Tần, nếu không có anh ấy, có lẽ chúng ta đã bị chết trong huyệt mộ rồi. Chúng mình cũng rất đau lòng, nhưng hiện giờ huyệt mộ đã sập rồi, anh Tần chắc chắn đã bị những thứ đó vây bắt bên trong. Anh Tiểu Lâm, anh chết thảm quá. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ đau xót, huyệt mộ không ngừng sụp đổ đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Lâm Nguyệt Giao, anh Lâm thật sự không ra được nữa rồi. Chết thì cũng đã chết rồi, có gì mà khóc, chúng ta chạy ra ngoài được rồi mà, Tần Lâm hy sinh vì chúng ta cũng được coi là anh hùng trượng nghĩa. Tống Song Nhi bĩu môi, sống sót sau tai nạn, trong lòng cô ta chỉ nghĩ làm thế nào để thoát mạng, còn về Tần Lâm, chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Rầm. Một âm thanh cực lớn vang lên, một tảng đá lớn bay lên trời, chỉ thấy trước cửa huyệt mộ có một bóng người đang đứng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tần Lâm kiên định đứng trước tảng đá lớn trên huyệt mộ, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn ngôi mộ đang dần sụp đổ, trong lòng cảm xúc rối như tơ. Mặc dù không biết chủ nhân ngôi mộ này là ai, nhưng tín ngưỡng cao quý chân thành và món quà của ông ấy khiến Tần Lâm vô cùng biết ơn. Người tốt nhất định sẽ được đền đáp, nếu anh không quan tâm đến sống chết người khác, nhanh chân chạy khỏi huyệt mộ, có lẽ sẽ không có cơ duyên này, một thanh bảo kiếm tuyệt thế như Thất Tinh Long Uyên cũng sẽ không trở thành kiếm của anh. Thành tâm cao thượng. Bốn chữ này xứng với Tần Lâm, vì thế mới chọn Tần Lâm để truyền lại bảo kiếm của ông ấy vào thời khắc cuối cùng, kiếm tặng anh hùng. Đây là sự công nhận và ủng hộ của ông ấy dành cho Tần Lâm. Thất Tinh Long Uyển, bản thân cũng không hổ hẹn với tên của thanh kiếm này. Anh Tiểu Lâm. Lâm Nguyệt Giao vô cùng kích động, xông lên trước ôm chặt lấy Tần Lâm, ngay cả cô cũng không ngờ, bản thân lại lo lắng cho Tần Lâm như vậy. Hơn nữa, Tần Lâm đã nhiều lần vì cứu bọn họ mà dấn thân vào nguy hiểm, không hề lùi bước, nhưng lúc bỏ chạy cuối cùng, tất cả mọi người đều chạy thoát ra ngoài trừ Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao tưởng đời này không thể gặp lại anh Tiểu Lâm được nữa. Mặc dù Tần Lâm hiện giờ có chút nhếch nhác nhưng ánh mắt kiên định của anh lại khiến người ta cực kỳ chấn động. Không sao rồi, anh vẫn tốt mà. Tần Lâm cười ha hả nói, vỗ vai Lâm Nguyệt Giao như muốn bảo cô đừng lo lắng. Anh Tần không sao là tốt rồi. Thật sự nguy hiểm quá, phù. Đúng thế, nguy hiểm quá, nếu anh Tần thật sự không ra được, có lẽ cả đời này trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Phủi phui cái mồm quạ đen của cậu, chúng ta đã ra hết rồi mà, anh Tần bình an vô sự là kết quả tốt nhất. Đúng thế, Lý Lạc Lạc và Vương Miễn cũng không chết, chỉ bị thương nặng, đây là niềm hạnh phúc to lớn rồi. Anh Tần hồng phúc tề thiên, người tốt ắt được trời cao bảo vệ. Mọi người lo lắng dư thừa rồi, ha ha ha. Mọi người vô cùng sùng bái Tần Lâm, vì Tần Lâm đã cứu bọn họ, nếu không có Tần Lâm thì đừng mong ai có thể sống sót rời khỏi đó. Anh Tiểu Lâm, em thật sự lo cho anh muốn chết, em sắp phát điên rồi, em cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa, hức hức. Tông Song Nhi bĩu môi, khuôn mặt tỏ ra ấm ức nói, ôm lấy cánh tay Tần Lâm, nhưng lại bị anh gạt tay ra. Giữa chúng ta không thân quen như vậy. Tần Lâm lạnh lùng nói. Anh Tiểu Lâm, anh làm gì vậy? Em đã đau lòng muốn chết khi tưởng anh đã chết rồi, vậy mà anh lại đối xử với em như vậy, hu hu. Tống Song Nhi đáng thương nói, đôi mắt ngấn lệ, sắc mặt tái nhợt, đôi môi chu lên. Tôi biết rồi, tôi biết vì sao chân của chúng ta lại bị tê liệt rồi. Trương Thiên Trạch lúc này đột nhiên đứng dậy. Sao vậy, chẳng lẽ không phải là vì quỷ ám à? Đúng thế. Chân của chúng ta bị tê không phải do lũ ác quỷ kia gây nên sao? Lẽ nào trong chuyện này có ẩn tình gì đó? Sao tớ cảm thấy hình như chúng ta đã bị chúng độc nhỉ? Mọi người xôn xao bàn luận nhìn về Trương Thiên Trạch, anh ta thần bí nói. Ngôn tình tổng tài. Đúng, có người đoán đúng rồi, chúng ta đã bị chúng độc, bởi vì cái hôm qua chúng ta uống không phải là canh bối mẫu cây thùa. Lời của Trương Thiên Trạch khiến tất cả mọi người ngạc nhiên ổ lên. Sao lại như vậy? Vì sao?
vì sao không phải là canh bối mẫu cây thùa? Đúng thế, lẽ nào canh chúng ta uống có vấn đề à? Đó là canh do chính tay anh nấu đó lớp trưởng, lẽ nào canh đó có vấn đề à? Trên mặt mọi người hiện rõ vẻ tò mò. Canh không có vấn đề, thứ có vấn đề chính là anh ta Tần Lâm. Sao có thể, anh Tần là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà. Đúng thế, anh Tần vì cứu chúng ta mà đã suýt nữa bị vùi trong huyệt mộ, sao cậu lại nói anh Tần như vậy? Đúng thế, lớp trưởng, cậu không thể đổ oan cho anh Lâm được, có gì cậu nói thẳng ra đi. Tất cả mọi người đều mong chờ, sắc mặt Trương Thiên Trạch nghiêm trọng, dáng đứng thẳng tắp uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Bởi vì rõ ràng Tần Lâm biết thứ hôm qua chúng ta uống không phải là canh bối mẫu cây thùa, nhưng anh ta lại không nói cho chúng ta, lý do vì sao? Còn không phải là vì ham muốn ích kỷ của bản thân sao? Rõ ràng anh ta biết đó là thuốc độc vẫn để chúng ta uống, hơn nữa còn không hề can ngăn, lẽ nào mọi người không thấy kỳ lạ à? Trương Thiên Trạch trầm giọng nói. Không phải chứ, thật hay giả vậy, lẽ nào anh Tần biết canh bối mẫu cây thùa hôm qua là thuốc độc? Đúng thế, vậy sao anh ấy không nói cho chúng ta biết chứ? Có người vô cùng tức giận, thở hổn hển, rõ ràng biết là thuốc độc nhưng vẫn để bọn họ uống. Đó không phải là muốn âm thầm hại người à? Nghĩ đến đây, mọi người lại nảy ra một cảm giác chống đối mạnh mẽ với Tần Lâm, nếu chuyện này là thật, vậy hình tượng cao lớn của anh trong lòng bọn họ liền hoàn toàn sụp đổ. Lâm Nguyệt Giao cũng mông lung nhìn Tần Lâm, ánh mắt vô cùng phức tạp, lẽ nào anh Tần thật sự biết sao? Tần Lâm, trước mặt mọi người ở đây, anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh có biết hay không? Có biết cây thùa đó vốn dĩ là cỏ khúc ma chứ không phải cây thùa thật sự? Trương Thiên Trạch thấp giọng, chỉ tay về phía Tần Lâm với ánh mắt phẫn nộ. Biết thì thế nào, mà không biết thì thế nào? Tần Lâm lạnh lùng nói. Ha ha ha, mọi người nghe thấy chứ? Rõ ràng anh ta biết đó không phải cây thùa mà là cỏ khúc ma, nhưng vẫn để chúng ta uống. Đây không phải hại người thì là gì? Đây chính là muốn khiến mọi người chết đi mà. Tần Lâm, anh tự hỏi lại mình đi, lương tâm của anh bị chó tha rồi à? Rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại muốn hại chúng tôi như vậy? Trương Thiên Trạch từng câu từng chữ đâm thẳng vào Tần Lâm, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đấu đến cùng với Tần Lâm. Còn Tần Lâm rõ ràng biết là có khúc ma, nhưng không nói với bọn họ, ai hiểu được đây là dụng ý gì chứ? Tần Lâm, vì sao anh làm như vậy, rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội với anh chỗ nào? Trương Thiên Trạch tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện hạ lưu bỉ ổi như vậy, tôi cũng sẽ không đi làm những chuyện hãm hại người khác, có phải anh có âm mưu, ý đồ gì không? Trương Thiên Trạch nhếch môi, lời nói tràn ngập sự chế giễu, lần này anh ta nhất định phải dìm Tần Lâm triệt để, bản thân anh ta sắp thành một con gấu chó rồi, nếu không nhanh chóng tẩy trắng thì không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Hơn nữa, Trương Thiên Trạch biết rõ, chắc chắn Tần Lâm có mục đích. Trương Thiên Trạch từng bước dồn ép Tần Lâm, mỗi câu mỗi chữ đều đầy tính xâm lược. Suy cho cùng là muốn bức bách Tần Lâm nói ra, hơn nữa quả thực anh ta có lý do chính đáng. Như vậy cũng khơi dậy cơn tức của mọi người. Đó không phải hại người thì là gì? Thậm chí có khuynh hướng giết người, kẻ lòng dạ khó lường mới là điều đáng sợ nhất, lẽ nào Tần Lâm đã sớm có âm mưu từ trước? Mặc dù rất nhiều người không tin, nhưng Tần Lâm không có phủ nhận. Lời của Trương Thiên Trạch gây áp lực không nhỏ cho Tần Lâm, im lặng tức là đồng ý. Bỗng chốc, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Vì sao lại như vậy? Anh Tiểu Lâm, rốt cuộc vì sao anh lại muốn như vậy? Trên mặt Lâm Nguyệt Giao tràn đầy sự bất lực, trong lòng vô cùng đau buồn, lời của Tần Lâm không khác gì thừa nhận. Anh thật sự biết đó là cỏ khúc ma chứ không phải cây thùa, nhưng anh lại không nói cho ai biết, đây không phải hại người thì là gì? Tần Lâm, anh nói đi. Vì sao anh lại muốn hại chúng tôi? Đúng thế, rốt cuộc chúng tôi đã đắc tội với anh chỗ nào? Tần Lâm, anh mau nói đi, có phải anh muốn giết hết chúng tôi không? Có câu nói, biết người biết mặt không biết lòng, xem ra chúng ta đã bị anh ta lừa rồi. Sao lại như vậy được chứ? Chúng ta đều là lần đầu tiên gặp nhau, nếu không phải vì anh ta là anh họ của Lâm Nguyệt Giao thì sẽ không hề quen anh ta. Nguyệt Giao, cậu nói đi, rốt cuộc là thế nào? Đến lúc này, ngay cả Lâm Nguyệt Giao cũng không thể tránh khỏi tai họa, bị tất cả mọi người chửi bới. Trong mắt bọn họ, Tần Lâm là người muốn hãm hại bọn họ, đây là điều quan trọng nhất.
mọi người đều không thể lơ là vấn đề liên quan đến an toàn tính mạng. Rõ ràng là cậu nấu canh, mà giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người anh Tần, như vậy không hay đâu. Cho dù anh Tần có lỗi thì cậu cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Cậu học hành không đến nơi đến chốn, nhầm cả khúc ma thành cây thùa, cậu cũng không thể thoát khỏi liên quan. Mặc dù trong lòng Lâm Nguyệt Giao rất tức giận, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Trương Thiên Trạch hất nước bẩn lên người anh Tần. Lời cậu ấy nói hình như cũng hơi có lý, dù sao thì canh cũng do cậu nấu, lớp trưởng, cậu cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người Tần Lâm được. Lẽ nào lớp trưởng cũng muốn hãm hại chúng ta? Lâm Nguyệt Giao nói nhỏ. Hừ, Lâm Nguyệt Giao, cậu đừng ngậm máu phun người, cậu có biết mình đang nói gì, làm gì không? Hiện giờ cậu đang bao che cho Tần Lâm, mục đích của anh ta là muốn hãm hại chúng ta, mà cậu còn tưởng anh ta là ân nhân cứu mạng à? Nếu không phải vì anh ta là anh họ cậu thì sao tôi có thể để anh ta đi cùng chứ? Chuyện này cậu cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Sắc mặt Trương Thiên Trạch xa sầm lại. Nói cách khác, cho dù tôi nhìn nhầm thì bản thân tôi cũng đã uống nó rồi mà. Tôi vốn dĩ có lòng tốt, muốn dạy mọi người sắc thuốc, cho mọi người được uống canh bối mẫu câu thùa, tôi không cần thiết phải hại cả bản thân, đúng không? Tôi không phải cố ý, nhưng nếu ban đầu Tần Lâm nói cho mọi người, thì dù canh đã nấu xong thì mọi người cũng có thể không uống mà. Nhưng anh ta rõ ràng biết trong canh có độc mà không nói cho mọi người, đó không phải cố ý khiến mọi người uống thuốc độc thì là gì. Lòng dạ độc ác như vậy khiến mọi người không dám nịnh nọt, ha ha. Lời của Trương Thiên Trạch một lần nữa lấy được ủng hộ của mọi người. Đúng thế, lời của lớp trưởng cũng có lý, Tần Lâm, vì sao anh không nói cho chúng tôi biết? Vì sao? Nếu anh nói cho chúng tôi biết thì chúng tôi sẽ không uống mà. Nếu chúng tôi thật sự xảy ra chuyện gì, lẽ nào anh không day dứt lương tâm à? Tôi không giết người, nhưng người lại vì tôi mà chết, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi cả đời. Đúng thế, anh cũng độc ác quá đấy Tần Lâm, anh đang cố ý giết người, may mà cỏ khúc ma không gây chết người, nếu không, anh chính là hung thủ giết người. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Tần Lâm cười khổ lắc đầu. Đây chính là cái gọi là bản tính con người sao? Anh vừa mới cứu bọn họ, quay đi một cái, bọn họ liền bắt đầu oán trách anh. Lấy oán báo ân à. Mấy người tự phạm sai lầm, thuốc do mấy người tự đun, uống thuốc cũng do mấy người tự nguyện, giờ lại quay ra trách tôi. Trương Thiên Trạch anh không biết xấu hổ à. Tần Lâm chế nhạo nói, trong lòng thở dài không thôi, chính mình cứu bọn họ còn bị oán trách. Vậy cũng phải trách anh. Vốn dĩ anh có thể khuyên chúng tôi tránh uống phải thuốc độc, nhưng vì sao anh không nói? Vì sao, không phải có ý xấu thì là gì? Trương Thiên Trạch cắn răng cắn lợi nói. Tôi muốn nói, nhưng các người có cho tôi nói không? Mấy ngày ai nấy đều uống vui vẻ như thế, nếu tôi quấy rầy nhã hứng của các người, có lẽ các người đã sớm trở mặt rồi. Căn bản các người không cho tôi cơ hội nói, vì thế đó là do các người tự chuốc lấy. Tần Lâm lạnh lùng nói. Mọi người thấy chưa, chúng ta là bạn đồng hành, chúng ta đi cùng nhau, nhưng anh ta lại không trọng đạo nghĩa như thế, rõ ràng là có thể tránh, nhưng cứ bắt chúng ta uống thuốc độc, loại người này có khác gì kẻ sát nhân chứ? Mọi người nói xem có đúng không? Và lại, tôi phát hiện đây chính là âm mưu, Tần Lâm vốn muốn đối phó chúng ta, có lẽ Lý Lạc Lạc và Vương Nguyễn cũng rơi vào kế hoạch của anh ta. Chúng ta đang yên đang lành ở đây sao đột nhiên rơi vào trong cái huyệt mộ đó chứ? Lẽ nào mọi người không thấy kỳ lạ à? Vì sao sau khi vào huyệt đạo lại xuất hiện những thứ quỷ quái đó? Vì sao những thứ quỷ quái đó chỉ tấn công Tần Lâm chứ không tấn công chúng ta? Nói trắng ra là không dám, vì anh ta sợ sẽ bị lộ ra, đây chính là một âm mưu. Mọi người tưởng anh ta có thể đuổi ma quỷ thật à? Mọi người ngây thơ quá đấy, chắc chắn là có người giúp anh ta, khiến tất cả chúng ta phải tin tưởng. Khi Lý Lạc Lạc và Vương Miễn bị hại, sao anh ta không chạy đi? Chẳng phải là vì diễn cho chúng ta xem sao? Trong giây phút sinh tử, anh ta không những không chạy đi mà còn muốn cứu người, điều này càng không hợp lý. Ai lại đi cứu người xưa nay không quen biết chứ? Ha ha ha, mọi người ngây thơ quá đi, tôi đã nhìn thấu anh ta, chuyện này đã được sắp đặt từ trước rồi, hơn nữa anh ta chỉ múa may châm vài cái là khiến Lý Lạc Lạc và Vương Miễn khỏi luôn. Đúng là chuyện cười. Tất cả chuyện này đều đầy rẫy sơ hở. Giây phút cuối cùng, anh ta lại xuất hiện một cách anh hùng, khiến mọi người chấn động, anh ta tưởng mình là ai chứ? Là siêu nhân mặc xịp xanh chắc,
lại còn là người mình đồng ra sắt có thể chạy thoát khỏi huyệt mộ đang sập. Cho dù là võ hiệp trong tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, tổng kết lại những điều trên, hiện giờ chắc mọi người biết rồi nhỉ. Tần Lâm chính là đang diễn kịch để thu phục sự ngưỡng mộ của mọi người, hơn nữa còn dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí là cả chuyện quỷ thần, quả thật quá bị ổi. Ha ha ha, mặc dù tôi không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng tôi chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì đó. Lời của Trương Thiên Trạch đầy tính khiêu khích, hơn nữa mỗi câu nói đều có lý, khiến mọi người khó có thể nghi ngờ. Chúng ta là bác sĩ, là người theo chủ nghĩa vô thần, giờ nghĩ lại, lúc ở dưới huyệt mộ, tôi vẫn thấy buồn cười, có gì đáng sợ chứ? Tất cả đều là giả, chúng ta là bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, chỉ tin vào khoa học, nhưng cuối cùng suýt chút nữa bị Tần Lâm lừa, giờ nghĩ lại, thật khiến người ta cảm thấy xót xa. Hơn nữa, cuối cùng Tần Lâm còn cố ý làm sập huyệt mộ để tiêu hủy dấu vết của anh ta, không phải sao? Tất cả những điều này đều không chê vào đâu được, nếu tư duy logic của tôi không cao, nếu cuối cùng tôi không nắm bắt được âm mưu của anh ta thì mọi người đã bị anh ta lừa rồi. Lời của Trương Thiên Trạch như kiểu tiếp thị vậy, khiến tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý. Tần Lâm từ đầu đến cuối vẫn luôn lừa dối bọn họ, luôn đặt một âm mưu to lớn lên đầu bọn họ. Nhưng Tần Lâm cũng đã cứu bọn họ, nói cách khác, Tần Lâm cứu bọn họ hoàn toàn là vì mục đích cá nhân, tất cả đều là để phục vụ cho âm mưu của anh. Giọng Trương Thiên Trạch rất tự tính, ăn nói có đầu có cuối khiến mọi người tin là thật. Tần Lâm, anh nói đi, nói tất cả đều là giả đi. Ánh mắt Lâm Nguyệt Giao cực kỳ nóng bỏng, nhìn chằm chằm Tần Lâm, cô không biết bản thân nên tin ai, nếu những lời này là thật, vậy vì sao Tần Lâm lại muốn hại bọn họ? Tần Lâm trăm phương ngàn kế làm tất cả những điều này là vì mục đích gì? Tần Lâm đã cứu bọn họ, nhưng cuối cùng lại lừa dối bọn họ, hoặc là ngay từ đầu đã lừa dối nhưng bọn họ không hề hay biết. Tất cả đều là vì Trương Thiên Trạch đã vạch trần kế hoạch của Tần Lâm, nên mọi người mới nhìn ra chân tướng sự việc. Nếu anh nói tất cả đều do anh ta tự võ đoán thì em có tin anh không? Tần Lâm nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao lạnh nhạt nói, lúc này, ngay cả Lâm Nguyệt Giao cũng không tin anh sao? Lời của Trương Thiên Trạch có sức kích động rất lớn, hơn nữa lồng ghép vào nhau biến tất cả những lời nói hành động của Tần Lâm thành âm mưu, dường như với bọn họ, đây mới là sự thật. Vì sao, Tần Lâm, anh nói đi, chúng tôi suýt chút nữa đã bị anh hại chết đó, anh có biết không? Tần Lâm, anh cũng quá ích kỷ rồi, vì ham muốn của bản thân mà trêu đùa tất cả chúng tôi. Thú vị không? Ha ha ha, đúng là thú vị, còn giả thần giả quỷ nữa chứ. Đúng là khiến người ta không thể không tin mà. Lý Lạc Lạc và Vương Miễn chắc chắn là đồng bọn của anh ta, bị anh chơi cho một vố, Tần Lâm anh đúng là khiến chúng tôi lau mắt nhìn đấy. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại làm như vậy, anh có thể đạt được thứ gì chứ? Tất cả mọi người thi nhau chỉ trích Tần Lâm. Bọn họ đã tin lời của Trương Thiên Trạch là thật rồi, bọn họ toàn toàn không biết vì sao Tần Lâm lại xuất hiện ở đây dắt mũi bọn họ như thế. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu, lại gật đầu, lúc này cô cũng không biết rốt cuộc có nên tin Tần Lâm không. Cây ngay không sợ chết đứng. Tần Lâm lạnh lùng nói, giọng nói anh vô cùng bình thản đến nỗi khiến mọi người cảm thấy anh đang coi thường bọn họ. Mọi người xem, đã đến lúc này rồi mà anh ta vẫn không tin, loại người này thật sự quá cứng mồm cứng miệng. Lâm Nguyệt Giao, cậu cũng không thoát khỏi liên quan đâu, cậu nói đi. Chuyện này phân nửa cũng có liên quan đến Lâm Nguyệt Giao. Nếu không phải cậu ấy thì chúng ta đâu có quen biết Tần Lâm là ai chứ. Chúng ta đều bị Lâm Nguyệt Giao làm liên lụy rồi. Lâm Nguyệt Giao nghe mọi người chỉ trích, đôi mắt đẫm lệ, Tần Lâm ơi Tần Lâm, anh là anh họ của em, sao anh lại muốn làm như vậy chứ? Ôi, vốn dĩ tớ không muốn nói chuyện này, nhưng Tần Lâm thật sự quá đáng quá mức, vì thế tớ phải nói ra, tớ thấy cậu quá đáng thương. Lâm Nguyệt Giao ạ, cậu có biết cậu luôn bị Tần Lâm che mắt? Cậu có biết bản thân cậu giống như một con vịt xấu xí bị chơi đùa? Tất cả đều là nhắm vào cậu mà cậu vẫn chưa rõ à? Tống Song Nhi chế giễu nói, cô ta không biết chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, nhưng cô ta nhất định phải khiến Tần Lam khó coi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang Tống Song Nhi với vẻ tràn đầy kinh ngạc. Lâm Nguyệt Giao cũng không ngoại lệ, nhìn sang Tống Song Nhi, vì cô muốn biết chân tướng sự việc. Nói cho tớ biết, rốt cuộc là chuyện gì? Ánh mắt Lâm Nguyệt Giao sáng rực nhìn Tống Song Nhi, Tần Lâm làm tất cả những điều này là vì cô. Sao có thể như vậy chứ?
Song Nhi, cậu mau nói cho bọn tớ biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đúng thế, cậu nói nhanh đi, rốt cuộc Tần Lâm muốn thế nào? Xem ra không cần tôi nói thì đã có người chứng minh Tần Lâm chính là chủ mưu trong vụ việc lần này rồi, thuyết quỷ thần cái gì chứ, đều là những lời vô căn cứ, tất cả đều là do Tần Lâm bịa ra để lừa mọi người. Vì sao huyệt mộ sụp đổ rồi mà anh ta vẫn có thể bình an vô sự? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện này chắc chắn là kế hoạch của Tần Lâm. Trương Thiên Trạch cười mỉa mai, tất cả mọi người đều nhìn Tống Song Nhi, đợi cô ta giải thích. Tần Lâm là anh họ cậu, nhưng anh ta lại là tên không bằng cầm thú. Tống Song Nhi chỉ vào Tần Lâm nói, Tần Lâm luôn lạnh nhạt với cô ta, trong lòng cô ta thật sự không thể chịu nổi nữa, cô ta bắt buộc phải khiến Tần Lâm mất mặt để dạy anh một bài học. Nếu cô ta không có được anh thì nhất định sẽ hủy hoại anh. Cầu yêu không thành, trong lòng Tống Song Nhi vô cùng chán ghét Tần Lâm, cô ta phải khiến Tần Lâm vạn kiếp bất phục. Đối với lời của Trương Thiên Trạch, mặc dù cô ta cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu cộng thêm chứng cứ của cô ta vào lời giải thích của Trương Thiên Trạch thì chuyện này sẽ chắc như đinh đóng cột. Khóe miệng Tần Lâm nhếch lên nụ cười mỉa mai, xem ra bản thân anh cứu bọn họ, nhưng cuối cùng lại bị bọn họ hãm hại. Lòng người khó đoán, bất kỳ ai cũng không xứng được đối xử chân thành. Tần Lâm một lòng một dạ, vì cứu người mà không màng đến tính mạng bản thân, đây chẳng phải là hy sinh quên mình sao? Nhưng anh nhận được lại gì? Chỉ là sự khinh thường và nghi ngờ của người khác, giây phút này lại càng đau lòng hơn. Nhân tâm quả là một thứ không đáng một đồng. Không bằng cầm thú. Nói cái gì vậy? Khóe miệng Tần Lâm nở nụ cười ẩn ý, anh cũng muốn xem thử, Tống Song Nhi rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người đều chìm trong mơ hồ. Tống Song Nhi đứng với dáng vẻ cao cao tự tại, lạnh lùng nhìn Tần Lâm, trong lòng thầm cười lạnh. Tôi cho anh không thích tôi này, cho anh trêu ghẹo người phụ nữ khác, tôi sẽ tận tay đẩy anh xuống vực sâu. Tống Song Nhi nhìn thẳng Tần Lâm, chậm rãi nói từng câu từng chữ, đây là bức ảnh trong điện thoại tôi, giờ tôi gửi vào nhóm cho mọi người có thể nhìn, đây là cuộc đối thoại của Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm, sau khi xem xong mọi người sẽ hiểu. Lâm Nguyệt Giao lấy điện thoại ra xem nhật ký nói chuyện Tống Song Nhi gửi, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm u. Đây là cuộc nói chuyện của tớ và Tần Đại Sư, sao cậu lại có nó? Lâm Nguyệt Giao thấp giọng nói. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, xem cuộc đối thoại này, bọn họ cũng không biết ý nó là gì, chỉ mình Lâm Nguyệt Giao rõ nhất. Đây là nhật ký trò chuyện tớ chụp trong máy Tần Lâm, tôi có nói đúng không, Tần Lâm? Tống Song Nhi cười khinh bỉ nói. Tần Lâm im lặng không nói gì, Lâm Nguyệt Giao nhìn sang Tần Lâm, cướp lấy điện thoại của anh, khi cô nhìn thấy nhật ký trò chuyện, cô liền đưa người. Sao lại như vậy, đây không phải sự thật, sao Tần Đại Sư có thể là Tần Lâm chứ? Rốt cuộc vì sao anh lại giả mạo Tần Đại Sư? Vì sao anh lại làm như vậy? Tần Đại Sư, Tần Lâm, ha ha ha, anh nói cho em biết, vì sao anh lại muốn lừa em? Thú vị lắm à, Tần Lâm. Trong lòng Lâm Nguyệt Giao đã hoàn toàn suy sụp, Tần Đại Sư mà cô luôn si mê nhớ mong lại là Tần Lâm giả mạo, cũng chính là tình yêu chân thành của cô bấy lâu nay đều ném xuống sông xuống biển. Lâm Nguyệt Giao không thể tin, càng không thể bình tĩnh. Lừa dối. Lừa dốt trần trụi. Đây là điều cô ghét nhất, cũng là điều cô không thể tha thứ nhất. Cô đã mất lòng tin vào Tần Lâm, nhưng không ngờ anh lại quá đáng như thế. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn đê hèn này để nói chuyện với cô. Cô đột nhiên cảm thấy mình như một con ngốc, bị Tần Lâm xoay vòng vòng. Anh nói đi Tần Lâm, sao anh lại lừa em như vậy? Lâm Nguyệt Giao hét lớn, cô nghiêm túc, nhiệt tình, say mê, ảo tưởng về Tần Đại Sư nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại bị Tần Lâm hủy hoại. Tần Đại Sư đối xử thâm tình với cô lại là người khác giả mạo, ai cũng không thể chịu nổi. Anh ta biết bản thân xuất hiện với thân phận Tần Đại Sư thì cậu chắc chắn sẽ không tin, nên anh ta mới tạo ra cuộc gặp tình cờ ở cổng công viên. Thật ra anh ta đã lên kế hoạch để lừa cậu vào bẫy, chính là để cậu cảm kích anh ta, cảm thấy anh ta là anh hùng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, anh ta cũng có thể tỏ tình với cậu. Nhưng anh ta không ngờ lại bị vạch trần nhanh như vậy, nếu không có ánh mắt minh mẫn của lớp trưởng, nếu tớ không trùng hợp nhìn thấy nhật ký trò chuyện với cậu trong điện thoại của anh ta. Thì cậu có thể vẫn sẽ bị che mắt. Những chuyện về sau đều giống như những gì lớp trưởng nói, anh ta làm tất cả chuyện này chính là vì cậu, vì muốn yêu đương với cậu, một tình yêu biến thái, loạn luân, ha ha ha, đúng là buồn cười, cười chết mất.
Loại đàn ông này đúng là đáng sợ, tớ không dám tưởng tượng, nếu loại người thế này là bạn trai của tớ thì có lẽ tớ nằm mơ cũng bị dọa cho tỉnh dậy mất. Tớ thật sự không nhẫn tâm nhìn cậu bị lừa gạt tiếp nữa, Nguyệt Giao, tớ biết cậu cũng là người bị hại, Tần Lâm cố tình làm những điều này chỉ vì để có được cậu, nhưng hai người là anh em họ mà, chuyện này trời đất bất dung, giữa anh em sao có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như này chứ? Vì thế mới nói Tần Lâm chính là đồ cầm thú, là một tên khốn nạn không biết xấu hổ, còn dùng tên của Tần Đại Sư để lừa gạt lòng tin của cậu. May mà, mọi chuyện vẫn kịp, nếu không cậu đã bị Tần Lâm lừa rồi, loại đàn ông này thật là đáng sợ, tất cả chúng ta đều không chịu nổi, may mà ông trời có mắt. Tống Song Nhi nghiêm túc nói, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Lâm Nguyệt Giao, nhìn Tần Lâm với ánh mắt cháy lửa. Tần Lâm ơi Tần Lâm! Để tôi xem lần này anh còn xoay chuyển tình thế như nào. Trái tim của Lâm Nguyệt Giao đang run rẩy, tay cũng run theo, cô vô cùng hy vọng tất cả đều là giả, nhưng giờ xem ra là không còn gì nghi ngờ nữa. Tần Lâm chính là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, hơn nữa anh thiết kế tất cả những điều này là để ở bên cô, chuyện này thật sự khiến người ta phẫn nộ. Cầm thú! Tần Lâm, tôi thật sự đã nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại lừa gạt tình cảm của tôi. Lừa gạt rằng anh chính là Tần Đại Sư, trong lòng Lâm Nguyệt Giao đang đấu tranh không ngừng, nhưng tất cả đã không thể nào xoay chuyển được nữa. Sự thật cuối cùng đã sáng rõ rồi, anh còn gì để nói không Tần Lâm? Anh quá đáng thật đấy, Nguyệt Giao, cậu nên cách xa loại người này ra, nhìn thôi đã thấy ghê tởm rồi. Đúng thế, Nguyệt Giao, sau này cậu phải sáng mắt ra, suýt nữa bị lừa rồi, hơn nữa còn là anh họ của mình, người bây giờ sao lại thành ra như này chứ? May mà có lớp trưởng, nếu không có cậu ấy, thì Nguyệt Giao có thể đã bị Tần Lâm lừa gạt rồi, tớ cảm thấy đau lòng cho cậu. Thật đúng là thất vọng, Song Nhi, lớp trưởng, hai người chính là ân nhân cứu mạng của Nguyệt Giao đó. Được mọi người thi nhau a dua tâng bốc khiến Trương Thiên Trạch vô cùng hứng khởi, anh ta cuối cùng đã trở mình rồi, hoàn toàn thoát khỏi cái mác gấu chó, hiện giờ Tần Lâm đã trở thành tên lừa đảo, trở thành đối tượng bị người chửi đánh. May mà có Tống Song Nhi. Bản thân anh ta toàn là võ đoán, nhưng có chứng cứ trong tay Tống Song Nhi thì trở nên chắc như đinh đóng cột, Tần Lâm hoàn toàn bị cuốn vào luồng dư luận của kẻ dối trá cặn bã rồi. Tôi đúng là có mắt như mù, trước đây sao tôi lại thích anh nhỉ? Tình cảm của tôi dành cho anh luôn sâu đậm, không muốn vạch trần anh, nhưng tôi phát hiện mình phải làm một người chính trực, không thể khiến nhiều người bị anh lừa dối hơn nữa, đúng là đàn ông, ha ha. Tống Song Nhi hóa thân thành sứ thần công lý. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đây chính là hiệu quả mà Tống Song Nhi muốn thấy, thứ mà cô ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Tần Lâm cười không nói, có một số lời không cần phải nói nhiều, nói bao nhiêu cũng vô ích thôi, bởi vì trong lòng bọn họ, bản thân anh đã trở thành kẻ dối trá, sự việc của Lâm Nguyệt Giao chỉ là cọng rơm ép lạc đà cuối cùng. 2. Nguyệt Giao đáng thương thật đấy, vậy mà lại bị anh họ mình lừa gạt, thảm hơn cả Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ nữa. Tớ thấy anh họ chính là thứ không tốt đẹp. Đúng thế, tớ cảm thấy sợ hãi thay cho Nguyệt Giao, trái tim đập thình thịch, suýt chút nữa bị rơi vào bẫy rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, Nguyệt Giao đã thảm như vậy rồi, mọi người ít nói vài câu đi được không? Mọi người nhìn nhau lè lưỡi, rồi bất lực lắc đầu, Tần Lâm là tên lừa đảo, đúng là đã dạy cho bọn họ một bài học, sau này ra đường phải bảo vệ bản thân cẩn thận, không nên tin tưởng bất cứ ai, nhất là anh họ mình. Nguyệt Giao này, sau này cậu đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, con gái chúng ta phải biết tự bảo vệ mình cẩn thận. Sau này phải sáng mắt ra để nhận biết loại đàn ông xấu xa như này. Tống Song Nhi xoay eo, nói một cách dứt khoát. Nguyệt Giao, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu, chỉ cần có tớ ở đây, cho dù là hùm lang hổ báo cũng đừng mơ chạm vào người cậu, từ nay về sau tớ sẽ là sứ giả bảo vệ cậu. Trương Thiên Trạch ngẩng đầu thẳng lưng. Vô cùng tự tin, nhân lúc này nhanh chóng thể hiện lòng trung thành của anh ta dành cho Lâm Nguyệt Giao. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lúc này đã tan nát cõi lòng, căn bản không có tâm trí để nghĩ đến những thứ này. Lâm Nguyệt Giao nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, thù hận, thất vọng, oán trách, đủ loại cảm xúc đan xen cùng dâng trào, cảm giác tuyệt vọng này khiến người ta cảm thấy chua xót. Tần Lâm, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tần Lâm không gật đầu cũng không lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng, lẽ nào thứ mà sư phụ luôn nhắc anh kiên trì lại bị phá hủy như thế sao? Bản thân anh đã cứu bọn họ, nhưng cuối cùng lại nhận được gì đây?
Tần Lâm cười mỉa mai một tiếng, ấn đường trên mặt của tất cả đám người này đều đã chuyển sang màu đen, những thứ bẩn thỉu trong huyệt mộ này đã nhuộm vào vận khí của họ, nhưng mong rằng khi bọn họ gặp xui xẻo, rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, vẫn có thể tự tin như vậy. Tần Lâm quay người rời đi, làm người nên giữ chút tôn nghiêm cho bản thân, đường đường chính chính, không thẹn với lòng. Tần Lâm rời khỏi núi Võ Miếu, bóng hình cô độc có phần khiến người ta đau lòng. Trong lòng Lâm Nguyệt Giao hơi chua xót, không biết vì sao, hình bóng của Tần Lâm luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Lẽ nào bản thân đã trách nhầm Tần Lâm? Anh Tiểu Lâm, rốt cuộc vì sao anh lại lừa em? Lẽ nào thật sự giống như những gì bọn họ nói, anh làm vậy để lừa gạt tình cảm của em sao? Em không tin. Nhưng anh thậm chí không thèm giải thích, tại sao lại như vậy? Khi Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Tần Lâm đã biến mất không dấu vết, nhưng trong lòng cô cũng trở nên vô cùng phức tạp. Tức giận qua đi, Lâm Nguyệt Giao biết Tần Lâm còn nợ cô một lời giải thích. Lẽ nào tất cả đều là kế hoạch của Tần Lâm? Vậy chẳng phải hơi phi lý sao? Giữa bầy sói, trong giây phút sinh tử, Tần Lâm đã chiến đấu với chúng để cứu bọn họ, trong huyệt mộ, lúc nguy hiểm cận kề, khi bọn họ bị yêu quỷ ám hại không thể di chuyển, thì Tần Lâm lại cứu bọn họ lần nữa, trừ phi những thứ này đều là thủ đoạn của Tần Lâm, nhưng anh ấy thật sự lợi hại như thế sao? Lâm Nguyệt Giao không khỏi rơi vào im lặng. Tần Lâm đi rồi, tất cả đều trở thành ẩn số, Lâm Nguyệt Giao rất muốn Tần Lâm giải thích với mình, bản thân cô cũng đồng ý cho anh cơ hội này. Nhưng người đã đi mất không bóng dáng, thần tượng Tần Đại Sư trong lòng cô cũng cứ thế biến mất. Khi về đến trang viên Thanh Mai đã hơn 9 giờ tối rồi, hai ngày nay Trúc Linh Linh cũng rất đau đầu, hiện giờ cả công ty y dược Văn Hòa đã bị người ta kiểm soát hoàn toàn, cố gắng bấy lâu nay của cô đã dâng hết cho người khác rồi. Nhà họ Trúc bây giờ đã trở thành sân nhà Trúc Nhị Bạch rồi, cho dù bố hay bà nội cũng phải nghe theo. Nhà họ Trúc ở thành phố Đông Hải chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Toàn biến thành vật sở hữu của Trúc Nhị Bạch rồi. Trúc Linh Linh vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể trở mặt với ông nội, hơn nữa cô bây giờ đã hoàn toàn trở thành người ngoài của công ty y dược Văn Hòa, mất quyền lãnh đạo và quyết định trung tâm rồi, thậm chí quyền lợi còn không bằng một giám đốc ban ngành. Giống như Trúc Nhị Bạch đã nói, con gái nên ở nhà chăm chồng nuôi con, cô nên biết cảm ơn lãnh đạo nhà họ Trúc khi bản thân cô vẫn có thể làm việc trong công y. Ngày mai chị họ về nước. Nhà họ Trúc muốn tổ chức tiệc lớn, anh Tiểu Lâm, anh có thể đi với em không? Trúc Linh Linh than thở nói, hai ngày nay, chuyện nhà họ Trúc khiến cô vô cùng đau đầu, tâm trạng chán nản. Lúc này chị họ về nước, Trúc Minh đem theo cô con gái giỏi giang ưu thế quay về, địa vị của bọn họ ở nhà họ Trúc lại càng sa sút thảm hại. Được, anh sẽ đi cùng em, mấy ngày nay tâm trạng không tốt à? Tần Lâm thấy dáng vẻ chán nản của Trúc Linh Linh thì đã đoán được 8-9 phần. Bọn họ đang muốn rời Nam chuyển Bắc, chuyển toàn bộ vốn của công ty y dược Văn Hòa sang nhà họ Trúc ở tỉnh Lị à? Tần Lâm trầm giọng nói. Anh đoán được rồi à? Hai mắt Trúc Linh Linh sáng lên, không ngờ Tần Lâm lại đoán chuẩn như vậy. Nhà họ Trúc ở tỉnh Lị bây giờ đang gặp khó khăn vô cùng lớn, doanh nghiệp gia tộc mấy trăm năm nay đã sụp đổ, từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Trúc Nhị Bạch vì tìm kiếm cơ hội mới tìm đến bọn họ. Không ngờ ông ta lấy công ty y dược Văn Hoa ra để thu hút vốn đầu tư cứu nhà họ Trúc bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, công ty y dược Văn Hoa của chúng ta có thể sẽ bị kéo xuống, nước xa không cứu được lửa gần, cho dù có thể giúp được nhà họ Trúc ở tỉnh Lị thật thì chúng ta cũng chắc chắn phải cải cách mạnh mẽ, đến lúc đó công ty y dược Văn Hoa sẽ bị Trúc Nhị Bạch hủy hoại hoàn toàn. Tâm trạng Trúc Linh Linh vô cùng phiền muộn, tình hình bây giờ, đối với nhà họ Trúc mà nói thì chính là một âm mưu lớn. Tần Lâm cười khẩy nói, Trúc Nhị Bạch đúng là đang tìm đường chết mà, yên tâm đi, chờ bọn họ thực sự tự chơi chết mình, bọn họ sẽ biết ai mới là người đứng đầu thực sự của nhà họ Trúc, không cần vội đâu, nếu như bọn họ thích chơi, chúng ta sẽ từ từ chơi, đến lúc đó anh sẽ khiến cho bọn họ phải trả lại tất cả. Trúc Linh Linh nghi ngờ nhìn Tần Lâm. Anh Tần, anh có cách sao? Mau nói cho em đi. Tần Lâm giả bộ gây khó dễ mà nói. Phật viết. Không thể nói không được nói. Trúc Linh Linh bĩu môi nói. Mau nói đi, anh đừng thừa nước đục thả câu mà. Tần Lâm cười híp mắt nói. Trừ phi em có thể cùng anh trở thành Phật, tối hôm nay. Hi hi hi. Anh chỉ biết trêu em thôi, anh Tiểu Lâm, anh đừng trêu em nữa, anh mau đi ngủ đi.
khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Linh Linh đỏ bừng lên, cô ấy liếc nhìn Tần Lâm, vội vàng bỏ chạy, khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu giống như có thể nhỏ ra nước vậy. Tần Lâm phất tay, nhìn dáng vẻ chật vật của Trúc Linh Linh, cười như không cười. Anh đâu có trêu em. Nhà họ Trúc à, muốn động vào Trúc Linh Linh sao, mấy người không xứng đâu. Nếu như không vì sự tồn tại của Trúc Linh Linh, nếu như không vì lòng hiếu thuận của ông nội, không vì ông cụ muốn quay về nhận tổ tiên, thì dựa vào hai lão già ngoan cố của nhà họ Trúc mà muốn gia tộc đi lên á. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Trúc Linh Linh trung thành với nhà họ Trúc, vị y dược Văn Hòa, cô cùng Cúc tận tụy một thời gian dài như vậy, quên ăn quên ngủ vì hưng thịnh của nhà họ Trúc, hy sinh thanh xuân của mình, nhưng vẫn bị Trúc Minh và Trúc Tam cô, thậm chí là cả bà nội Âu Dương Diễm Diễm liên tục gây trở ngại, cuối cùng còn bị bọn họ khống chế, lại thêm mấy người nhà Trúc ở tỉnh Lỵ cứ khuấy đảo cục diện rối ren. Trong lòng Tần Lâm vô cùng khinh thường bọn họ, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng nhà họ Trúc, anh thực sự không muốn nhúng tay vào, nhưng chuyện đã phát triển đến nông nỗi này, gây tổn hại đến lợi ích của Trúc Linh Linh thì anh không thể không nhúng tay vào. Mấy người này đúng là quân cướp của, uy hiếp dụ dỗ điều khiển Trúc Tam Đao, đâm bị thóc thọc bị gạo, ép Trúc Linh Linh không thể không vào khuôn khổ, bây giờ càng ngày càng quá đáng. Nếu như bọn họ thực sự làm hại đến Linh Linh thì anh sẽ khiến bọn họ phải chôn theo. Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, có điều lúc này anh nhất định không muốn Trúc Linh Linh trở thành tội nhân của nhà họ Trúc, nếu như bản thân giúp được Trúc Linh Linh mạnh mẽ tấn công thì ắt sẽ tổn hại, thậm chí còn khiến cho mọi cố gắng của Trúc Nhị Bạch tan thành mây khói. Thế thì không bằng đợi đến khi bọn họ thực sự cưỡi trên đầu hổ khó đi xuống, rồi tấn công bọn họ thêm, như vậy thì Trúc Linh Linh mới có thể trở thành người anh hùng cứu cả gia tộc, cho dù là Trúc Nhị Bạch thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ bây giờ nếu đã muốn chơi đùa như vậy, thì cứ tùy bọn họ vậy. Có điều y dược Văn Hòa bây giờ không có Trúc Linh Linh, vậy thì tập đoàn Hiên Viên nhất định sẽ gây cản trở cho bọn họ, điều này căn bản không cần anh ra tay, tiểu sư đệ có thể sắp xếp ổn thỏa. Tần Lâm mệt mỏi một ngày, sau khi về từ núi Võ Miếu vẫn chưa ăn cơm, khi chuẩn bị ăn gì đó, tiếng động trong phòng ăn đã quấy rầy dì Phùng. Dì Phùng kinh ngạc nói, Tiểu Lâm về rồi à? Tần Lâm cười nói, cháu mới về được một lúc, cũng hơi đói, muốn ăn gì đó. Cháu nghĩ dì ngủ rồi, nên không làm phiền dì nữa. Dì Phùng không nói lời nào mà cứ đuổi Tần Lâm ra khỏi bếp. Cậu đâu biết nấu cơm đâu, để tôi làm cho, cậu đi nghỉ ngơi đi, hai ngày nay tôi vừa hay học được hai món mới, để tôi làm thử xem. Tần Lâm thấy dì Phùng muộn thế này vẫn còn xem Livestream, vừa hay đang là Livestream của Vương Đông Tuyết, chương trình nhà ăn đêm khuya. Vương Đông Tuyết đang nấu canh, Tần Lâm nhìn mà cũng thèm. Trông có vẻ dì Phùng đang định làm Phật nhảy tường nhỉ. Tần Lâm sững sờ, cười ha ha nói, bởi vì Vương Đông Tuyết vừa mới Livestream làm món Phật nhảy tường. Để mình có thêm khẩu vị ăn uống, dì Phùng không ngừng học hỏi thêm món mới. Qua màn hình, Tần Lâm có thể ngửi được mùi hương của món ăn bay thoang thoảng, tràn đầy màn hình. Hôm nay Livestream 3 tiếng đồng hồ, chắc mọi người cũng đã biết, món ăn mà Đông Tuyết muốn mang đến cho mọi người là Phật nhảy tường. Món này chế biến trong 3 giờ mới hoàn thành, tinh hoa của nó khó có thể dùng lời để diễn tả được. MC mắt ngọc mày ngài, khẽ cười nói, giới thiệu cho streamer, hôm nay có hai người Livestream cùng nhau, là Vương Đông Tuyết và một người dẫn chương trình, Tần Lâm biết rõ ràng là Livestream kèm bán hàng. Thu nhập của ngành Livestream một là đến từ quà của fan, hai là đến từ bán hàng qua Livestream, cho dù là ai, có bao nhiêu fan, thì đều phải bán hàng qua Livestream. Điều này cũng dẫn đến việc món hàng được bán trên mạng có chất lượng không đồng đều. MC kích động giới thiệu với mọi người, mặt tươi như hoa. Mọi người đã học được món Phật nhảy tường hôm nay, chưa? Đây là món ăn mà Đông Tuyết đã đem đến cho các bạn, hơn nữa còn Livestream trong thời gian dài, tôi tin rằng mọi người đều không đợi nổi nữa đúng không? Vâng, món mà chúng tôi sắp giới thiệu với các bạn hôm nay là nồi hầm bằng gốm được làm thủ công từ cơ sở nồi hầm gốm Đường Sơn Hoa Hạ. Đây cũng là thương hiệu quốc tế bán chạy nhất của Hoa Hạ chúng ta trong nhiều thập kỷ. Đây là loại nồi hầm xào tức phụ nổi tiếng là vua của các loại nồi Hoa Hạ. Tôi tin rằng mọi người đều không lạ gì với loại nồi xào tức phụ này, vào thời phong kiến, nó từng được tiến cung để cho đầu bếp cung đình sử dụng. Do loại nồi hầm tốt cần người đời trước làm thủ công, nó tích lũy năm tháng và kinh nghiệm của họ. Mỗi năm, loại nồi hầm này đều bán rất chạy,
nó cũng là sản phẩm tốt nhất của nồi hầm gốm Đường Sơn. Cho dù là trên thị trường quốc tế thì nó cũng được mệnh danh là loại nồi hầm được mọi người tin dùng. Lần này nó được bán ra với giá 999 tệ, chỉ với cái giá này bạn có thể đem chiếc nồi hầm làm thủ công hàng thật giá thật về nhà. Đến lúc đó thì chúng ta có thể làm món Phật nhảy tường của Đông Tuyết rồi, mấy người thấy deal này có hời không? 999 tệ một chiếc nồi hầm thủ công. Không thể phủ nhận, nồi hầm tuy tốt nhưng giá như này thì là quá cao, hơn nữa đối với nhiều người mà nói, đây đúng là buồn cười, nồi hầm tốt trên thị trường chỉ có mấy trăm tệ một chiếc thôi, còn chiếc nồi hầm xảo tức phụ này tuy nổi tiếng, nhưng không đến mức bán đắt như vậy. Vương Đông Tuyết vốn không chuẩn bị bán hàng trên Livestream, nhưng cũng bất lực với nhiệm vụ mà nền tảng cho, cô ấy căn bản không có lựa chọn. Mặc dù lợi nhuận của nồi hầm rất cao, nhưng không có nghĩa là tiêu thụ tốt, Vương Đông Tuyết biết lý do mà ban đầu mình Livestream trên nền tảng là gì. Chiếc nồi hầm với cái giá trên trời này khiến cô ấy thực sự muốn xin lỗi các bạn fan. Chiếc nồi này đắt quá, thôi lượn đây, mua không nổi đâu. Đúng vậy. Chúng tôi chỉ là con nhà bình thường, ai mua nổi chiếc nồi đắt như vậy chứ? Rõ ràng là đang bắt chẹt người khác mà. Cái nồi đấy thực sự đáng từng nấy tiền sao? Mẹ kiếp! Vốn cho rằng Đông Tuyết là streamer tốt tính, có vẻ như tôi sai rồi, đây chẳng phải là muốn bóc lột khách hàng sao? Đừng nói vớ vẩn nữa, đắt anh có thể không mua, anh ở đây nói vớ vẩn làm cái gì? Đây là nồi hầm làm thủ công của hãng xào tức phụ, mỗi lần bán hàng vài giây là hết hàng. Giá này hơi cao, nhưng vẫn có nhiều người mua thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.